chương 2460, người thần bí. Dương đế không có tức giận, bởi vì ngô gia tộc trưởng việc này đều không có báo cáo, không dám cho Dương đế biết. Ngô gia tộc trưởng ngược lại là giận tím mặt, ngô gia cường giả xuất động hơn phân nửa, mở ra vực môn toàn bộ hướng xí viêm đảo bên này truyền tống mà tới. Lôi kiếp chỉ là kéo dài hơn một canh giờ, lục ly tại lôi kiếp ngừng về sau thả ra phi độ hư không thần kỹ, tại một chút trinh sát nhìn soi mói, hướng mặt phía bắc hoành độ hư không đi, Lục Ly kỳ thật biết những này trinh sát tồn tại, nhưng hắn không có giết chết những này trinh sát, chính là vì để cho người ta biết hắn phi độ hư không đi. Hắn liên tục hướng mặt phía Bắc phi độ hư không, mỗi lần sẽ còn dừng lại chốc lát, cố ý để phụ cận người nhìn thấy. Phi độ hư không năm lần về sau, hắn tiến vào một thành trì bên trong, cải trang giả dạng truyền tống đi, liên tục truyền tống mấy chục lần, hắn lặng yên ra khỏi thành, cải trang về sau hắn phi độ hư không đi. Lần này hắn phi độ hư không phương hướng lại là phương nam không sai hắn lại trở về trở về, ba lần phi độ hư không về sau, hắn phát hiện phụ cận không ai, hắn lập tức cải trang về sau tiến vào thành trì, hướng xí viêm trong đảo truyền tống mà đi. Nguy hiểm nhất địa phương là an toàn nhất, Lục Ly biết hắn giết Ngô Gia nhiều người như vậy, Ngô Gia khẳng định sẽ tức giận. Lại có rất nhiều cường giả theo đuổi giết hắn, hắn hiện tại đi phi độ hư không rất nguy hiểm, sở dĩ hắn cố ý hướng mặt phía bắc phi độ hư không mà đi, sau đó vòng trở lại. Hắn thần thể vừa mới tiểu thành, còn không phải đặc biệt ổn định hắn cần thời gian ổn định cảnh giới tại bạch hỏa bên trong tu luyện không thể nghi ngờ là vô cùng an toàn điểm trọng yếu nhất hắn thần thể tiểu thành khí thức trên thân cảm giác đại biến hắn cảm giác đổi một cái nhục thân hắn tin tưởng coi như ngân viêm hải vực có truy hồn tộc người hẳn là cũng truy tung không đến hắn xí viêm trong đảo đều là hỏa diếm cũng có thể ngăn cách khí thức của hắn bên kia chết nhiều người như vậy người bình thường làm sao có thể qua bên kia hắn tại bạch hỏa khu vực nội trừ phi lục kiếp cường giả, khẳng định không thể nhận ra cảm giác hắn tồn tại. Đương nhiên, tại xí viêm trong đảo trốn tránh, cũng có nhất định nguy hiểm, vạn nhất ngô ra đến mấy cái lục kiếp cường giả lời nói, hắn tại xí viêm trong đảo trốn đều không có địa phương trốn. Phi độ hư không tính nguy hiểm phi thường lớn, lục ly càng nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định tại xí viêm trong đảo nán lại một đoạn thời gian. Một là thối thể, thứ hai là né qua trận này danh tiếng. Lục ly một đường truyền tống mà đi, truyền tống mấy trăm lần về sau, hắn tại một cái trong thành nhỏ ẩn núp xuống tới. Hắn đón mua một cái tiểu nhị, đi tìm hiểu ngoại giới tin tức, chính mình thì tại gian phòng bên trong bế quan. Bên ngoài náo phiên thiên, Ngô Gia điều tập vượt qua trăm vạn võ giả khắp thế giới đang lùng bắt hắn, Ngô Gia lục kiếp cường giả xuất động năm cái, bao quát lão cho điên đều hướng mặt phía bắc truy sát mà đi. Giờ phút này mặt phía bắc đã bị bị thiết trí mấy chục tầng chặn đường võng, lục ly nếu quả như thật hướng mặt phía bắc một đường phi độ hư không mà đi, sợ là hành tung lập tức sẽ bị phát hiện. Lục ly tại trong thành nhỏ ở 10 ngày, thành nội phi thường bình tĩnh, mặc dù có trinh sát trong thành giò xét, nhưng một mực không có người khóa chặt hắn, cũng không có cường giả tới. Lục ly vụng trộm xuất phát, hắn còn ngụy tạo một cái thân phận, một cái tiểu gia tộc trinh sát. Cái kia trinh sát bị hắn giết, thân phận lệnh bài những này đều bị hắn cầm, tư liệu những này đều xứng đáng. Lục ly một đường hướng xí viêm đảo bên kia truyền tống mà đi, vừa đi vừa nghỉ hao tốn thời gian 10 ngày, hắn truyền tống đến phụ cận, sau đó một người tiềm nhập xí viêm đảo phụ cận. Xí viêm đảo phụ cận một người không có, bên này chết nhiều người như vậy, kinh lịch chiến đấu khốc liệt như thế, ai còn sẽ ở bên này đợi. Lục Ly xác định không ai về sau, tiến vào xí viêm trong đảo, trực tiếp đi bạch hỏa khu vực. Hắn thần thể tiểu thành, còn luyện hóa thiên trúc quả đối với hỏa diễm kháng lực tăng nhiều, tại bạch hỏa bên trong mặc dù sẽ bị đốt bị thương, nhưng nhẹ nhóm có thể chống đỡ được. Lục Ly đến bên này về sau, cũng không có an tâm tu luyện, mà là hỏi thăm huyết linh nhi phải chăng dám ra đây giống như huyết linh nhi có thể ra, có thể bố trí một chút thần văn cùng cấm chế, dạng này sẽ an toàn hơn một chút. Không có việc gì, huyết linh nhi theo lục ly trong thân thể chui ra, nó là hồn thể chỉ sợ công kích linh hồn, không sợ vật chất công kích. Bất quá hủy diệt xí viêm bên kia nó cũng không dám đi qua thăm dò, cái này bạch hỏa vẫn là không cách nào tổn thương hắn. Lục ly không nghĩ tới bạch hỏa đối huyết linh nhi không có ảnh hưởng, sớm biết trước đó liền để nó bố trí, lục ly trầm ngâm một lát, để huyết linh nhi nghĩ biện pháp bố trí mấy cái đơn hướng truyền tống trận dù sao tại cái này vô pháp phi độ hư không hắn chỉ cần ra xí viêm đảo liền có thể truyền tống đơn hướng truyền tống trận bố trí rất đơn giản hao tốn hai ngày tự bố trí xong sau đó lục ly chính mình ở ngoại vi bố trí một chút tiểu cấm chế lại để cho huyết linh nhi bố trí một chút huyễn trận mê trận sát trận dù sao có thể bố trí thần văn đều bố trí một lần không cầu kháng trụ địch nhân công kích chỉ cầu đứng vững một lát để hắn có cơ hội đào tẩu huyết linh nhi bố trí, lục ly thì an nhàn thối thể, thần thể tiểu thành, hiện tại nhục thân lục ly đoán chừng phòng ngự cùng lực lượng tốc độ những này đều có thể so ngũ kiếp. Để lục ly dự kiến không đến chính là khí tức của hắn cũng thay đổi, trước đó ngoại nhân dò xét chỉ có thể so nhị kiếp đỉnh phong, hiện tại nếu có người đi dò xét, lục ly khí tức đạt đến tam kiếp đỉnh phong. Chẳng lẽ ta kinh lịch một lần lôi kiếp, liền xem như vượt qua một lần thiên kiếp. Lục ly có chút nghĩ không thông, bất luận làm sao có thể biến thành tam kiếp đỉnh phong cũng là chuyện tốt, mặc dù lục ly chân chính dựa vào là nhục thân cảnh giới hắn đã không coi trọng nhưng nhị kiếp đỉnh phong khí tức vẫn là rất dễ dàng bị người xem nhẹ cũng quá có nhận ra độ tam kiếp đỉnh phong liền sẽ không rõ ràng như vậy lục ly một bên tu luyện thần lực một bên dựa vào hỏa diễm luyện thể ngẫu nhiên hắn sẽ ra ngoài thoáng cái nhanh chóng luyện hóa mấy chục gốc thần dược sau đó vào đây chậm rãi đem dược lực luyện hóa cái kia gốc cây hắn chuẩn bị toàn bộ luyện hóa tận gốc đều bới sạch ra kiến lửa cơ hồ bị hắn đã ăn xong chỉ cần ngoại giới không có người đến quấy rầy hắn, hắn chuẩn bị tại bế quan này mấy năm, một là vững chắc thần thể, thứ hai là tránh đầu sóng ngọn gió. Ngoài ra còn có một điểm, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, hắn cái này tiểu thành thần thể cùng trước đó không giống với lúc trước, có lẽ sẽ có đặc thù thần thông, hắn cần thời gian đi tìm tòi thoáng cái. Thời gian nhoáng một cái liền là nửa năm đi qua, xí viêm đảo bên này một mực rất yên tĩnh, không có người tới, bên này mặc dù còn có vô số người thảo luận, nhưng không người đến bên này, Đều hội tụ đi mặt phía bắc, lực chú ý cũng đều nhìn về phía mặt phía bắc. Bởi vì, mặt phía bắc xuất hiện một kiện rất có ý tứ sự tình, có người tập kích Ngô gia quân sĩ cùng cường giả, mà lại tập kích người không phải một hai cái, bị giết rất nhiều. Bên kia xuất hiện rất nhiều người thần bí, khắp nơi tán loạn, bốn phía giết người, để thế cục loạn rối loạn. Nguyên bản Ngô gia người đang truy tung Lục Ly, hiện tại Lục Ly mất tích, ngược lại xuất hiện rất nhiều người thần bí. Có người hoài nghi, những thần bí nhân này cùng tập kích thiên viêm đảo chiến thuyền chính là cùng một bọn, bởi vì trang phục không sai biệt lắm, lai lịch bí ẩn, bị giết sau căn bản cha không ra là thân phận. Còn có người hoài nghi lục ly cùng nhóm người này là cùng nhau, nhóm người này liền là tử đế năm đó thủ hạ dương nghiệt, bọn hắn đến ngân viêm hải vực mục đích đúng là vì báo thù. Bất luận như thế nào, này thủy xem như quấy đục, ngô gia điều tập trăm vạn người, nửa năm này thời gian bị đánh chết hơn 10 vạn, ngô gia trưởng lão còn chết hơn 10, ngô gia tộc trưởng tự mình đi mặt phía bắc tỏa chấn. Dương đế cuối cùng vẫn biết việc này, đại sự như thế không có khả năng giấu giếm dương đế. Nhưng dương đế đạt được truyền báo về sau, không có bất kỳ cái gì tức giận, chỉ nói là để ngô gia tộc trưởng đi xử lý, trừ phi đến gia tộc sinh tử tồn vong thời khắc, còn lại sự tình đừng đi quấy dày hắn. Thân là đế cấp cường giả, vẫn là ngân viêm hải vực tối cường đại đế, dương đế có đế cấp cường giả kiêu ngạo. Một đám tiểu nhân vật đều cần hắn xuất thủ, hắn những này hậu đại cũng quá vô dụng, chết một nhóm cũng coi là đối gia tộc tỉnh táo. chương 2461, 11 năm. Đám kia người thần bí đến cùng là ai? Vấn đề này quấn quanh ở ngân viêm đại lục tất cả mọi người trong lòng, bất quá có thể xác định một điểm, đám người bí ẩn này hẳn không phải là ngân viêm hải vực người. Ngân viêm hải vực các đại thế lực lẫn nhau chi gian hiểu tận gốc rễ, thậm chí các gia tộc các thế lực có bao nhiêu cường giả đều biết. Mặc dù ngân viêm hải vực có vô số lão ma, nhưng này chút ít lão ma chi gian không có khả năng liên hợp lại. Coi như liên hợp, đoạn thời gian trước ngô ra thế nhưng là đánh chết mấy chục người, nhưng không có một người bị nhận ra thân phận. Nói cách khác bị giết chết mấy chục người, đều không phải là ngân viêm hải vực người. Những này bị giết chết người trong ngũ kiếp cường giả có hơn 10, có thể điều thấp tập nhiều như vậy ngũ kiếp cường giả, chỉ có thế lực lớn siêu cấp, vậy chỉ có thể là còn lại đại lục người. Ngân viêm hải vực mặt phía bắc có phi hỏa đại lục, mặt phía nam có thần phong đại lục. Thần Phong đại lục không có khả năng lắm, bởi vì Thần Phong đại lục thế lực lớn không dám cùng Ngân Viêm Hải vực thế lực lớn là địch. Như vậy chỉ còn lại một cái khả năng, đám người này đến từ Phi Hỏa đại lục. Phi Hỏa đại lục là Tam Trọng Thiên bên trong lớn thứ hai đại lục, bên trong cường giả như mây, thế lực lớn cùng viễn cổ cường tộc vô số kể, có một cái siêu cấp thế lực đến Ngân Viêm Hải vực làm mưa làm gió cũng có thể lý giải. Phi Hỏa đại lục siêu cấp thế lực tiến công Ngân Viêm Hải vực. Một đạo tin tức lưu truyền ra đến rất nhanh truyền khắp toàn bộ Ngân Viêm Hải vực. Cùng này đồng thời Ngô gia tộc trưởng cũng triệu tập còn lại thế lực tộc trưởng, cùng Ngân Viêm Hải vực một chút lão ma bọn họ, cùng một chỗ gặp nhau tại mặt phía Bắc Câu Đế thành. Thiên Viêm đảo chiến thuyền bị tập kích, Ngô gia người bị giết, lần này còn tại mặt phía Bắc khai chiến. Mặt phía Bắc thế nhưng là Câu Đế địa bàn, tại Câu Đế địa bàn động thủ, cái kia chính là đối Câu gia không tôn trọng, lần này đắc tội Tam đại thế lực. Ngân Viêm Hải vực lão ma bọn họ cũng nổi giận giống như chỉ là một hai cái lão ma vào đây cái này không quan trọng thậm chí giống như cái thế lực này quang minh chính đại xuất hiện muốn tại ngân viêm hải vực tranh bá cái này cũng có thể hiểu được nhưng cái thế lực này giấu đầu lộ đuôi chuyên làm một chút âm mưu quỷ kế cái này không thể tránh né gây nên một chút lão ma phản cảm ngân viêm hải vực lão ma bọn họ mặc dù lẫn nhau không ngừng nội đấu thường xuyên đả sinh đả tử chiến đấu không ngớt nhưng bọn hắn tại ngân viêm hải vực ngây người rất nhiều năm đã sớm đem nơi này xem như nhà của bọn hắn. Người một nhà cãi nhau ẩm ý rất bình thường, nhưng nếu có ngoại nhân đến khi phụ bọn hắn, bọn hắn sẽ rất đoàn kết nhất trí đối ngoại. Câu vương thành bên trong cường giả hội tụ, mấy đại thế lực rất nhanh đạt thành hiệp nghị, riêng phần mình triệu tập nhân thủ, cùng một chỗ lùng bắt đám người bí ẩn này, tìm được về sau tận lực bắt sống, nghĩ biện pháp tra hỏi ra chủ sử sau màn. Vô số người mở ra vực môn liên tục truyền tống, mấy đại gia tộc mở ra giá trên trời treo thưởng, nhiều triệu ngân viêm hải vực tất cả mọi người động chống cự ngoại địch đếm không hết cường giả hướng mặt phía bắc dũng mãnh lao tới khắp thế giới truy tung những cái kia cường giả bí ẩn thậm chí tại thời khắc này mọi người tựa hồ cũng quên đi lục ly hoặc là tiềm thức coi là lục ly cùng đám người này là cùng một bọn đám kia người thần bí đại náo ngân viêm hải vực bắc bộ cũng là vì mang lục ly rời đi lục ly tại xí viêm đảo ngược lại rất an nhàn không ai quấy rầy hắn hắn không ngừng lợi dụng hỏa diễm thối thể thỉnh thoảng ra ngoài luyện hóa mấy chục gốc thần dược không có việc gì lính hội thần âm pháp trận chân ý thời gian trôi qua an nhàn ngân viêm hải vực phần lớn người lực chú ý đều nhìn về phía mặt phía bắc đều không có người để ý xí viêm đảo bên này thần dược bị lục ly luyện hóa bên này còn có rất nhiều người chết suối quẩy vô cùng lại nói ngô ra tại cái này chết rất nhiều người ai sẽ không ai chạy bên này mặt phía bắc hội tụ vô số cường giả những thần bí nhân kia rốt cục bị lùng bắt ra cũng bị giết không ít bất quá toàn bộ người thần bí đều hiểu được một loại thần bí độn thuật Thời gian ngắn tốc độ bạo tăng, muốn truy sát độ khó rất lớn. Đám người bí ẩn này toàn bộ hướng mặt phía bắc bỏ chạy, bên này tự nhiên Triệu Tập Cường giả đuổi theo giết vòng vây, bất quá đám người này độn thuật thật mạnh, mấy đại gia tộc còn có vô số lão ma truy sát đi qua, truy sát thời gian nửa năm, cuối cùng chỉ là chém giết hơn trăm người, còn lại còn có vài trăm người trốn vào Phi Hỏa Đại Lục bên trong. Tại đám người bí ẩn này trốn vào Phi Hỏa Đại Lục về sau, Ngân Viêm Hải vực người không dám truy sát thần phong đại lục cường giả không dám vào nhập ngân viêm hải vực đồng dạng ngân viêm hải vực cường giả cũng không dám tiến vào phi hỏa đại lục đối với ngân viêm hải vực người mà nói bọn hắn nơi này là nông thôn phi hỏa đại lục mới là thành phố lớn bọn hắn dám đi đại thành trì khẳng định sẽ bị toàn bộ đánh ra đến thậm chí có thể đều bị diệt năm đó dương đế đã từng đi phi hỏa đại lục một chuyến kết quả vừa mới đi vào thời gian nửa năm tự bị ép lui ra mà lại hắn sau khi trở về trực tiếp bế quan trăm năm thời gian mặc dù không có xác định hắn thụ thương, nhưng trăm năm không lộ diện, cái này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Người thần bí lui vào phi hỏa đại lục, sự tình xem như đã qua một đoạn thời gian. Ngân viêm hải vực các đại gia tộc đồng tâm hiệp lực phía dưới, đem chạy về phi hỏa đại lục, đây đối với ngân viêm hải vực người mà nói một trận đại thắng. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài tình huống, trên thực tế lần này ngô ra tổn thất lớn rồi, người thần bí chỉ là đánh chết hơn 100 người, bên này nhưng đã chết mười mấy vạn người, song phương đều đã chết ngô kiếp cường giả. Trọng yếu nhất chính là, ngô gia bọn người gia tộc là sân nhà, mà lại ngân viêm hải vực gần như hơn phân nửa cường giả xuất động, mới đưa người thần bí đánh lui. Đó cũng không phải cái gì hào quang sự tình, thậm chí có thể nói là chuyện rất mất mặt. Tăng thêm lục ly tại xí viêm đảo oanh sát nhiều người như vậy, ngô gia lần này tổn thất lớn rồi, mặt mũi cũng ném đi được rồi. Bất quá lục ly mất tích, người thần bí lui về phi hỏa đại lục, bọn hắn có thể làm sao chỉ có thể đem cơn tức giận này nén ở trong lòng. Ngân viêm hải vực trong khoảng thời gian này cũng bình tĩnh rất nhiều, ngô ra cùng thiên viêm đảo, còn có một số lão ma trong lòng kìm nén hỏa đâu trong khoảng thời gian này nếu là đi kiếm chuyện, rất dễ dàng đụng họng súng. Xí viêm đảo tựa hồ bị người quên lãng, lục ly tại cái này lẻ loi chơi trọi bế quan hơn một năm, không có bất kỳ người nào tiến vào đảo, thậm chí đều không có người tới gần nơi này bên cạnh. Lục ly quên đi phía ngoài phân tranh, hơn một năm nay thời gian, tiểu thành thần thể xem như ổn định, thần âm pháp tác tiến một bước có tăng lên, hiểu được mấy cái mấu chốt địa phương. Duy nhất để lục ly tiếc núi địa phương, liền là tiểu thành thần thể, hắn luôn cảm giác có thể thức tỉnh một loại nào đó năng lực, nhưng lại một mực lĩnh hội không ra, luôn cảm giác thiếu chút gì. Huyết linh nhi hơn một năm nay thời gian, tiến bộ nổi bật, nó đang một mực tại lĩnh hội viễn cổ thần văn, hơn một năm nay có tiến bộ rất lớn, nó bắt đầu tay phá giải bộ kia sơn thủy cổ hỏa cùng hào giác. Lục Ly gần nhất tại lĩnh hội thần âm pháp trận chân ý đến so sánh bước then chốt, hắn cái gì đều mặc kệ, yên lặng tại mộng ảo chi cảnh bên trong, quên đi thời gian, quên đi lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm, quên đi hết thảy. Cái này vừa bế quan liền là đằng đẳng 11 năm. Loại trừ chịu không được ngủ say một lát, Lục Ly sau khi tỉnh lại sẽ lập tức bế quan. Huyết Linh Nhi một mực giám sát tình huống chung quanh, một khi có người tới gần, Huyết Linh Nhi sẽ phát giác, sở dĩ Lục Ly cái gì đều mặc kệ. Ngay tại hôm nay, Lục Ly rốt cuộc tỉnh lại, không phải thần âm pháp trận chân ý đại thành, mà là huyết linh nhi truyền âm cho hắn, có người tới gần hòn đảo. Ta bế quan bao nhiêu năm, Lục Ly ngẩng đầu thì thào một tiếng, cảm giác thanh âm đều có chút khàn khàn, hắn sửng sốt một lát, đứng lên nói ra, không sai biệt lắm, cũng nên đi, là thời điểm đi phi hỏa đại lục. Chương 2462, tiểu thành thần thể đặc thù thần thông. Người tới là một cái lão ma, một cái tu luyện hỏa hệ lão ma, hắn đến bên này là muốn chạm tìm vận may, nhìn xem có thể hay không còn có thiên trúc quả dạng này siêu cấp thần dược. Hắn tiến vào đảo về sau, bị huyết linh nhi dò xét đến, lục ly cảm ứng được hắn bố trí thần văn bị xúc động, người kia đã tiến vào đỏ hỏa khu vực. Lục ly đôi mắt lấp lóe vài vòng, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt sát ý, hắn chuẩn bị giết chết người này. Mặc kệ người này có phải hay không ngô ra bên kia, hắn đều phải chém giết. Nếu không tin tức tiết ra ngoài, hắn những năm này ẩn núp tựu không có ý nghĩa, ngô ra sẽ lần nữa tổ chức chặn đường. Người kia tiến vào tử hỏa khu vực, trong tay hắn cầm một mai hạt châu màu đỏ, tựa hồ có thể tránh hỏa. Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng, đại khái phỏng đoán người này chiến lực hẳn không phải là đặc biệt mạnh, chỉ là ngũ kiếp tiền kỳ. Lục Ly trầm ngâm một lát, cùng huyết linh nhi truyền âm nói, "Huyết linh nhi, đi đem hắn dẫn dụ đến bạch hỏa khu vực biên giới." Huyết linh nhi xúc tu lặng yên lan tràn đi qua, sau đó tại cái kia lão ma tiền phương toát ra một góc. Lão ma vốn là tại bốn phía chỗ tìm kiếm thần dược, phát hiện huyết linh nhi sau lập tức một mặt cuồng hỉ, đại thủ dò tới muốn đem huyết linh nhi bắt lấy. Huyết linh nhi làm sao có thể để hắn bắt lấy, lại nói nó là hồn thể muốn bắt cũng không nhất định có thể bắt lấy. Huyết linh nhi nhanh chóng rụt trở về, cái kia lão ma điên cuồng đuổi theo không bỏ. Thần dược đều là có linh tính, hắn thấy huyết linh nhi đào tẩu ngược lại là tuyệt thế thần dược A. Rất nhanh huyết linh nhi xúc tu rút về bạch hỏa khu vực, lão ma cũng đuổi tới bạch hỏa biên giới, trong mắt của hắn lộ ra một tia e ngại cùng hối hận nhưng cũng không dám tiến vào bạch hỏa khu vực xoẹt vào thời khắc này bạch hỏa khu vực nội sáng lên một đạo kinh thiên đao mang đao mang kia lộn vòng mấy lần mang theo đầy trời bạch hỏa cuốn tới lão ma còn tại hối hận mới vừa rồi không có cầm xuống huyết linh nhi phản ứng chậm một tia bị bạch hỏa bao phủ đi vào toàn thân hắn bốc khí khói đen đau đến lăn lộn dưới đất trốn bản năng cầu sinh để hắn phản ứng lại mặc dù thụ thương phi thường trọng nhưng hắn vỗ mặt đất liền muốn bay đi ngay tại lập tức bạch hỏa khu vực nội một thân ảnh bắn ra thoáng cái đâm vào lão ma trên thân một đôi hữu lực tay còn gắt gao ôm hắn a à, lão ma dọa đến hồn phi phách tán trong tay sáng lên hắc quang đối lục ly ngực hung hăng vỗ tới lục ly lại không quan tâm ôm người này quay cuồng lên trực tiếp cút vào bạch hỏa khu vực nội a à, lão ma hét thảm vài tiếng sau đó bị nhanh chóng thiêu chết bạch hỏa hắn còn gánh không được nếu không vừa rồi tự truy vào đi hắn trước khi chết hung hăng đập lục ly hai trường đem lục ly đập đến nhe răng trợn mắt, đau đến quất thẳng tới. a à, người kia bị thiêu chết, lục ly vẫn còn nằm trên mặt đất ôm thi thể nám đen, nội tâm của hắn đột nhiên kinh nghi. Vừa rồi lão ma công kích hắn lúc, hắn cảm giác trong thân thể có vô số ẩn hình năng lượng phun trào, ngực phụ cận có ẩn hình năng lượng hướng bị công kích chỗ hội tụ mà đi. Chẳng lẽ, lục ly đem thi thể nám đen ném một cái ngồi xếp bằng, tinh tế đi cảm ứng những năng lượng kia. Vừa rồi lão ma kia hai trường rất cường đại, hắn lại loại trừ đau bên ngoài, cũng không nhận được quá nặng thương thế, chẳng lẽ là những năng lượng kia nguyên nhân. Những năng lượng này làm sao tới? Do xét một trận, Lục Ly phát hiện những năng lượng kia lại lặng yên trở về, tiềm phục tại thân thể mỗi một tấc máu thịt bên trong, giống như không tra xét rõ ràng căn bản cảm ứng không ra. Hắn trầm ngâm một lát, nhớ tới lôi kiếp lúc những cái kia trong sấm xét kim quang. Mỗi lần một đạo trong sấm xét đều có kim quang, lôi điện làm chính mình bị thương, sau đó chính mình lại nhanh chóng bị chữa trị, chẳng lẽ những cái kia kim quang năng lượng tiềm phục tại bên trong thân thể của mình. Những năng lượng này không chỉ có thể chữa trị nhục thân, còn có thể tăng cường phòng ngự. Lục ly trước đó một mực ẩn ẩn cảm giác, cái này tiểu thành thần thể hẳn là có một ít không giống, nhưng luôn luôn không phát hiện được. Bây giờ bị công kích, hắn mới giật mình, nguyên lai có thể tăng lên phòng ngự. Thử một chút, lục ly vung mạnh nắm đấm, đối với mình chân đập tới, đồng thời thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng. Hắn nắm đấm đập xuống, đùi phụ cận năng lượng quả nhiên tự động nhanh chóng hội tụ xuất hiện tại bị công kích khu vực oanh đùi tê dần nhưng không có bất luận cái gì thương thế đương nhiên lục ly cũng vô ích quá mạnh lực lượng lục ly trên mặt lộ ra nét mừng những năng lượng kia hội tụ đi qua bắp đùi kia khu vực lực phòng ngựa quả nhiên tăng nhiều ông lục ly lấy ra một cái thần binh đối đùi hung hăng bổ tới lần này vẫn là như thế khác biệt chính là đùi bị quẹt làm bị thương để lục ly mừng như điên là nhục thể của hắn dùng biến thái tốc độ phục hồi như cũ, giống như không phải còn có cảm giác đau đớn, hắn đều nhìn không ra bị quẹt làm bị thương qua. Tiểu thành thần thể quả nhiên cường, lục ly trên mặt cười nở hoa, đồng thời trong đôi mắt cũng đều là chờ mong, hắn hiện tại vô thượng thần thể còn tại đệ nhị trọng, giống như tiến vào đệ tam trọng còn có mạnh cỡ nào giống như vô thượng thần thể đại thành đâu có phải hay không đau thương bất nhập, giết không chết. Không đúng, lục ly nghĩ đến tử đế, tử đế mạnh như vậy, nhục thân tam trọng thiên vô địch, nhưng vẫn là bị chém nứt đầu. Vô thượng thần thể đại thành cũng không phải thật vô địch a, à, bất quá phòng ngự cùng nhục thân khẳng định mạnh đến mức đáng sợ. Lục Ly nhắm mắt lại lục lọi một trận, hắn đứng dậy đem lão ma không gian giới thu vào, sau đó đứng dậy đi ra phía ngoài. Cái này lão ma hắn không biết thân phận, vạn nhất là ngô gia người đâu sở dĩ hắn vẫn là mau rời khỏi tốt, thời gian đi qua đã lâu như vậy, hắn thần thể ổn định, cũng nên rời đi đi phi hỏa đại lục. Hắn liền xông ra ngoài, cũng không có phi độ hư không mà là cải biến trang phục một đường điệu thấp phi hành đi phụ cận hòn đảo. Phi hành 4 năm cái canh giờ, hắn tiến vào hòn đảo bên trong, cưỡi hòn đảo truyền tống trận rời đi. Một đường truyền tống, một đường cải biến trang dung, truyền tống hơn trăm lần sau lục ly tại một cái bên trong tòa thành lớn ngừng lại. Trước đó thiên tàn lão nhân còn nói bên này không có truyền tống trận, hiện tại rất nhiều thành trì lại đều có truyền tống trận, bất quá sở hữu truyền tống trận đều rất mới, hẳn là gần nhất những năm này mới dựng. Có lẽ thiên tàn lão nhân trước kia đại náo ngân viêm hải vực thời điểm, bên này xác thực không có truyền tống trận. Chỉ là truyền tống tốc độ quá chậm, rất nhiều hòn đảo đều là chậm rãi di động, sở dĩ truyền tống có đôi khi tại đường vòng, truyền tống phí tổn còn đặc biệt quý, so thần phong đại lục đắt hơn. Lục ly tại trong thành chỉ dò xét một chút tin tức, gần nhất những năm này ngân viêm hải vực ngược lại là an tĩnh rất nhiều. Duy nhất đi ra đại sự liền là mặt phía bắc câu ra, có một cái yêu nghiệt thiếu nữ, trăm tuổi còn chưa tới thế mà đột phá ngũ kiếp đưa tới rất lớn oanh động. Những sự tình này Lục Ly cũng không để ý, hắn nghĩ là như thế nào nhanh chóng mà an toàn đi Phi Hỏa Đại Lục. Hắn tổng hợp tin tức về sau, cuối cùng quyết định tiếp tục ngồi Thiên Viêm Đảo chiến thuyền đi Phi Hỏa Đại Lục. Người thần bí bị đánh lui, Thiên Viêm Đảo chiến thuyền lại khôi phục bình thường vận doanh, những năm này cũng chưa từng sinh ra sự tình. Lục Ly tìm hiểu tình tường về sau, đi phụ cận một tòa bên trong tòa thành lớn, tìm được Thiên Viêm Đảo phân đà, giao thần thạch về sau, yên tĩnh cư trú chờ đợi chiến thuyền đến. Kỳ thật Lục Ly lần trước bỏ ra nhiều như vậy thần thạch, thiên viêm đảo nhưng không có bổ thần thạch cho hắn, đằng sau bị ngô ra người truy sát, hắn trực tiếp chạy trốn. Lần này Lục Ly lại không dám muốn thiên viêm đảo bổ thần thạch, mà là dùng thân phận hoàn toàn mới ngồi chiến thuyền. Ngân viêm hải vực mấy đại thế lực trước đó thế nhưng là liên hợp cùng một chỗ đối kháng người thần bí, vạn nhất hắn bại lộ thân phận thiên viêm đảo người đem hắn bán cho ngô gia nữa nha. Ngày thứ 23 về sau, Lục Ly lên chiến thuyền. Hắn đạp vào chiến thuyền về sau, yên lặng cầu nguyện hy vọng lần này thuận buồm xuôi gió, có thể tuyệt đối không nên tái xuất yêu thiêu thân. PS, còn có một chương, nửa giờ sau càng. Chương 2463, câu Vương Thành. Lục Ly ở tại chiến thuyền tầng 2 một cái trong khoang thuyền, hắn đi lên về sau lập tức tiến vào buồng nhỏ trên tàu, không còn có ra qua. Hắn thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng một phen, xác định không ai truy tung hắn, hắn trực tiếp bế quan, chuẩn bị không đến phi hỏa đại lục tuyệt không xuất quan. Chiến thuyền lần này rất an nhàn phi hành, không còn có người dám nửa đường công kích thiên viêm đảo chiến thuyền. Những năm này thiên viêm đảo cường giả nội tâm thế nhưng là kìm nén hỏa đâu, giống như còn có cái nào không khai nhãn lão ma dám đến tập kích, đoán chừng sẽ bị tháo thành tám khối. Trên chiến thuyền cường giả nhiều rất nhiều, mà lại những năm này trên chiến thuyền còn ngẫu nhiên lại có lãnh chúa cấp cường giả tỏa chấn. Những lãnh chúa này cấp cường giả mục đích không phải là vì bảo hộ chiến thuyền, mà là vì ôm cây đợi thỏ. Thiên Viêm Đảo một mực chờ đợi một cái cơ hội, một cái lập uy cơ hội, một cái đoạt lại vinh quang cơ hội. Những năm gần đây bọn hắn ước gì có người tìm Thiên Viêm Đảo phiền phức, sau đó bọn hắn đại khai sát giới, trọng trấn Thiên Viêm Đảo hùng phong. Giờ phút này lục ly chỗ chiến thuyền phía trên tựu có một cái lãnh chúa cấp cường giả, bất quá người bình thường không biết hắn tồn tại. Tựu liền Thiên Viêm Đảo quân sĩ đều không biết, chỉ có mười mấy cái ngũ kiếp cường giả biết. Đáng tiếc lần này cũng vô cùng an toàn trên đường đi chưa từng xuất hiện bất luận cái gì khó khăn chắc trở, gần nhất những năm này căn bản không có người dám tìm mấy đại thế lực phiền phức. Những cái kia lão ma đô không ngốc, sẽ không đụng trên hỏng súng đi. Chiến thuyền nhanh chóng tiến lên, Lục Ly tiếp tục tu luyện thần âm pháp tắc, cái này pháp tắc tìm hiểu 11 năm, đều không thành công, có thể nghĩ cái này pháp tắc huyền diệu. Lục Ly ngộ tính không tính tuyệt đỉnh, nhưng tuyệt đối không kém, nếu không cũng sẽ không trẻ tuổi như vậy, tự có được hiện tại chiến lực. Lục Ly cũng không vội, giống như cái này pháp tắc giống như thời gian ngắn liền có thể lĩnh hội, vậy khẳng định không lợi hại. Càng là cường đại pháp tắc, càng là phức tạp, càng khó lĩnh hội. Hắn phi thường chờ mong cái này pháp tắc đại thành thời điểm sẽ phóng xuất ra cỡ nào cường đại. Chiến thuyền nhanh chóng tiến lên, trên đường giống như tao ngộ ngân viêm núi lửa phun trào sẽ ngừng một chút, thiên viêm đảo cường giả cùng quân sĩ sẽ ra ngoài. Người trên thuyền cũng sẽ ra ngoài bộ phận lấy xong bảo vật về sau chiến thuyền sẽ tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, chớp mắt tựu 5 tháng đi qua, chiến thuyền tiến vào ngân viêm hải vực Bắc Bộ, tại mấy ngày sau sẽ đến Bắc Bộ lớn nhất thành trì Câu Vương Thành. Trên chiến thuyền có một số người là đi Câu Vương Thành, cũng có một số người là chuẩn bị xuống dưới tham quan du ngoạn. Chiến thuyền sẽ ở Câu Vương Thành bên trong dừng lại 10 ngày, chiến thuyền cũng cần bổ sung thoáng cái năng lượng chữa trị một phen. Ba ngày sau, chiến thuyền đã tới một tòa đại thành bên ngoài, tòa thành lớn kia là tại một mảnh trên vách đá dựng đứng mà lại là lơ lửng ở giữa không trung bên trong, giống như là một tòa huyền không đảo. Chiến thuyền bên trong rất nhiều người tất cả đi xuống, chỉ có một ít bế quan người không nhúc nhích, lục ly ngay tại trong đó. Đối với dạng này đại thành lục ly không có nửa điểm hứng thú, hắn cũng sợ trở ra sẽ xảy ra chuyện, vẫn là thành thành thật thật tại trên chiến thuyền ở lại đi. Thiên viêm đảo người tiến vào mười mấy cái cường giả, lưu lại một cái ngũ kiếp cường giả tỏa chấn, quân sĩ lưu lại một trăm, những người còn lại đều vào thành một mực tại trên chiến thuyền mang theo, thiên viêm đảo người cũng rất là buồn khổ, sở dĩ mỗi lần đến đại thành sau đều sẽ dừng lại mấy ngày, thiên viêm đảo dưới người đi tầm hoan tác nhạc, buông lỏng một phen. Chiến thuyền tại thành trì bên ngoài rất an toàn, câu vương thành thế nhưng là câu gia chủ thành, thành nội ai nháo sự ai chết coi như ngoài thành cũng không dám náo ra đại sự. Lại nói thiên viêm đảo chiến thuyền, người bình thường còn không có lá gan này công kích. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác tự xảy ra chuyện. Tại ngày thứ hai thành nội bay ra hai người, vừa ra thành tựu khai chiến, hai người công kích sư ba không cẩn thận đập vào chiến thuyền phía trên, tướng chiến thuyền cho đánh ra một đầu vết rách. Muốn chết, chiến thuyền phía trên một cái chân giữ ngũ kiếp cường giả lập tức giận tím mặt, bóp nát ngọc phù, chính mình thì theo trên chiến thuyền bay ra, hướng hai cái lão ma phóng đi. Hiu hiu hưu, thành nội thiên viêm đảo cường giả bay ra, cái kia ẩn tàng lãnh chúa cấp cường giả tốc độ nhanh nhất, hắn nhìn thấy chiến thuyền thế mà bị đánh mở ra, trong mắt không chỉ có không có tức giận ngược lại đều là vui mừng hắn thét dài một tiếng đại thủ hướng một người vỗ tới người kia bị hắn nhẹ nhõm vỗ xuống đi cho tươi sống chụp chết một cái khác lão ma tỉnh ngộ lại nhìn thấy thiên viêm đảo vào tới nhiều người như vậy hắn vội vàng thở dài nói chư vị đại nhân đừng giết ta vừa rồi công kích các người chiến thuyền người không phải ta là hắn a oanh trả lời hắn là một cái kình thiên đại thủ thiên viêm đảo người vốn là không có, có cơ hội lập uy hiện tại thật vất vả tìm tới cơ hội còn tại câu vương thành bên ngoài cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ lỡ hừ người lãnh chúa kia cấp cường giả hừ lạnh một tiếng nói ra mặc kệ ngươi là bất luận kẻ nào dám can đảm tập kích chúng ta thiên viêm đảo chiến thuyền giết chết bất luận tội lục ly bọn người bay ra chiến thuyền bị hủy diệt tất cả mọi người trước tiên bay ra ngoài lục ly nhìn thấy phá vỡ một cái lỗ thủng to chiến thuyền trên mặt lộ ra vẻ khổ sở hắn cưỡi một lần chiến thuyền tự bị hủy diệt một lần chẳng lẽ hắn là sao trổi không thành đều theo ta vào thành. Một người thống lĩnh bay tới, cùng lục ly bọn người nói ra, chiến thuyền cần chữa trị, ít nhất phải một tháng, chư vị yên tâm đi, các người đi vào sẽ có người an bài ăn ngủ. Ăn ngủ những này lục ly bọn người cũng không để ý, lục ly chỉ là có chút sợ bị nhận ra thân phận tới. Hoặc là lần này vốn chính là một cái bẫy là cố ý muốn để hắn vào thành. Hẳn không phải là, lục ly lắc đầu, giống như thân phận của hắn bị phát hiện, không cần như thế phiền phức, ngô ra tới một cái lãnh chúa trong nháy mắt đem hắn cầm xuống hoặc là chụp chết liền tốt. Hắn đi theo đại bộ đội hướng bên trong đi đến, cái này thành trì ngược lại là náo nhiệt, ngựa xe như nước, các loại kỳ dị chủng tộc, còn có rất nhiều người mặc bại lộ nữ tử dáng rất yểu điệu. Lục ly bọn người được an bài tại một cái đại khách sạn bên trong, khách sạn này không phải thiên viêm đảo phân đà, mà là thành nội một cái so sánh xa hoa đại khách sạn. Lục ly tiến vào trong khách sạn, lập tức mở ra cấm chế, còn để huyết linh nhi bố trí thần văn có bất kỳ người tới gần, hắn đều sẽ trực tiếp phi độ hư không mà đi. Một tháng này, Lục Ly ở bên trong ở nơm nớp lo sợ, bất quá còn tốt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tại một tháng về sau, Lục Ly được cho biết có thể lên thuyền. Chiến thuyền được chữa trị tốt, Lục Ly lên chiến thuyền về sau, một mực thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng, ngược lại là không có đặc biệt dị trạng. Duy nhất để Lục Ly có chút kinh nghi bất định là lần này đi lên năm cái thần bí cường giả, đám người này đều mang theo rất cao cấp mặt nạ, ẩn giấu đi thân phận. Nhất là trong đó một cái nữ tử, trang dung thoạt nhìn như là một cái lão thái thái, lục ly thông qua đại đạo chi ngân cảm ứng được, đây thật ra là một cái tuổi trẻ nữ tử, còn vô cùng tuổi trẻ. Năm người này hẳn là thực lực đều rất mạnh, mà lại thân phận địa vị rất cao, lục ly phát hiện thiên viêm đảo một cái trưởng lão tự mình cho các nàng an bài buồng nhỏ trên tàu, vẫn là vô cùng xa hoa buồng nhỏ trên tàu. Chẳng lẽ là ngô gia người? Lục Ly trong lòng có chút hoài nghi, bất quá nghĩ lại, nếu như là tới giết hắn, kia không phải mang một cái trẻ tuổi như vậy tiểu thư a. Một cái đại gia tộc tiểu thư, vì cái gì ngụy trang thành lão ẩu, đám người này đến cùng có cái gì bí mật. Lục Ly không nghĩ ra, chỉ có thể trong bóng tối đề phòng, để huyết linh nhi lần nữa bố trí mấy cái thần văn, tình huống không đúng hắn chỉ có thể phi độ hư không thoát đi. PS, chương 4 đến, chương 2464, phi hỏa đại lục. Vượt quá Lục Ly ngoài ý liệu tiểu thư kia cùng mấy cường giả tiến vào buồng nhỏ trên tàu về sau một mực chưa hề đi ra, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, thời gian đi qua một tháng đều không có dị trạng phát sinh. Đã một tháng đều không có động thủ, vậy nói rõ hẳn không phải là ngô gia người. Chiến thuyền phi hành xa như vậy, nhiều như vậy cơ hội, nếu như là ngô gia người đã sớm động thủ. Thiên viêm đảo khẳng định đứng tại ngô gia bên kia, coi như không giúp đỡ, cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Lục ly mặc kệ, để huyết linh nhi giám sát tình huống xung quanh, chính hắn một bên luyện hóa thần dược một bên tiếp tục tham mộ thần âm pháp tác chân ý thần dược còn có rất nhiều đoạn thời gian trước lấy được rất nhiều không gian giới trong giới chỉ cũng có tự có không ít thần dược chiến thuyền rất bình ổn chạy trên đường đi cũng rất buồn tẻ loại trừ ngẫu nhiên tao ngộ ngân viêm núi lửa phun trào lúc mọi người còn có thể xuống dưới kiểm điểm tiện nghi vui vẻ thoáng cái thời gian còn lại hoặc là khô tỏa hoặc là tu luyện dạng này bình tĩnh thời quang đối với lục ly tới nói ngược lại có thể ngộ nhưng không thể cầu Hắn tới Tam Trọng Thiên sau khi được thường bị người đuổi giết, vẫn luôn không có thời gian yên tĩnh tu luyện. Hắn tại Xí Viêm trong đảo vừa bế quan liền là 11 năm, cũng là bởi vì thật lâu không có hưởng thụ bình tĩnh thời quang. Chiến thuyền tiếp tục tiến lên, hao tốn trọn vẹn 8 tháng thời gian, chiến thuyền rốt cục đã tới Phi Hỏa Đại Lục. Ở phía xa hải vực tuyến bên trên xuất hiện một mảnh đại lục, còn có một tòa hùng vĩ cự thành về sau, trên chiến thuyền vô số thương nhân đều tiếng hoan hô nhảy cẫng. Rất nhiều thương nhân đứng tại bong tàu phía trên sắc mặt vui mừng. Đối với bọn hắn tới nói, đã tới phi hỏa đại lục, vậy liền đại biểu có thể kiếm lấy giá trên trời thần thạch, cũng đại biểu lần này hành trình an toàn đi đến một nửa. Cách hỏa thành, đây là phía trước tòa thành trì kia danh xưng đây là phi hỏa đại lục nhất phía nam, cũng là nam bộ lớn nhất thành trì. Bước vào tòa thành trì này tiểu đại biểu tiến vào phi hỏa đại lục, ngân viêm hải vực phân tranh đem có thể coi thường. Cho dù là người đắc tội dương đế, chỉ cần đi vào cách hỏa thành, người cũng sẽ triệt để an toàn. Bởi vì Cách Hỏa Thành là một cái viễn cổ thế gia chiếm cứ thành trì, cái này viễn cổ thế gia phía sau có một cái đại đế, vẫn là một cái tương đối mạnh hoành đại đế. Lục Ly tại lúc này mở mắt, Cách Hỏa Thành tư liệu hắn đã sớm góp nhặt, hắn biết một sáng bước vào trong thành trì, hắn đem triệt để an toàn, dù là cho Ngô gia người biết hắn trong thành, cũng không ai dám động đến hắn. Phi Hỏa Đại Lục, Lục Ly đi ra buồng nhỏ trên tàu, đứng ở bong tàu bên trên, nhìn qua càng ngày càng gần thành trì tại thời khắc này hắn đột nhiên có loại nghĩ rơi lệ cảm giác. Trong đầu của hắn xuất hiện một cái nữ tử bộ dáng, cái kia nữ tử tuyệt mỹ như tiên, trong ánh mắt mang theo yêu chiều, trong thần sắc đều là kiên nghị cùng quả quyết. Ta không yên lòng ngươi, về nhà đi, tỷ tỷ làm ngươi thích ăn nhất tịch hưu thịt. Đệ đệ, cầm đao của ngươi mang theo tỷ tỷ giết ra bộ lạc đi, ai dám cản chúng ta, giết chết bất luận tội. Ngươi xem một chút bọn hắn lúc nào đem chúng ta làm qua tộc nhân thậm chí bọn hắn khi nào đem chúng ta làm qua người nếu không phải lục thúc công chúng ta tỷ đệ giờ phút này còn có thể sống được sao? Đối đãi huynh đệ người có thể không tiếc mạng sống. Đối đãi thân nhân người yêu người có thể bỏ qua hết thảy. Mà đối xử địch nhân người nhất định phải lãnh huyết vô tình vừa ra tay nhất định phải chém tận giết tuyệt. Phó đạo chi lộ liền là giết chóc chi lộ người nếu muốn trở thành cường giả trở thành thành chủ vực chủ thậm chí nhân hoàng ngươi liền muốn dẫm lên vô số thi thể thượng vị nhất tướng công thành vạn cốt khô từ trước đều là như thế ngươi hiểu chưa nam nhi đương sát nhân sát nhân bất lưu tình thiên thu bất hủ nghiệp đều ở giết người bên trong xưa kia có hào nam nhi nghĩa khí trọng hứa chừng mắt tức giết người thân so lông hồng nhẹ lại có hùng cùng bá giết người loạn như ma lục ly trong đầu hồi tưởng đến lục linh ngày xưa nói qua từng câu lời nói hồi tưởng đến cùng lục linh trung đụng từng bức họa nghĩ đến lục linh từ nhỏ đến lớn chịu khổ ánh mắt hắn càng ngày càng mông lung, hắn nhìn qua xa xa kia phiến đại lục, tựa hồ mơ hồ nhìn thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử ngay tại nơi xa lẳng lặng đứng đấy, chờ đợi lấy hắn đi qua. Tỷ tỷ, ta tới, ta rốt cuộc đến phi hỏa đại lục, ta rất nhanh liền có thể nhìn thấy ngươi. Lục ly thì thào, hắn đều không nhớ rõ cùng lục linh tách rời bao lâu, có lẽ tách rời thời gian muốn so cùng lục linh thời gian trung đụng càng dài. Nhưng dù cho tách rời một ngàn năm một vạn năm, lục ly nội tâm vĩnh viễn không cách nào quên lục linh, bởi vì trong lòng hắn kia là người thân nhất là đời này hắn người trọng yếu nhất hồi tưởng lại những năm này lục ly cũng rất là cảm khái theo đấu thiên giới đi cửu giới lại đi thần giới lại đi nhị trọng thiên cuối cùng đến tam trọng thiên hắn cuối cùng là xác định lục linh người ở phương nào đoạn đường này đến cỡ nào gian nguy đổi lại người bình thường đã sớm từ bỏ lục ly cũng chưa bao giờ từng nghĩ hắn thật có thể đến phi hỏa đại lục mộng tưởng biến thành hiện thực hắn lại có chút tinh thần hoảng hốt luôn cảm giác đang nằm mơ chiến thuyền vạch phá bầu trời rất nhanh đã tới tòa kia cự thành phía dưới chiến thuyền tại thành trì nam bộ trên quảng trường ngừng lại chiến thuyền phía trên thống lĩnh thanh âm vang lên chư vị lần này lữ trình kết thúc chư vị có thể vào thành giống như chư vị lần sau cần theo cách hỏa thành đi thiên viêm đảo có thể đi cách hỏa thành chúng ta phân đà cảm tạ chư vị từng đội từng đội người bay xuống lục ly phát hiện cái kia ngụy trang thành lão ẩu tiểu thư mang theo bốn cái ngũ kiếp thiên thần bay xuống hướng cửa thành đi đến xem ra không phải đối phó của ta lục ly triệt để yên tâm hắn không có dừng lại cùng cái kia thống lĩnh chắp tay thân thể bay thấp mà xuống đã tới cửa thành bên này có quân sĩ thủ hộ muốn lục ly đưa ra phi hỏa lệnh bài nếu như không có kia phải hao phí một tỷ thần thạch mua sắm loại này nhưng thật ra là biến tướng thu thuế lục ly cũng không để ý một tỷ thần thạch đối với hắn mà nói là chuyện nhỏ hắn hiện tại có thể nói là phú khả địch quốc a những cái kia lão mà cùng Ngô ra các trưởng lão không gian giới bên trong phi thường giàu có thần thạch những này tùy ý có thể làm ra hai nghìn ức tiến vào cách hỏa thành lục ly tìm một khách sạn ở lại sau đó chuyện thứ nhất tìm đến tiểu nhị để hắn đi mua sắm phi hỏa đại lục địa đồ hắn chỉ biết nghịch long cốc tại phi hỏa đại lục trung bộ cụ thể phương vị lại là không biết mà lại phi hỏa đại lục quá lớn giống như dựa vào truyền thống đi qua kia đều không biết muốn hao phí bao nhiêu năm thời gian hắn phải hảo hảo tìm hiểu một phen thăm dò rõ ràng tình huống về sau lại hành động. Địa đồ mua là quý nhất, mặt trên còn có phi hỏa đại lục thế lực lớn kỹ càng ghi chú, lục ly đằng đẳng nhìn một cái buổi chiều, cùng tiểu nhị hàn nguyên mấy canh giờ, đối với phi hỏa đại lục mặt ngoài thế lực lớn xem như có một chút hiểu rõ. Tám tộc, chín họ, 10 vương, đây chính là phi hỏa đại lục thế lực lớn một cái giới thiệu sơ lược, tám cái chủng tộc viễn cổ, chín cái cường đại dòng họ, còn có 10 cái vương cấp thế lực. 27 thế lực lớn siêu cấp, Phi hỏa đại lục cấp cao nhất thế lực, mặt ngoài hiển lộ ra chính là cái này 27 thế lực, còn như có hay không ẩn tàng thế lực lớn, lục ly tự không biết. Nghịch Long Cốc là 27 thế lực lớn một trong, cũng tại bát đại trùng tộc viễn cổ bên trong, còn bài danh thứ hai. Mặt khác, đế cấp cường giả phi hỏa đại lục số lượng tương đối nhiều, khoảng chừng thập tam cái, còn có mười mấy cái chuẩn đế cấp cường giả, tại lục kiếp đỉnh phong nhiều năm, đế cấp phía dưới tối cường giả. Phi hỏa đại lục rất loạn a. À, lục Ly hỏi thăm tiểu nhị một phen, nội tâm có chút nặng nề, tám tộc chín họ 10 vương cái này 27 siêu cấp thế lực cũng không hài hòa, thường xuyên lại có hai thế lực lớn khai chiến, thậm chí còn có 4 năm cái thế lực lớn hỗn chiến tình huống. Mà giờ khắc này, tự có bốn cái thế lực lớn tại hỗn chiến bên trong, tứ đại thế lực không chỉ là chính bọn hắn khai chiến, còn hiệu triệu bọn hắn phụ thuộc thế lực, lẫn nhau trinh phạt. Trong khoảng thời gian này phi hỏa đại lục có thể nói khói lửa ngập trời, loạn thành hỗn loạn. Nghịch Long Cốc cũng tại tham chiến bên trong, Nhất làm cho lục ly tâm sửa chữa chính là, nghịch long cốc ngay tại hỗn chiến trong hàng ngũ, vẫn là chủ lực. Cũng không biết lục linh có thể hay không trên chiến trường, có thể hay không xảy ra chuyện. mươi 2465, Phi Yên Cung. Bốn cái thế lực lớn siêu cấp, bốn cái bản vậy mà đại vật, tại phiến đại địa này cắm dễ mấy trăm vạn năm, có lực ảnh hưởng cùng thực lực đều là cực kỳ khủng bố. Tứ đại thế lực hỗn chiến, rát mang lớn nhỏ gia tộc thế lực đạt tới mấy vạn cái, có thể điều động võ giả đến trăm tỷ tính toán, mỗi một lần hỗn chiến đều sẽ có hàng hà xa số số người chết đi. Trận này hỗn chiến đã kéo dài trăm năm thời gian, tứ đại thế lực nhưng thật ra là vì tranh đoạt một cái cửa ra vào, một cái siêu cấp bảo địa cửa ra vào. Hết lần này tới lần khác cái kia cửa ra vào, tụ tại bốn phía thế lực lớn phạm vi thế lực chỗ giao giới. Thế lực lớn chi gian là không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ yêu. Thế lực chi gian không giảng cứu tình cảm, cũng không có chính nghĩa cùng tà ác, càng không có đúng sai, có chỉ là lợi ích chỉ có ích lợi thật lớn mới có thể gây nên siêu cấp gia tộc đại chiến không ngớt. Tứ đại thế lực đại chiến trăm năm thời gian, mặc dù chiến tranh không phải thời khắc đang đánh, bình thường là đánh một chút ngừng ngừng, nhưng trăm năm thời gian chết nhiều ít người tiêu hao nhiều ít tài nguyên cùng tài phú đơn giản vô pháp tính ra. Treo chống mấy đại thế lực liên tục chiến tranh xuống dưới, không chỉ là cừu hận, càng nhiều hơn chính là lợi ích. Cái kia bảo địa tứ đại thế lực đều muốn chiếm làm của riêng, nhưng còn lại ba nhà khẳng định không vui. Lúc đầu bốn nhà mười năm trước đó nói chuyện qua một lần, mỗi lần bên cạnh phân biệt phái người đi vào, chung nhau đoạt bảo. Nhưng bởi vì cừu hận quá sâu, mỗi lần bên cạnh phái một số người trở ra, đám kia người ở bên trong phát sinh hỗn chiến, cuối cùng tam đại thế lực người bị diệt, còn lại một cái thế lực người sau khi ra ngoài, bị mặt khác tam đại thế lực liên thủ đánh giết. Sở dĩ đằng sau lại hỗn chiến, một mực tiếp tục cho tới bây giờ. Bất quá gần nhất có tiếng gió truyền tới, hai cái thế lực cùng hai cái thế lực chi gian liên hợp, tứ phương hỗn chiến đoán chừng có thể sẽ biến thành hai đại liên minh hỗn chiến. Bất luận là tứ phương hỗn chiến, vẫn là hai đại liên minh đại chiến, cái này chiến tranh thời gian ngắn là không dừng được. Cái này tứ đại thế lực đều là quái vật khổng lồ, có thế lực có đế cấp, có thế lực có có thể trấn áp đế cấp thủ đoạn, sở dĩ lẫn nhau muốn diệt hết đối phương cái này độ khó quá lớn. Chỉ cần diệt không xong đối phương gia tộc, hoặc là không thể cho cho trọng thương, vậy cái này chiến tranh thời gian ngắn tựu không kết thúc được. Lục Ly có chút nhức đầu. Một là lo lắng Lục Linh, thứ hai là hắn không biết làm sao đi Nghịch Long Cốc, bởi vì trung bộ bên kia đều tại khai chiến, ngoại nhân không thể sử dụng bọn hắn truyền tống trận. Hắn muốn đi Nghịch Long Cốc, hoặc là theo chiến trường đi ngang qua đi qua, hoặc là chỉ có thể đường vòng, cái này đường vòng cũng không phải lượn quanh một chút xíu đường, truyền tống đoán chừng muốn bao nhiêu truyền tống 2 3 năm, phí tổn cũng là giá trên trời. Lục Ly nhìn xem địa đồ kinh ngạc ngồi thật lâu, sau một lát Lục Ly quyết định đi vào trong thành Hắc Thị đi dạo. Hắn muốn nhìn một chút Hắc thị bên trong phải chăng có khác lộ có thể đi. Đi ra khách sạn, hắn chuyển vài vòng bên trong, tiến vào một cái tòa thành bên trong. Tòa thành không lớn, bên trong có một cái quản sự hai tên hộ vệ cùng một cái truyền tống môn. Vị khách nhân này, nhưng có chúng ta Phi Yên cung lệnh bài. Quản sự cười tủm tỉm đón, Lục Ly chỉ biết nơi này là Hắc thị tòa thành, nhưng lại không biết nơi này gọi Phi Yên cung, hắn lắc đầu, biểu thị không có. Cái kia quản sự cười tủm tỉm nói ra, vị khách nhân này Ngươi là lần đầu tiên đến chúng ta Phi Yên Cung a, à, chúng ta Phi Yên Cung là Phi Hỏa Đại Lục 27 thế lực lớn một trong, sở hữu đại thành trì đều có chúng ta phân điện. Chúng ta Phi Yên Cung có một câu khẩu hiệu, chỉ cần ngươi có đầy đủ thần thạch, chúng ta có thể giúp ngươi làm đến bất luận cái gì muốn làm sự tình. A, à, Lục Ly đôi mắt sáng lên, trêu chọc nói ra, nếu như ta để các ngươi đi ám sát một cái đại đế, các ngươi cũng có thể làm được. Ha ha, quản sự cười cười nói ra, loại này nhàm chán vấn đề thì không cần nói vị khách nhân này có thể cần làm một cái lệnh bài có được lệnh bài, người có thể tùy ý tiến vào bất luận cái gì phi yên cung phân điện. Nếu như không có lệnh bài, đi vào thì mỗi lần cần 100 triệu thần thạch. Tiến vào một lần 100 triệu, lục ly trợn trắng mắt, cái này phi yên cung cũng quá có thể kiếm thần thạch đi hắn hỏi ý kiến hỏi, lệnh bài làm sao bây giờ đâu. Rất đơn giản, quản sự cười nói ra, hoặc là duy nhất một lần giao nạp chục tỷ thần thạch, hoặc là xuất ra vạn ức thần thạch chứng minh, hoặc là xuất ra bằng nhau giá trị bảo vật, liền có thể miễn phí làm. Ta còn là giao 100 triệu thần thạch đi." Lục Ly trầm ngâm một lát nói, "Vạn ước thần thạch hắn không đủ, bảo vật những này cộng lại đủ." Nhưng tài không lộ ra ngoài, hắn không có khả năng đơn giản hiển lộ ra nhiều như vậy tài vật. Hắn giao ra 100 triệu thần thạch, tiến vào trong truyền tống trận. Một đạo bạch quang hiện lên, hắn đi tới một cái siêu cấp đại điện bên trong, cái này đại điện hẳn là dưới đất. Toàn bộ phong bế, bên trong có vô số cửa hàng, còn có một cái khu tự do mua bán. Rất nhiều người trên mặt đất bày biện các loại bảo vật bán ra. Người bên trong rất nhiều, ngũ kiếp cường giả cũng khắp nơi có thể thấy được. Người đến người đi, dị thường náo nhiệt, Lục Ly cũng nhìn thấy rất nhiều bảo vật, rất nhiều chưa từng gặp qua thần tài. Ừm, mua một chút luyện thể thần dược, Lục Ly đi đến một cửa hàng, cái này cửa hàng bán ra đều là thần dược, Lục Ly hỏi thăm một phen, phát hiện thần dược giá cả không tính quá bất hợp lý hắn tính toán thoáng cái hắn không gian giới bên trong thần thạch một hơi mua hơn vạn gốc thần dược giá trị mấy trăm ước thần thạch bảo vật những này lục ly đều không muốn mua hắn ở bên trong đi vòng vo thoáng cái cuối cùng tiến vào phi yên cung trong chủ điện ta muốn nói một vụ làm ăn lớn lục ly tìm được quản sự một cái họ lưu quản sự mang theo lục ly đi một cái thiền điện bên trong lục ly đi thẳng vào vấn để nói ra ta muốn đi nghịch long cốc các ngươi có thể mở ra vực môn đưa ta đi qua sao không được lưu quản sự lắc đầu nói bên này cự ly nghịch long cốc quá xa duy nhất một lần không qua được hiện tại trung bộ bên kia tại hỗn chiến bất kỳ cái gì địa phương đều có thể xuất hiện nguy hiểm sở dĩ tạm thời bên kia không thể mở ra vực môn giống như ngươi nhất định muốn mở ra lời nói chúng ta chỉ có thể đưa ngươi đi mưa thu lĩnh lục ly lấy ra phi hỏa đại lục địa đồ dò xét một phen phát hiện mưa thu lĩnh cự ly nghịch long cốc còn có trên trăm cái lĩnh vực lại hướng bắc đi liền là hỗn chiến khu vực nói cách khác hắn coi như mở ra vực môn truyền tống đi mưa thu lĩnh, vẫn là phải xuyên qua hỗn chiến khu vực. Bất quá có thể mở ra vực môn, ngược lại là có thể tiết kiệm không ít thời gian. Lục Ly trầm ngâm một lát, nhìn qua Lưu quản sự nói ra, có hay không những biện pháp khác, chỉ cần có thể an toàn đưa ta đi nghịch long cốc, thần thạch không là vấn đề. Ngoài ra còn có một loại biện pháp, Lưu quản sự nói ra, chúng ta phi yên cung có chiến thuyền, chúng ta chiến thuyền dưới tình huống bình thường là an toàn, nhưng chiến thuyền tốc độ tương đối chậm, từ bên này đi nghịch Long Cốc ít nhất phải thời gian 10 năm đi. Đương nhiên cũng không bảo đảm tuyệt đối an toàn, hiện tại bên kia không chỉ là tứ đại thế lực khai chiến, còn có rất nhiều lão ma ở bên kia đục nước béo cỏ đâu. Có thể hay không dạng này, Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra, các người mở ra vực môn đưa ta đi mưa thu lĩnh, sau đó ta ở bên kia ngồi các người chiến thuyền đi nghịch Long Cốc. Có thể, Lưu Quản sự nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, cái này mở ra vực môn hơi đắt, đại khai ít nhất phải 3.000 ước thần thạch, người xác định có thể xuất ra nhiều như vậy thần thạch sao? Không có vấn đề, lục ly nhẹ gật đầu, thần thạch không có nhiều như vậy, nhưng này chút ít lão ma không gian giới bên trong thế nhưng là có không ít thần tài cùng bảo vật, bán một bán đầy đủ. Vậy thì tốt, quý khách chờ một lát, lưu quản sự đứng dậy đi, bàn giao nói ta đi an bài một chút, giống như xác định không có vấn đề, lại mở nói giá cách. PS, 9 giờ tối còn có một chương, chương 2466, không tính nổi danh. Lưu quản sự rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi, mở ra vực môn ba nghìn ức thần thạch, bên kia ngồi chiến thuyền tốn hao cũng không cao, chỉ cần hai trăm ức thần thạch. Lục ly lấy ra một chút bảo vật, lưu quản sự mời tới một cái giám bảo sư, cấp ra giá cả. Lục ly không phải đặc biệt hiểu, nhưng xem phi yên cung làm việc vẫn là có nhất định quy củ, giá cả hẳn là sẽ không quá hố. Giao trăm tỷ tiền đặt cọc, phi yên cung đã hẹn lục ly một tháng sau lại đến, đồng thời phi yên cung còn đưa cho lục ly một tấm lệnh bài. Như thế lớn kim chủ, Phi Yên Cung làm sao có thể bỏ lỡ trực tiếp ban cho cho Lục Ly khách quý lệnh bài. Lục Ly đi ra bên ngoài, vừa mới chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên thấy được mấy người quen, chính là tại câu đế thành bên trong lên thuyền tiểu thư kia cùng bốn cái ngũ kiếp cường giả. Mấy người kia vẫn là dịch dung, tiểu thư kia ngụy trang thành lão ẩu. Không nghĩ tới các nàng cũng tiến vào Phi Yên Cung, xem ra là câu đế thành đại gia tộc, tới này mua sắm bảo vật. Lục Ly nhìn thoáng qua quay người rời đi, về tới trong khách sạn tựu bế quan. Tại cái này hắn không hiểu phi thường có cảm giác an toàn, ngân viêm hải vực người sẽ không truy sát tới này, coi như tới cũng không dám động thủ, hắn rốt cuộc có thể an ổn ngủ một giấc. Bế quan hơn 20 ngày, Lục Ly hảo hảo ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại đi vào trong thành đi vòng vo một vòng, khó được thanh nhàn như vậy a. À. Mặt khác hắn cũng đi dò xét một chút tin tức, trọng điểm tìm hiểu nghịch long gốc bên kia tin tức. Một tháng thời gian đầy, Lục Ly đúng hẹn đi phi yên cung, tiến vào bên trong đại điện kia. Lục Ly lại ngoài ý muốn gặp năm người kia, cũng chính là tại Câu Vương Thành đi lên năm người kia. Mấy vị này cũng là đi nghịch Long Cốc, vừa vặn tiện đường. Lưu quản sự cười giải thích, Lục Ly mang theo thiên biến mặt nạ, mặt không biểu tình, nội tâm lại là âm thầm đề phòng. Là trùng hợp sao vẫn là năm người này nhưng thật ra là đến ám sát hắn. Vấn đề là giống như năm người này đến ám sát hắn, tại Thiên Viêm đảo trên chiến thuyền liền có thể động thủ. Hiện tại tới Phi Hỏa đại lục, tại người khác địa bàn bên trên động thủ năm người này rất dễ dàng bị đánh giết a. À. Tỷ như tại Phi Yên cung trên chiến thuyền động thủ, năm người này coi như có thể giết chết hắn, cũng sẽ bị Phi Yên cung cường giả đánh giết. Dạng này không có lời, tại Ngân Viêm Hải vực bên trong mới là tốt nhất động thủ thời cơ. Năm người nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đều không có để ý, Lục Ly trong bóng tối thôi động đại đạo chi ngân phát hiện năm người không có bất kỳ cái gì sát cơ. Nếu như nói bốn cái ngũ kiếp lão ma có thể ẩn tàng, cái kia tuổi trẻ tiểu thư cũng không còn như có sâu như vậy lòng dạ a. À. Lục Ly còn có thể nhìn thấy Ngũ Kiếp Cường giả nhìn hắn ánh mắt mang theo khinh miệt, hắn mặt ngoài khí tức chỉ là tam kiếp đỉnh phong, đối với Ngũ Kiếp Cường giả tới nói tự nhiên quá yếu quá yếu. Lục Ly nội tâm có chút tâm, bọn hắn mở ra vực môn đi qua sẽ đến Mưa Thu Thành, bên kia là lãnh chúa cấp thành trì, đám người này không dám làm loạn a trong thành trực tiếp bên trên chiến thuyền, trên chiến thuyền đám người này lại không dám động thủ. Hắn không nói thêm gì nữa, dù sao chỉ cần có thể đem hắn đưa đi Mưa Thu Thành, còn lại sự tình hắn không muốn để ý tới cho dù là duy nhất một lần mở ra vực môn đưa mấy vạn người, đó cũng là phi yên cung bản sự. Lưu quản sự thấy mọi người không có dị nghị, thu mọi người còn lại thần thạch. Bởi vì bên kia cho một cái không gian giới, sở dĩ lục ly không biết các nàng mấy người bỏ ra nhiều ít thần thạch, bất quá hẳn là bình quân tính được không mắc. Lưu quản sự mang theo mọi người đi ra, đi một cái khác đại thành lâu đài bên trong, bên này đã sớm bố trí xong, 10 cái ngũ kiếp cường giả tự mình mở ra vực môn. Chuẩn bị xong chưa? Lưu quản sự hỏi thăm một câu, tất cả mọi người khẽ vuốt cằm, Lưu quản sự hướng bên kia nhìn một cái, 10 cái cường giả mở ra vực môn. Sau một lát một cái cửa lớn màu đen xuất hiện, năm người kia thủ tiên chiều bên trong phóng đi, Lục Ly theo sát phía sau. Sau khi tiến vào cảm giác trời đất quay cuồng, giống như là rơi vào không đáy trong vực sâu, cũng không biết qua bao lâu, mấy ngày vẫn là mấy tháng Lục Ly rốt cuộc thấy được phía trước một tia sáng. Hưu, hắn xông vào ánh sáng bên trong bay ra ngoài, lần này linh hồn hắn cường đại hơn nhiều cũng không có váng đầu chuyển hướng thần niệm liếc nhìn thoáng cái phát hiện xuất hiện tại một tòa đại thành lâu đài bên trong năm người kia đã trước một bước ra tự đứng tại tòa thành bên trong bên này còn có một cái quản sự bộ dáng lão giả chờ lục ly sau khi ra ngoài hắn mỉm cười chắp tay nói tại hạ là phi yên cung mưa thu thành trần hà hoàn nghênh quý khách ta đã an bài tốt gian phòng cho chư vị nghỉ ngơi chiến thuyền còn có nửa tháng mới có thể tới mời chư vị ở tạm một đoạn thời gian những sự tình này bên kia Lưu Quản sự cũng đã sớm nói, Lục Ly khẽ vuốt cằm, đi theo Trần Quản sự đi ra, tự có thị nữ mang theo các nàng phân biệt đi một cái lâu đài nhỏ bên trong. Mưa thu thành, Lục Ly nội tâm hơi có chút hưng phấn lên, cự ly nghịch long cốc không tính quá xa, chỉ là cách xa nhau trên trăm cái lĩnh vực, coi như truyền tống cũng chính là mấy tháng thời gian. Đương nhiên hiện tại mặt phía bắc chiến loạn không ngừng, khắp nơi đều tại kịch chiến, vô pháp truyền tống, cưỡi chiến thuyền thời gian muốn lâu một chút, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chừng một năm. Lục ly tại tòa thành bên trong ở ba ngày, hắn đi ra tòa thành, tìm được phi yên cung trần quản sự, chủ yếu là tìm hiểu nghịch long tộc tình huống. Hắn cũng không có uổng phí tìm hiểu, cho một tỷ thần thạch, ngược lại là tìm hiểu ra rất nhiều tin tức. Nghịch long nhất tộc không chỉ tại phi hỏa đại lục rất nổi danh, tại toàn bộ tam trọng thiên đều là tiếng tam lừng lấy bộ tộc này vẫn là viễn cổ thập đại thần tộc cũng là viễn cổ cường tộc bên trong một mực lưu giữ lại, một mực cường thịnh không suy siêu cường trùng tộc. Bộ tộc này bề ngoài cùng nhân tộc không có khác nhau, khác biệt chính là các nàng trong thân thể có nghịch long huyết ấn, một khi sau khi giác tỉnh, chiến lực có thể gấp trăm lần tiêu thăng, sẽ còn xuất hiện hai loại cường đại thần thông. Cùng hồn thiên huyết tộc khác biệt, nghịch long tộc nhân vô cùng điệu thấp, tộc nhân gần như không còn bên ngoài hành tẩu. Trong tộc cũng có quy định nghiêm chỉnh, không e rằng cho nên bốc lên sự cố, càng không thể ức hiếp nhỏ yếu. Sở dĩ nghịch long tộc nhân tại phi hỏa đại lục danh tiếng rất không tệ, bản thân liền là cường tộc người bình thường cũng sẽ không đi trêu chọc bọn hắn nghịch long tộc nhân xuất hiện ở bên ngoài đều sẽ bị lễ ngộ bị rất nhiều gia tộc phụng làm khách quý duy nhất để phi hỏa đại lục đáng tiếc một điểm là nghịch long tộc nhân chưa từng cùng bên ngoài thông hôn nam tử không cưới phía ngoài nữ tử nữ tử cũng xưa nay không gả ra ngoài cái này khiến suy nghĩ rất nhiều cùng nghịch long tộc đáp lên quan hệ hoặc là muốn lấy được nghịch long tộc huyết mạch thần thuật người đều rất thất vọng nghịch long tộc nhân cũng bởi vì một mực bất hòa bên ngoài thông gia Lúc này mới giữ vững tộc đàn huyết mạch thuần khiết, cũng là bọn hắn có thể một mực cường đại căn cơ. Lục Linh Nghịch Long Linh, tại Lục Ly cùng Trần quản sự tìm hiểu Lục Linh lúc, cái sau lắc đầu nói, ta trong ấn tượng không có người này, có lẽ người này tại Nghịch Long tộc không tính trực hệ, thiên tư cũng không có gì đặc biệt a à dù sao Nghịch Long tộc nổi danh thế hệ tuổi trẻ hẳn không có người này. Ông, Lục Ly lấy ra Lục Linh chân dung, đưa cho Trần quản sự nói, phiền phức Trần quản sự giúp ta điều tra thoáng cái, chỉ cần có thể tìm tới tin tức về người nọ ta nguyện ý ra trục tỷ thần thạch tốt chờ một lát ta đi hỏi thăm một phen trần quản sự tiếp nhận chân dung liền đi ra ngoài lục ly tại tòa thành bên trong an tòa chờ đợi đợi chừng đại nửa ngày trần quản sự rốt cục trở về thật có lỗi trần quản sự lắc đầu nói ta tìm bên này ngành tình báo người bọn hắn đối với nghịch long tộc coi như hiểu rõ nhưng bọn hắn đều chưa từng gặp qua người này nếu như người nọ thật là nghịch long tộc nhân cái kia hẳn là không tính nổi danh không tính nổi danh vì sao lại như vậy chứ? Lục Ly mím môi một cái, Lục Linh Thiên Tư hắn không phải hiểu rất rõ, thời khắc này cảnh giới cũng không biết cao thấp. Nhưng Lục Linh tài trí thế nhưng là phi thường biến thái, nhất là bố cục năng lực càng là kinh người, dùng Lục Linh tài trí tiến vào Nghịch Long tộc hẳn là rất nhanh liền có thể thanh danh vang dội a. À. Chương 2467, phi hỏa, chiến thuyền tại nửa tháng sau đúng hạn mà tới. Chiến thuyền So Thiên Viêm đảo còn muốn đại, người cũng muốn nhiều một ít. Trong khoảng thời gian này bộ khu vực hỗn chiến, sở dĩ nghĩ vượt ngang nam bắc sẽ phi thường khó khăn, dựa vào bọn họ tự nhiên vô pháp đi qua, cưỡi chiến thuyền sẽ tương đối an toàn rất nhiều. Phi yên cùng chiến thuyền toàn thân ngân sắc, giống như là thủy ngân đổ lên mà thành, dị thường khí phái, thoạt nhìn như là một cái màu bạc như cự thú. Trên chiến thuyền ít nhất có trên vạn người, cũng chia là tầng 1 cùng tầng 2, lục ly loại này khách quý thân phận tự nhiên là tại tầng 2, còn có đơn độc buồng nhỏ trên tàu phía dưới rất nhiều người thì mấy người một cái buồng nhỏ trên tàu, hoàn cảnh cũng rất kém cỏi. Lục Ly cùng năm người kia đều lên chiến thuyền, năm người kia cùng một chỗ muốn một cái thuyền lớn khoang thuyền, bên trong có mấy cái gian phòng, sau khi tiến vào liền không có ra qua. Lục Ly ngược lại là không có lập tức bế quan, ngược lại trên bong thuyền đứng nửa ngày, muốn nhìn một chút phi hỏa đại lục phong thổ. Phi hỏa đại lục cái tên này không phải tùy ý lấy, cùng ngân viêm hải vực đồng dạng, nơi này danh tự là có lai lịch phi hỏa đại lục thường xuyên không trung lại có phi hỏa rơi xuống phi hỏa bên trong còn sẽ có thiên ngoại vẫn thạch những này vẫn thạch thế nhưng là luyện khí tài liệu tốt tốt vẫn thạch còn có thể luyện chế đế binh lục ly đứng tại bong tàu bên trên liền muốn nhìn xem sẽ hay không có phi hỏa rơi xuống chiến thuyền vô thanh vô tức phi hành phi hành đại nửa ngày sau phía tây bầu trời phát sáng lên tiếp lấy một đạo cực nóng khí tức tóc thẳng vào mặt trên không trung ba đạo hỏa quang gào thét mà xuống lóe lên một cái rồi biến mất chui vào phía tây bên trong dãy núi. Có phi hỏa rơi xuống, trên chiến thuyền rất nhiều người lập tức hưng phấn lên, chiến thuyền tốc độ có chút giảm bớt, trên chiến thuyền có vài trăm người liền xông ra ngoài, hướng phi hỏa rơi xuống phương vị bay đi. Cái này cùng ngân viêm núi lửa không sai biệt lắm a. À? Lục Ly khẽ vuốt cầm, hai cái này địa phương xem như lão thiên gia ban ân a, ngân viêm núi lửa có đồ tốt phun ra ngoài, bên này lại thiên thượng có thể rất đĩa bánh. Giống như một cái bình thường tiểu võ giả, đạt được một khối thiên ngoại vẫn thạch, cầm lấy đi bán ra lời nói, thoáng cái có thể trở thành đại phú ông. Cả một đời tại tiểu địa phương, sẽ áo cơm vô ưu Giống như đi đến võ đạo chi lộ, cũng có thể mua rất nhiều thần tài đan dược, có thể đi càng xa. Dầm dầm dầm, sau một lát, bên kia truyền đến tiếng nổ, còn có tiếng kêu thảm thiết, cũng không biết là phụ cận người hỗn chiến, vẫn là trên chiến thuyền đi xuống người bởi vì cướp đoạt bảo vật khai chiến. Phi yên cung dù sao mặc kệ, chiến thuyền phía trên an toàn bọn hắn sẽ phụ trách, rời đi chiến thuyền, cho dù chết tại chiến thuyền phụ cận bọn hắn cũng sẽ không để ý tới. Hiu hiu hiu, chờ giây lát, nơi xa một đám người bay trở về, bất quá hơn 300 người chỉ trở về hơn 200 người, bên này phi yên cung một người thống lĩnh gọi hàng, nơi xa lại bay trở về hơn 40 người. Ông, chiến thuyền lần nữa phá không mà đi, thiếu đi mấy chục người, nhưng không ai để ý. Phi yên cung người thậm chí đều không có đi dò xét một phen, chính mình tự nguyện xuống thuyền, chết cũng là chết vô ích. Chiến thuyền bình ổn phi hành, trên đường đi phần lớn là kỳ sơn quái xuyên, đầm lầy cự sông, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một mảnh hồ lớn, cùng minh mông vô bờ xâm lâm. Hiu hiu hiu, lần nữa phi hành hơn một ngày thời gian, nơi xa lại có mấy đạo phi hỏa rơi xuống, nhập vào đại xuyên bên trong, bên này rất nhiều người lập tức bay ra, chiến thuyền lại một lần hãm lại tốc độ. Thời gian một nén nhang, không trở lại chúng ta liền đi. Một người thống lĩnh quát khẽ một tiếng, chiến thuyền bên trong lập tức lại có vài trăm người bay ra ngoài rất nhiều người cưỡi chiến thuyền phí tổn đối với bọn hắn tới nói là giá trên trời giống như có thể được đến một hai khối thiên ngoại vẫn thạch cũng coi là một chút đền bù giống như có thể được đến siêu cấp thần thiết còn có thể phát lục ly một mực đứng tại bong tàu bên trên không nhúc nhích đối với hắn mà nói hiện tại bảo vật những này không coi trọng hắn thiên ly châu bên trong còn có ba kiện thượng cổ bảo vật lại một mực vô pháp luyện hóa đâu thánh binh mảnh vỡ hắn cũng không thiếu đi tranh đoạt những này thiên ngoại thần thiết làm cái gì Lục Ly hiện tại cái gì đều không nghĩ, chỉ muốn an an ổn ổn đến nghịch Long Cốc, hoàn thành đại ma vương nhiệm vụ, mặt khác nhìn thấy Lục Linh, còn lại đối với hắn mà nói đều không trọng yếu. Lần nữa đứng nửa ngày, Lục Ly có chút tẻ nhạt vô vị, hắn quay người trở về buồng nhỏ trên tàu, để huyết Linh Nhi bố trí thần văn cùng cấm chỉ, hắn thì chuẩn bị bế quan. Đúng rồi, Lục Ly truyền âm hỏi, huyết Linh Nhi, người không phải nói đối tượng của thần văn lĩnh hội có rất lớn tiến triển bước kia cổ họa luyện hóa thế nào. Tại xí viêm đảo Lục Ly bế quan 11 năm, huyết linh nhi không thời không khắc không tại lĩnh hội thượng cổ thần văn. Lần trước hỏi nghe nói có rất lớn tiến triển, Lục Ly đằng sau liền không có chú ý, dù sao luyện hóa huyết linh nhi sẽ lập tức nói cho hắn biết. Nhanh, huyết linh nhi có chút phấn chấn truyền âm nói, cổ họa nhanh luyện hóa, cái kia hào giác đoán chừng cũng sắp, chỉ có chiếc nhẫn kia, cảm giác hoàn toàn không cách nào bắt đầu, có lẽ là ta đối thượng cổ thần văn lĩnh hội còn chưa đủ đi. Tốt, Lục Ly đôi mắt sáng lên, kia hào giác uy lực thế nhưng là rất lớn, thượng cổ bảo vật uy lực thế nhưng là không tầm thường, hắn có được như vậy cường đại long hồn đều chịu không được. Toàn lực thôi động, không biết có thể ảnh hưởng cái gì cấp bậc cường giả. Lục Ly không hỏi thêm nữa, lấy ra thần dược bắt đầu luyện hóa, tại phi yên cung hắn nhưng là mua hơn ngàn gốc thần dược, tăng thêm tại những cái kia lão ma không gian giới bên trong lấy được thần dược, hiện tại thần dược đầy đủ hắn dùng 2-3 năm. Bất quá theo thần dược luyện hóa nhiều, Lục Ly thân thể bắt đầu xuất hiện kháng dược tính, Luyện hóa thần dược hiệu quả kém xa trước đây. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cũng khó trách tử đế muốn đi vào một chút hiểm địa luyện thể, cấp cao nhất thần dược có thể ngộ nhưng không thể cầu, nào có nhiều như vậy a. À. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng cái 3 tháng đi qua. Chiến thuyền tiến vào thần hồ lĩnh, bên này đã là chiến trường, bên này lãnh chúa gia chủ là phụ thuộc mặt khác tứ đại thế lực một trong Vân Hà cung. Phi yên cung các cường giả bắt đầu đề phòng, bên này lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát chiến tranh một cái không tốt chiến thuyền có thể sẽ bị đánh trúng đến lúc đó cái này trên vạn người có thể có rất nhiều bị giết này lại ảnh hưởng phi yên cung danh dự chiến thuyền có một cái lãnh chúa cấp cường giả tỏa chấn ngô kiếp cường giả còn chấn không được tràng tử giờ phút này cái kia lục kiếp cường giả cũng đi ra khỏi phòng xếp bằng ở chiến trường đỉnh chóp nhất bong tàu bên trên hắn khí tức phóng thích ra ngoài có thể trong lúc vô hình chấn nhiếp công kích chiến thuyền người trên chiến thuyền rất nhiều người cũng khẩn trương không thôi bọn hắn lên thuyền trước đó phi yên cung đã nói không bảo đảm tuyệt đối an toàn, chỉ có thể đem hết toàn lực. Sở dĩ vạn nhất xảy ra chuyện phi yên cung nhiều nhất danh dự bị hao tổn, lại sẽ không đền bù cái gì. Đương nhiên giống như chết, vậy cũng không cần nói bồi thường. Dầm dầm dầm, phi hành mấy ngày sau, một mảnh trong đồng hoang, truyền đến tiếng nổ, bên kia có hai đội võ giả ngay tại khai chiến, mỗi lần bên cạnh đều khoảng trăm người. Trên chiến thuyền người nhất thời khẩn trương cao độ, bất quá khi mọi người dò xét đến, bên kia chỉ có hai cái ngũ kiếp về sau trên chiến thuyền người thả tâm. Xoẹt, bên kia chân trời một đạo đao mang vạch phá bầu trời, dư ba hướng chiến thuyền bên này bổ tới, bên này một cái ngũ kiếp cường giả lập tức bay ra ngoài, ngưng tụ một cái màu trắng tấm chắn, chặn công kích dư ba. Chúng ta là phi yên cung chiến thuyền, ai dám công kích muốn tìm cái chết sao? Ngũ kiếp cường giả gầm thét một tiếng, bên kia người công kích lập tức một trận, sau đó người của hai bên đều hóa thành chim thú hình dáng bay mất. Phi yên cung là 27 thế lực lớn một trong, cái này hai nhóm người rõ ràng không phải thế lực lớn, còn không dám trêu chọc. Hô hô, trên chiến thuyền người có chút thở ra một hơi, phi yên cung lực uy hiếp vẫn là rất mạnh, hy vọng đoạn đường này xuống dưới đều xuôi gió xuôi nước đi. chương 2468, âm mưu khí tức. Phi yên cung lực uy hiếp xác thực rất mạnh, đằng sau trong nửa tháng ở trên con đường đều có thể gặp phải chiến đấu, nhưng phi yên cung người lộ diện về sau, chiến đấu song phương đều sẽ có điều cố kỵ không dám công kích phi yên cung chiến thuyền bên này cũng hoàn toàn chính xác loạn thành hỗn loạn tứ đại thế lực hỗn chiến dắt mang theo hơn vạn cái gia tộc thế lực cùng một chỗ khai chiến còn có vô số thế lực cũng tại đục nước béo cò bên này tràn vào rất nhiều lão ma lấy hạt rẻ trong lò lửa rất nhiều độc lai độc vãng lão ma bởi vì phía sau không có thế lực trèo chống, bọn hắn tu luyện cần đại lượng tài nguyên duy trì dựa vào bọn họ chính mình không có địa bàn luôn không khả năng nhiều lần đều tiến vào tuyệt địa hiểm địa bên trong đoạt bảo a Sở dĩ loại này cục diện hỗn loạn liền là bọn hắn thích nhất, lặng yên ẩn núp vào đây, bên này làm một phiếu, bên kia cướp sạch một thành trì, chuyển vài vòng sau bó lớn tài nguyên cùng thần thạch liền đến tay. Vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ tứ đại thế lực lẫn nhau đều đang đảo đối phương góc tường, sở dĩ biến thành ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Trước mấy ngày vốn là minh hiếu, cái này mấy ngày đột nhiên tập kích, nhất cử liền đem ngươi tiêu diệt. Bên ngoài còn có càng nhiều thế lực vào đây, bên này rất nhiều thế lực bị diệt, chống ra đại lượng địa bàn. Phía ngoài thế lực tới công chiếm, chỉ cần đặt xuống địa bàn đặt chân vững vàng, vậy liền có thể đời đời kiếp kiếp thu hoạch. Tại ích lợi thật lớn trước mặt, rất nhiều người đều đem đầu kẹp ở trên lưng, sở dĩ cứ việc bên này hàng năm đều sẽ chết đến hải lượng võ giả, lại là càng ngày càng hỗn loạn. Lục Ly không để ý đến bên ngoài thế cục hỗn loạn, tiếp tục an nhàn bế quan, luyện hóa thần dược, tu luyện thần lực, lĩnh hội chân ý pháp tắc. Trên chiến thuyền có lãnh chúa cấp cường giả, còn có 4-50 cái ngũ kiếp, coi như chiến thuyền bị tập kích, chắc hẳn cũng có thể kháng trụ một đoạn thời gian. Chỉ cần có thể kháng trụ một đoạn thời gian, Lục Ly tùy thời có thể dùng phi độ hư không rời đi, đã như vậy hắn có có sợ gì chi đâu. So sánh Lục Ly lạnh nhạt, trên chiến thuyền những người còn lại thì không có tốt như vậy tâm thái. Rất nhiều người đều đứng tại bong tàu bên trên, hoặc là nhô ra thần niệm, một mực khẩn trương chú ý tình huống bên ngoài. Theo chiến thuyền tiếp tục nhanh chóng tiến lên, trước mặt thế cục càng ngày càng hỗn loạn hơn nữa còn xuất hiện đại quy mô chiến đấu. Hôm nay chiến thuyền còn gặp hai bên trên vạn người đại hỗn chiến, còn tốt chiến thuyền trước tiên theo bên cạnh bay mất, Phi Yên cùng mấy cái ngũ kiếp cường giả bay ra ngoài quát bảo ngưng lại muốn truy kích võ giả. Dầm dầm dầm, ba ngày sau đó, một mảnh hồ lớn phía trên, truyền đến kịch liệt tiếng nổ, tiếp lấy một đám người sợ hãi chạy trốn mà đi. Mà liền tại giờ phút này, chiến thuyền vừa vặn theo phụ cận bay qua, bên kia chạy trốn tới có trên vạn người, đằng sau còn có hơn hai vạn người truy sát dừng lại bày trận treo cờ phi yên cung lãnh chúa cấp cường giả lặng lẽ con mắt hắn quát khẽ một tiếng trên chiến thuyền ngũ kiếp cường giả toàn bộ bay ra ngoài vây ở chiến thuyền bên ngoài cái này lãnh chúa cấp cường giả bay lên giữa không trung bên cạnh hắn đứng đấy một cái ngũ kiếp cường giả trong tay cầm một mặt cự đại cờ xí kia là phi yên cung tiêu chí chạy trốn mà đến trên vạn người lúc đầu nhìn thấy bên này có một chiếc chiến thuyền có chút kinh nghi bất định tưởng rằng địch quân đến chặn đường tại bọn hắn đang chuẩn bị lúc công kích bên này bày ra trận thế còn treo lên cờ xí rất nhiều người lúc này mới tỉnh ngộ lại chúng ta là phi yên cung mời chư vị không nên tới gần chúng ta sẽ không công kích bất luận kẻ nào giống như đến gần lời nói chúng ta tụ không khách khí một cái ngũ kiếp cường giả gầm thét một tiếng bốn phía lúc đầu đến gần võ giả lập tức hướng hai bên phân tán bỏ chạy trọng yếu nhất là phía trên cái kia lục kiếp lãnh chúa lực uy hiếp quá mạnh ai dám tới gần sợ là một chiêu liền hội bị miểu sát a à truy binh phía sau cũng không dám làm loạn, mặc dù đằng sau có mười mấy cái ngũ kiếp cường giả, nhưng đều ngoan ngoãn theo hai bên lượn quanh đi qua, tiếp tục đuổi giết. Thẳng đến tất cả quân sĩ cùng cường giả đều biến mất ở phương xa bầu trời, tất cả mọi người mới như chút được gánh nặng. Vừa rồi thế nhưng là mấy vạn người, giống như xung kích chiến thuyền, coi như bên này lãnh chúa cùng ngũ kiếp cường giả có thể chém giết một số đông người, trong lúc hỗn loạn trên chiến thuyền rất nhiều người cũng có khả năng chết đi. Lục Ly bị đánh thức, Hắn thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng xác định không sau đó, hắn tiếp tục bế quan. Chiến thuyền rất nhanh lần nữa khởi động, tiếp tục hướng bắc mới bay đi. Cứ như vậy, một đường hữu kinh vô hiểm, mặc dù ba ngày hai đầu có thể gặp được hỗn chiến, nhưng phi yên cung lực uy hiếp vẫn là vô cùng cường đại, người lãnh chúa kia cấp cường giả cũng làm cho vô số người không dám làm loạn. Chiến thuyền tiếp tục tiến lên một tháng, đã tiến vào hỗn chiến khu vực trọng yếu nhất khu vực. Đoạn đường này đến, mọi người đối phi yên cung đã thành lập lòng tin tuyệt đối, sở dĩ rất nhiều người đều an tâm. Nghịch Long tộc chờ thế lực lớn người đều biết Phi Yên cung chiến thuyền, chỉ cần Phi Yên cung chiến thuyền đi ngang qua, bọn hắn lúc chiến đấu sẽ khắc chế thoáng cái. Đương nhiên Phi Yên cung chiến thuyền cũng sẽ lách qua đi, sẽ không đần độn hướng trong chiến đấu bay đi. Dầm dầm dầm, một ngày này, chiến thuyền đi ngang qua một mảnh đại sơn thời điểm, bên kia lại tại đại hỗn chiến. Bên này lập tức an bài chiến thuyền đường vòng, nhưng chiến thuyền khi đi ngang qua một mảnh hẻm núi lúc, phía dưới đột nhiên sáng lên một đạo kinh thiên kiếm mũi nhọn. Oanh, chiến thuyền có thần văn phòng ngự, nhưng kiếm mang này uy lực quá lớn, thoáng cái tướng chiến thuyền cho chặn ngang chém đứt, cường đại lực lượng truyền ra đi, chiến thuyền bị chấn động đến chia năm xẻ bảy. Phanh, phanh phanh phanh, kiếm khí còn đem rất nhiều người cho đánh bay, có mấy chục người so sánh không may, bỗng chốc bị đánh chết. Ừ, lục ly bọn người trước tiên giật mình, huyết linh nhi rút về lục ly trong thân thể, lục ly thân thể cũng bắn ra. Vô số người phóng lên tận trời, mặt mũi tràn đầy kinh ý, vô số thần niệm hướng hẻm núi phía dưới quét tới. thật can đảm, phi yên cung người toàn bộ yếu kém giận dữ. cái kia lục kiếp cường giả mục quang như dao hướng xuống mặt quét tới, rất nhanh trên mặt hắn lộ ra sát ý, phẫn nộ quát còn muốn trốn muốn chết. hưu, phi yên cung lãnh chúa cấp cường giả như mũi tên nhọn theo hẻm núi về phía tây bên cạnh đuổi theo. phi yên cung hai mươi mấy cái ngũ kiếp cường giả cũng đi theo đi qua. những người còn lại thì khẩn trương nhìn chăm chú lên tình huống chung quanh tất cả đi xuống tạm thời đợi. Một cái ngũ kiếp cường giả quát khẽ một tiếng, tất cả mọi người không dám chạy loạn, chỉ có thể ngoan ngoãn bay xuống đi, chờ đợi phi yên cung đến tiếp sau an bài. Chiến thuyền hủy đi, bọn hắn đều không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể chờ đợi phi yên cung an bài. Có vấn đề, lục ly đôi mắt lấp lẽ, thần nhiệm bốn phía dò xét. Vừa rồi phía dưới có tám cái cường giả, đều là ngũ kiếp cường giả, tám người thả ra công kích về sau, lập tức liền chạy, cái này khiến hắn ngửi thấy một tia âm mưu khí tức hiu 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 ngay tại lục ly trầm ngâm lúc nơi xa khai chiến bên kia từng nhóm một người bay tới nhìn tựa hồ một bên chiến bại muốn hướng bên này trốn tới không được lục ly thần niệm đảo qua nhìn thấy phía trước nhất một đám ngũ kiếp cường giả ánh mắt sát ý cùng vẻ hưng phấn nội tâm của hắn nói thầm một tiếng không ổn rất rõ ràng vừa rồi tập kích không phải ngoài ý muốn mà là cố ý tám người kia mục đích đúng là vì dẫn dụ lục kiếp lãnh chúa rời đi thậm chí phụ cận chiến đấu đều có thể là giả vờ Mục đích không cần nói cũng biết, có thế lực để mắt tới cái này một chiếc chiến thuyền, trên chiến thuyền có rất nhiều thương đội, mang theo giá trên trời thần tài bảo vật. Đương nhiên, cũng có thể là Phi Yên cung cửu ra, mục đích là tổn hại Phi Yên cung danh dự. Vừa rồi tám người kia, rõ ràng là điệu hổ Ly Sơn, chính là vì đem lãnh chúa cấp cường giả dẫn ra. Chư vị, chúng ta là Phi Yên cung, xin đừng nên tới gần, nếu không chúng ta chỉ có thể tự vệ. Bên này có ngũ kiếp cường giả đi qua thương lượng nhưng lần này lại cùng trước đó không giống với lúc trước, bên kia mấy cái ngũ kiếp cường giả tập kích phía dưới, thoáng cái đem phi yên cung ngũ kiếp cường giả cho miểu sát. Còn muốn giả mạo phi yên cung giết đám này cầu tặc. Bên kia một cường giả hét lớn một tiếng, tiếp lấy mang theo đại quân trùng sát đi qua. Tiếng giống vừa mới rơi xuống đầy trời công kích từ xa, đã như mưa sao băng bay vụt mà đến. chương 2469, chạy trốn. Mặc kệ là có người muốn đối phó phi yên cung cũng tốt, vẫn là có thế lực muốn cướp bóc cũng tốt, lục ly đều biết cuộc chiến đấu này không thể tránh khỏi nơi xa bay tới từng mảnh từng mảnh đen nghịt người đoán chừng ít nhất có mấy vạn võ giả ngũ kiếp cường giả cũng không phải số ít lục ly biết một trận chiến này khẳng định bại chỉ ít trong thời gian ngắn bên này gánh không được chỉ có chờ cái kia lục kiếp cường giả trở về mới có thể ổn định đại cục vấn đề là đã địch nhân có thể điệu hổ ly sơn vậy khẳng định đã sớm tính toán kỹ cái kia lục kiếp lãnh chúa rất có thể sẽ không trở lại nhanh như vậy sở dĩ lục ly chỉ còn lại hai con đường có thể đi hoặc là cùng phi yên cung người tử chiến đến cùng hoặc là lạng yên chạy đi lục ly lựa chọn thứ hai con đường tới cường giả nhiều lắm mặc dù hắn thần thể tiểu thành lực phòng ngự tăng nhiều nhưng hắn lực công kích thế nhưng là kém xa muốn đối chiến ngũ kiếp cường giả hắn điểm ấy chiến lực còn chưa đáng kể một khi hắn bị ngũ kiếp cường giả để mắt tới hậu quả kia sẽ rất không tươi đẹp không chỉ là lục ly trên chiến thuyền hơn một vạn người đều cơ hồ trong nháy mắt liền lấy định chú ý Phần lớn người chia một đoàn đoàn, hướng ba phương hướng chạy trốn mà đi. Phi Yên cùng người nhất định có thể đứng vững một lát, bọn hắn hiện tại còn có cơ hội đào tẩu. Oanh, Lục Ly bị một đạo lưu quang đánh trúng, bất quá đối với phòng ngự của hắn tới nói, không ảnh hưởng toàn cục, hắn điệu thấp đi theo một đám người cùng một chỗ chạy trốn. Hắn lẫn trong đám người, tốc độ bảo trì cùng mọi người nhất trí, cũng không cao điều. Hắn lựa chọn đám người rất không tệ, không phải thương đội, mà là mười mấy cái phổ thông võ giả đều là tứ kiếp, không thấy được. Bởi vì bên kia phi yên cung người đứng vững đại bộ đội, sở dĩ lục ly bọn người thoát đi coi như nhẹ nhõm. Lục ly lựa chọn cũng là chính xác, hắn không cùng theo những cái kia đại thương đội người cùng một chỗ trốn, sở dĩ không có bị cường giả để mắt tới. Bọn hắn bên này chỉ có hơn 30 người, thực lực đều không mạnh, không có chút đáng chú ý nào. Mọi người điệu thấp phi hành, một nén nhang về sau, phía sau tiếng huyên náo đã dần dần lắng lại. Kia ba mươi mấy người có chút mờ mịt, không biết nên tiếp tục trốn vẫn là tìm địa phương ẩn núp đi lục ly tại lúc này cũng có chút xoắn suýt nơi này cự ly nghịch long cốc không tính đặc biệt xa nhưng giống như cần nhờ phi hành kia đoán chừng phải bay hơn nửa năm phi độ hư không tốt một chút hoặc là cưỡi thần hành chu sẽ nhanh hơn thần hành chu lục ly cũng không dám ngồi mặc dù tốc độ nhanh nhưng quá chiêu diêu hắn dám cưỡi vài phút sẽ bị giết phi độ hư không cũng tương đối nguy hiểm vạn nhất xuất hiện trong chiến trường ở giữa đâu hắn đột nhiên xuất hiện lập tức sẽ trở thành chiến trường cường giả mục tiêu, có thể sẽ trong nháy mắt bị giết. Tại bực này đợi Phi Yên Cung, chờ bọn hắn lắng lại sự tình về sau, tiếp tục yêu cầu bọn hắn an bài đi nghịch long cốc. Cái này Lục Ly nhìn cũng huyền, lần này là có thế lực lớn nhằm vào Phi Yên Cung, chiến thuyền đều nát, người cũng đoán chừng sẽ bị giết không ít, ảnh hưởng đã rất ác liệt. Đoán chừng người lãnh chúa kia bọn hắn sẽ nghĩ đến tìm ra địch nhân, cha minh chân cùng nhau, mà sẽ không tới quản bọn họ đi. Thậm chí, Lục Ly cũng hoài nghi, cái này lãnh chúa cùng đám người kia ngũ kiếp cường giả có thể hay không sống sót đều không biết. Giống như toàn bộ giết, vậy liền không có xóa đi rất nhiều manh mối, để Phi Yên cung muốn truy tra đều không tra được. Đi, Lục Ly càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, vẫn là trước rời xa cái này thị phi chi địa đi, vạn nhất cái này phía sau màn thế lực lớn muốn giết người diệt khẩu, bọn hắn cũng trốn không thoát. Lục Ly đơn giản đem suy đoán nói một lần, kia ba mươi mấy người cũng không dám ngây người cùng lục ly cùng một chỗ hướng mặt phía bắc cuồng bay mà đi trên đường lục ly lại phân tích một hồi hắn nghĩ tới một khả năng khác có phải hay không là tứ đại thế lực một trong ra tay mục đích là muốn giá họa cho một cái khác thế lực lớn đem phi yên cung kéo xuống nước cùng một chỗ đối phó một cái thế lực lớn giống như sự tình thật là như vậy kia tất cả mọi người tự thật nguy hiểm nếu như là tứ đại thế lực động thủ kia rất có thể một người đều trốn không thoát toàn bộ đều muốn bị truy sát càng là lo lắng cái gì càng là đến cái gì lần nữa phi hành một nén nhang về sau tiền phương truyền đến tiếng xé gió tiếp lấy trên trăm quân sĩ nhanh chóng bay tới dẫn đội vẫn là ngũ kiếp cường giả giết bên kia thần niệm thoáng cái khóa chặt bên này lục ly không hề nghĩ ngợi vội vàng thả ra long rực đồng thời quát khẽ một tiếng mọi người phân tán chạy trốn ba mươi mấy người như kinh hoàng thỏ rừng hướng bốn phía chạy trốn mà đi lục ly tốc độ không có đạt tới cực hạn còn rất điệu thấp về phía tây bên cạnh sát mặt đất phi hành cái này ba mươi mấy người vừa trốn bên kia người cũng chia tản bên này có một cái tứ kiếp đỉnh phong tương đối cao điều trực tiếp hướng cao không bay đi lập tức bị cái kia ngũ kiếp cường giả khóa chặt bất quá cái kia tứ kiếp đỉnh phong ngược lại là có chút thủ đoạn tốc độ đột nhiên tiêu thăng hướng mặt phía bắc chạy trốn mà đi làm tốt lắm lục ly âm thầm cho cái này bốn cái tứ kiếp đỉnh phong giơ ngón tay cái lên hắn vốn định tình huống không đúng chỉ có thể cưỡng ép phi độ hư không Hiện tại bốn phía kiếp đỉnh phong đem cái kia ngũ kiếp cường giả dẫn ra, hắn tự không lo lắng. Tốc độ của hắn thoáng cái tiêu thăng, đạt đến ngũ kiếp chi cảnh tốc độ. Hắn nhục thân hiện tại nhưng so sánh ngũ kiếp, tốc độ tự nhiên cũng tăng lên, thoáng cái vạch phá bầu trời đem phía sau mấy cái kẻ đuổi giết cho hất ra. Hưu, lục ly bay thật nhanh, đồng thời thôi động đại đạo chi ngân, bất kỳ cái gì phương hướng có gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể cảm ứng được. Chỉ cần cảm giác bên kia có người, hắn sẽ lập tức tránh đi dạng này mặc dù cảm giác một mực tại đường vòng, nhưng thắng ở an toàn. Lục Ly còn tùy thời chuẩn bị phóng thích phi độ hư không thần kỹ, hắn cũng không thể mạo hiểm, ngũ kiếp cường giả một khi khóa chặt hắn, nói không chừng hắn sẽ bị chém giết. Hưu, phi hành gần nửa canh giờ, Lục Ly vẫn là không thể tránh né bị phát hiện, tiền phương đột nhiên bay tới hai người, một cái Lục Ly có chút quen mặt, hẳn là phi yên cung ngũ kiếp cường giả, hắn một thân là đều huyết, đuổi theo phía sau một cái ngũ kiếp cường giả. Hai người thần niệm khóa chặt hắn, Phi Yên cung người không có để ý hắn, tiếp tục chạy trốn. Đằng sau cái kia truy sát ngũ kiếp cường giả, trong tay chiến đao lại huy vũ, tiếp lấy một đạo kinh thiên đao mang hướng Lục Ly bổ tới. Lục Ly lập tức bay xuống, đồng thời thả ra bác long thuật, triệu tập trên người ẩn hình năng lượng đi trên lưng, ngạnh kháng một đao kia. Oanh, thân thể của hắn bị đánh xuống, phía dưới đại sơn bị đánh ra một đầu cự đại khe rãnh, thân thể của hắn cũng bị nhập vào lòng đất vạn trường hắn khí tức ngụy trang đến phi thường yếu, bất quá trên lưng nhưng không có một tia vết thương. a, à, cái kia ngũ kiếp cường giả vốn cho rằng tiện tay một đao là có thể đem lục ly cho đánh chết, lại không nghĩ rằng lục ly thế mà không có bị bất cứ thương tổn gì. Trong mắt của hắn lộ ra một tia trần chờ bởi vì hắn một mực tải truy phía trước phi yên cung ngũ kiếp cường giả. Giống như hắn dừng lại công kích lục ly, phi yên cung cường giả khẳng định liền chạy. Trần chờ một hơi thời gian, hắn cuối cùng vẫn từ bỏ lục ly, tiếp tục đuổi giết Phi Yên cung cường giả. Bởi vì cường giả kia thụ thương quá nặng đi, bị hắn đánh giết khả năng phi thường lớn. Trái lại Lục Ly, công kích của hắn đều không thể để Lục Ly thụ thương, lưu lại đoán chừng cũng không giết chết Lục Ly. Hưu, nhưng hắn trước lúc rời đi, trong tay xuất hiện một mai đạn tín hiệu, hắn hướng cao không vung đi, đạn tín hiệu ở giữa không trung nổ tung, đem nửa bên bầu trời đều cho chiếu rọi đến một mảnh đỏ. Lục Ly chửi ầm lên, tín hiệu này đánh ném một cái phụ cận cường giả khẳng định trở về tiếp viện. Giống như đến 10 cái ngũ kiếp cường giả lời nói, hắn cho dù có chín đầu mệnh cũng muốn chết tại cái này đi. Chương 2470, giúp hắn một chút. Là lập tức phi độ hư không rời đi, vẫn là nghĩ biện pháp trốn vừa trốn lại nói. Lục Ly có chút trần chờ bất định, hắn hiện tại nhưng không có U Linh Vương phong ma thú những khôi lỗi này thay hắn đỡ một chút a. À. Vạn nhất bị một đám ngũ kiếp cường giả vây lên, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi a. À. Trước trốn vừa trốn, tình huống không đúng lại phi độ hư không. Lục ly vẫn là không dám mạo hiểm, phi độ hư không quá nhiều sự không chắc chắn, một cái không tốt hắn bay đến trung tâm chiến trường, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Ông, hắn làm ra một cái rất hành động, mạo hiểm, hắn lấy ra thần hành chu, thân thể lóe lên tiến vào thần hành chu, sau đó hướng mặt phía bắc phá không mà đi. Dựa vào hắn chính mình phi hành, rất nhanh sẽ bị vòng vây bên trên. Đã như vậy vậy không bằng cưới thần hành chu đào tẩu, tình huống không đúng lại phi độ hư không đào tẩu. Hắn toàn lực thôi động đại đạo chi ngân, thần niệm mở rộng đến cực hạn, quan sát tình huống chung quanh. Không ra ngoài ý liệu của hắn, bốn phương tám hướng lập tức có đếm không hết thân ảnh hướng bên này vào tới. Bất quá thần hành chu tốc độ nhanh, tại phụ cận vào tới người còn không có hình thành vây kín trước đó, thần hành chu đã phá không mà đi, thoáng cái vượt ngang mấy chục vạn dặm. Ách, vô số thần niệm khóa chặt thần hành chu, nhìn thấy tốc độ nhanh như vậy về sau, rất nhiều cường giả vô cùng ngạc nhiên. Sau đó vô số tiếng hét lớn vang lên, đám người này rõ ràng có rất nhiều người biết hàng, một chiếc thần hành chu thế nhưng là có giá trị không nhỏ a. À. Hưu, Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân về sau, cảm giác lực nghịch thiên, giống như phía trước không gian có bất kỳ ba động, hắn cũng mặc kệ là ai, trực tiếp khống chế thần hành chu hướng còn lại phương hướng bay đi. Thần hành chu tốc độ quá nhanh, có đôi khi không thể tránh khỏi khống chế không tốt, theo từng đội từng đội người bên cạnh bay qua. Cũng may thần hành chu tốc độ quá nhanh, rất nhiều người đều là vừa vặn dò xét đến, còn đến không kịp phản ứng thần hành chu đã biến mất ở phía xa bầu trời cuối cùng. Cái này vận khí tốt, tại một nén nhang sau kết thúc. Tiền phương cấp tốc bay tới hai cái ngũ kiếp cường giả, một người sớm thả ra một loại cường đại thần thuật, hắn vung tay lên, tiền phương đều là đầy trời tinh quang, kia tinh quang hóa thành một tấm cự đại võng, hướng thần hành chu đánh tới. Ông, tránh cũng không thể tránh, lục ly trước tiên thu hồi thần hành chu, Người này lực công kích rất mạnh, thần hành chu khẳng định chịu không được, lục ly chỉ có thể gượng chống. Dầm dầm rầm, lục ly bị đầy trời tinh quang đánh chúng vào, phòng ngự của hắn quá mạnh, những cái kia tinh quang đánh chúng hắn, cùng không có chuyện gì người. Lục ly nhìn thấy hai người chỉ là ngũ kiếp cường giả, trầm ngâm một lát thân thể bay đi, hắn muốn thử xem tiểu thành thần thể chiến lực. Mấu chốt nhất là hắn hiện tại cũng vô pháp phi độ hư không, chỉ có thể tử chiến. Ha ha, hai người kia nhìn thấy lục ly chủ động bay tới, trên mặt lộ ra mỉa mai ý cười, lục ly bề ngoài khí tức chỉ có tam kiếp đỉnh phong, lại muốn khiêu chiến ngũ kiếp cường giả đây không phải chính mình muốn chết sao. Một người trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm, một người khác thì lấy ra một tòa bảo tháp, kia bảo tháp thần quang dạng dỡ, rõ ràng là trọng bảo. Lục ly tốc độ không có quá nhanh, chỉ là nhưng so sánh tứ kiếp trung kỳ. Hắn trong bóng tối thôi động bác long thuật, chờ cự ly hai người ngàn trượng về sau, sau lưng của hắn xuất hiện long rực, tốc độ thoáng cái tiêu thăng, không thể so với ngũ kiếp tiền kỳ chậm. Ách, hai người biến sắc, bởi vì giờ khắc này lục ly đem hắn kia hùng hậu như viễn cổ cửa thú khí huyết phóng thích ra ngoài, trong nháy mắt đó hai người đều cảm giác được ngạt thở cùng run sợ, hai người bản năng coi là lục ly là một cái ẩn giấu đi cảnh giới cường giả. Ngàn trường cự ly quá gần, lục ly trong nháy mắt tựu đã tới cái kia cầm bảo tháp cường giả phụ cận, trong tay hắn xuất hiện thần thiết, đối người này hung hăng vỗ tới. Ông, người kia cũng không phải kẻ yếu, tốc độ phản ứng rất nhanh, hắn thúc giục bảo tháp, kia bảo tháp đối lục ly hung hăng đụng mà tới. Lục ly tay trượt đi, thần thiết hướng bên cạnh vỗ tới, trùng điệp đập vào người này trên bờ vai. Người kia bả vai bỗng chốc bị đập nát, gần như đồng thời hắn bảo tháp trùng điệp đâm vào lục ly ngực. Oanh, lục ly cùng người này đều bị phá tan, khác biệt chính là cái kia ngũ kiếp cường giả bả vai thụ thương, lục ly chỉ là trước ngực chiến giáp vỡ vụn, còn có một số vết máu, da thụ thương, nhưng không có bị quá nặng thương thế. Ách, hai cái ngũ kiếp cường giả đều khẽ giật mình, hai người kinh dị điểm có hai cái, một là lục ly cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy, thứ hai là lục ly bảo vật nhiều lắm, thế mà còn có thần binh mảnh vỡ. Chẳng lẽ là đại con em của gia tộc, hai người có chút hiếu kỳ, bất quá giờ phút này cục diện hai người cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Cái kia dùng kiếm cường giả thân thể lóe lên, thoáng cái đến lục ly đằng sau, trường kiếm đáng xuất đạo đạo tàn ảnh, đối lục ly hung hăng đâm tới. Hay, lục ly vung lấy thần thiết, trở tay đối người kia trùng điệp vỗ tới hắn đối với mình phòng ngự đã có rất sâu hiểu rõ bình thường ngũ kiếp công kích còn không giết được hắn hắn chính là muốn dùng loại này lấy mạng đổi mạng phương thức nhanh chóng kết thúc chiến đấu nếu không đằng sau sẽ dẫn dắt càng ngày càng nhiều cường giả tới chỉ là người kia sớm có đoán trước trường kiếm tại lục ly phía sau lưng xẹt qua tại lục ly trên lưng trượt ra một đạo đẫm máu vết thương về sau hắn thân thể thoáng cái như u hồn bay đi người này tốc độ phản ứng thật nhanh lục ly âm thầm kêu khổ thân thể như cuồng long du tẩu nhanh chóng hướng một người khác đánh tới. Người kia bảo tháp phóng đại, biến thành một đạo lưu quang, thoáng cái đâm vào lục ly ngực. Oanh, lục ly bị đập bay, hắn còn không có kịp phản ứng, một cái khác cầm kiếm người đã như u hồn trôi giặt đến phía sau hắn, mấy đạo kiếm quang hiện lên, hắn phía sau lưng lại lưu lại mấy đạo thương thế. Oanh, một bên khác bảo tháp tiếp tục va chạm mà đến, lục ly thân thể bị đụng bay. Hai cái ngũ kiếp cường giả kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, hai người nhìn ra lục ly phòng ngự rất mạnh, sở dĩ chuẩn bị chậm rãi mài chết lục ly căn bản không cho lục ly cận thân cơ hội hai người như hai khối nghiêu bì đường một mực kề cận lục ly để lục ly không có cách nào thoát thân cũng làm cho hắn vô pháp phản kích chứa nói chi là để lục ly phi độ hư không thoát đi dạng này không được a à. theo thời gian chuyển rời lục ly nhức đầu bác long thuật suy yếu kỳ thời gian lập tức sẽ đến đến lúc đó lực phòng ngự khẳng định sẽ đại giảm hắn sẽ chết tại hai cái này ngũ kiếp cường giả trên tay mà lại theo thời gian chuyển rời Khẳng định lại có cường giả tới, đến lúc đó hắn coi như trốn đều trốn không thoát. Hắn có chút hối tiếc, sớm biết hẳn là trước tiên phi độ hư không đào tẩu. Phanh, phanh phanh phanh, Lục Ly liên tục bị công kích, thương thế trên người càng ngày càng nhiều, hắn cắn răng, chuẩn bị đem Thánh Hoàng chi nữ phóng xuất. Hắn đã cùng đường mặt lộ, chỉ có thể hy sinh Thánh Hoàng chi nữ đứng vững một lát, hắn phi độ hư không thoát đi. Hưu, vào thời khắc này, nơi xa truyền đến mấy đạo tiếng xé gió lục ly vốn cho rằng là địch nhân lại có cường giả tới hắn thần niệm quét qua có chút kinh ngạc tới là năm người vẫn là năm người quen là cùng hắn cùng một chỗ theo cách hỏa thành phi yên cung bên trong mở ra vực môn năm người trong đó còn có một cái tiểu thư ngụy trang thành lão ẩu còn lại bốn cái là ngũ kiếp cường giả là hắn năm người kia rõ ràng cũng chú ý hắn cái kia ngụy trang thành lão ẩu tuổi trẻ tiểu thư nhướng mày đột nhiên lên tiếng nói giúp hắn một chút hiu tiểu thư này rõ ràng là nhân vật trọng yếu nàng mệnh lệnh thoáng cái, bên kia trong bốn người lập tức phân ra hai người vọt xuống tới. Bên này hai người giật mình, bởi vì lao xuống hai người thế nhưng là ngũ kiếp trung kỳ, xa xa không phải bọn hắn loại này cấp bậc có thể đối chiến. Hưu, hai người lập tức hoảng sợ trốn, bên này người ngược lại là không có truy sát, chỉ là nhìn lục ly một chút, một người mở miệng nói muốn hay không cùng đi với chúng ta. Tốt, đa tạ đại nhân, lục ly trần chờ một lát, mấy người kia thực lực rất mạnh, trọng yếu nhất là mấy người kia là cùng hắn cùng một chỗ theo cách hỏa thành tới, ban đầu vẫn là theo câu đế thành bên trên chiến thuyền, cũng coi là có chút duyên phận. Trước đó Lục Ly còn hoài nghi đám người này là đến ám sát hắn, hiện tại xem ra suy nghĩ nhiều. Dùng đám người này chiến lực, muốn giết hắn đã sớm động thủ. Tựa như vừa rồi, đám người này tùy ý ra một cái, hắn đều chết không táng thân chi địa. Đi thôi, cái kia ngụy trang thành lão ẩu tiểu thư vung tay lên, Lục Ly giải trừ bác Long Thuật, Long Dược lại một mực phóng thích, nuốt thuốc chữa thương về sau, đi theo đám người này một đường hướng mặt phía bắc bay đi. PS, buổi chiều có chút việc, làm trễ nải, ban đêm còn có hai chương, 10 điểm trước càng xong. Chương 2471, ta chỉ là đi ngang qua. Đại thụ phía dưới tốt hóng mát, Lục Ly đi theo năm người phi hành thuật về sau, trên đường thỉnh thoảng có thể tao ngộ một chút địch nhân, nhưng căn bản không cần hắn động thủ, tiểu thư kia bên người bốn người xuất thủ, đơn giản đánh giết hoặc là đánh lui địch nhân bốn người này có hai cái ngũ kiếp trung kỳ một cái ngũ kiếp tiền kỳ còn có một cái hư hư thực thực ngũ kiếp đỉnh phong cường giả bốn người này đều ẩn giấu đi khí tức nhưng ở động thủ thời điểm lục ly vẫn có thể cảm thụ ra lục ly có chút hiếu kỳ tiểu thư này thân phận bình thường tiểu thư làm sao có thể có được ngũ kiếp cường giả tối đỉnh làm hộ vệ người này chẳng lẽ là câu đế thành siêu cấp đại gia tộc tiểu thư câu đế thành tình huống lục ly không phải đặc biệt giải cũng không biết người này là cái gì gia tộc cường giả Nhất làm cho Lục Ly kinh nghi chính là, câu đế thành đại gia tộc vì sao muốn đi nghịch long cốc đi nghịch long cốc thì thôi, vì sao muốn phái một cái tiểu thư đi còn muốn cho tiểu thư này ngụy trang thành một cái lão ẩu. Lục Ly không nghĩ ra, loại vấn đề này tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi. Mọi người một đường nhanh chóng phi hành, trên đường phàm là có người chặn đường, đều là cái này bốn cái ngũ kiếp cường giả ra mặt. Đương nhiên, tao ngộ những cái kia cấp thấp quân sĩ, đều không ai dám đến tìm chết. Phi hành hơn một canh giờ, phía trước gần như không có gặp được người, nói cách khác mọi người đã tạm thời thoát ly nguy hiểm. tiểu thư kia lần thứ nhất nói chuyện, nàng mục quang mặt không thay đổi nhìn qua lục ly nói, người cũng là đi nghịch long cốc. lục ly gật đầu nói, đúng vậy, ta qua bên kia tìm một người. a tiểu thư ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, hỏi ý kiến hỏi, người cùng nghịch long ra có quan hệ? chưa nói tới, lục ly cười cười nói, ta chỉ là biết bọn hắn gia tộc một cái tiểu thư, thuận tiện đi qua làm ít chuyện. hiểu rõ. Tiểu thư trầm ngâm một lát, hỏi, người tu luyện vô thượng thần thể tựa hồ thần thể còn tiểu thành. Tiểu thư này mục quang rất sắc bén, lục ly cũng không giấu giếm, gật đầu nói, đúng vậy, tiểu thư mắt sáng như đuốc, ta thần thể vừa mới tiểu thành không lâu. Nếu như ta nhớ không lầm, tiểu thư kia ánh mắt lộ ra nụ cười thản nhiên, nói ra, mười mấy năm trước, tại xí viêm đảo tựu có một cái thần thể tiểu thành người, lợi dụng thiên lôi oanh sát không ít ngô ra mười cái trưởng lão, còn có không ít cường giả người kia không phải là ngươi chứ. Tiểu thư này nói lời này lúc, phụ cận bốn cái ngũ kiếp cường giả đều nhìn lại, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ đề phòng. Lục ly nội tâm trầm xuống, hắn ngược lại là cũng rộng rãi, chắp tay nói, không sai, chính là lục mỗ, vị tiểu thư này chẳng lẽ là muốn đem lục mỗ mang về, giao cho Ngô ra sao? Ha ha, tiểu thư kia cười nhạt một tiếng, đáng tiếc trên mặt đều là nếp uốn, nhìn có chút quái dị, nàng nói ra ta cũng không phải ngô ra người nào, vì sao muốn giúp ngô ra làm việc lại nói, người đã rời đi ngân viêm hải vực, những ân oán kia đã không trọng yếu. Lục Ly chắp tay, nói ra, lần này còn đa tạ tiểu thư cứu tri ân, xin hỏi tiểu thư phương danh ngày sau lục mỗ báo đáp đáp ân tình. Tiện tay mà thôi thôi, tiểu thư kia khoát tay áo, nghĩ nghĩ nói ra, danh tự không trọng yếu, hiện tại cũng an toàn, chúng ta như vậy phân biệt đi. Ngày sau nếu có duyên, tự sẽ gặp nhau, nếu là không có duyên phận, biết danh tự lại có ý nghĩa gì. Tiểu thư này ngược lại là cùng hỏa mân côi đồng dạng tính tình, không cầu hồi báo tầng thứ không giống, xem chuyện góc độ tự nhiên không giống, tỉ như lục ly trước đó cũng thuận tay đã giúp một số người, hắn khẳng định cũng không phải vì truy cầu hồi báo. Tiểu thư này không muốn tiếp tục mang theo hắn tiến lên, lục ly cũng sẽ không chết ra lại mặt đi theo, hắn không người thở dài, cùng mấy cái tứ kiếp lão giả chắp tay, sau đó hướng nơi xa phi hành mà đi. Tiểu thư, người này có chỗ khác thường, một cái lão giả không hiểu hỏi ý kiến vấn đạo, bọn hắn thế nhưng là phi thường tinh tường, vị tiểu thư này là cỡ nào cao ngạo, bình thường người nàng đều lười nhác nhìn một chút. Vô thượng thần thể rất khó tu luyện, tiểu thư kia ung dung nói ra, tuy nói truyền ngôn người này là tử đế hậu đại, nhưng này ai nhiều năm đi qua, doãn ra nhưng xuất hiện qua một cái vô thượng thần thể lại nói, người này một người vượt ngang ngân viêm hải vực, thấy thế nào đều không giống như là doãn ra con em. Không phải nói những thần bí nhân kia cùng người này là cùng một bọn có một cái lão giả có chút kinh nghi chỗ hỏi. Ha ha, tiểu thư kia cười nhạo, nói ra, nếu như là cùng một bọn, người này sẽ một người lẻ loi trơ trọi cưỡi chiến thuyền đến cách hỏa thành sẽ còn cưỡi phi yên cung chiến thuyền vừa rồi thế nhưng là kém chút chết rồi nói cách khác người này có thể không phải đại gia tộc tử đệ lão giả kia hỏi lại ừm tiểu thư khẽ vuốt cằm sau đó khoát tay nói mặc kệ nhiều như vậy đi thôi một cái lão giả lấy ra chiến xa mọi người bay lên chiến xa rất nhanh phá không mà đi sau một lát biến mất tại phương bắc bầu trời cuối cùng lục ly thì hướng một bên khác bay đi hắn điệu thấp sát mặt đất phi hành một bên suy tư con đường tiếp theo đi như thế nào. Bên này là chiến thuyền khu vực trung tâm nhất, phụ cận lúc nào cũng có thể phát sinh chiến tranh, cũng lúc nào cũng có thể tao ngộ ngũ kiếp thậm chí lục kiếp cường giả. Trầm tư một lát, Lục Ly quyết định vẫn là trước dạng này một đường cẩn thận tiến lên, một khi tình huống không đúng lập tức phi độ hư không. Hắn thời khắc thôi động đại đạo chi ngân, cảm ứng tình huống chung quanh, nếu có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, hắn sẽ lập tức cải biến phương hướng. Bên này không có võ giả, Lục Ly cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước nửa ngày, chỉ là tao ngộ mấy cái trinh sát, những cái kia trinh sát căn bản không phát hiện được hắn, hắn đơn giản lách qua đi. Lục Ly tìm một cái sơn động nghỉ ngơi một đêm, trước đó thụ thương, tăng thêm thả ra bác long thuật, vẫn có một ít mệt mỏi. Nghỉ ngơi một đêm về sau, hắn tinh thần rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Tiếp tục thận trọng tiến lên, Lục Ly dự định dùng nhiều phí một chút thời gian, chỉ cần an toàn chỗ đến nghịch long cốc là được. Đi về phía trước hai ngày sau đó, Lục Ly phát hiện phía trước lại hỗn chiến, hơn nữa còn là rất lớn quy mô hỗn chiến. Hắn có chút nhức đầu, không dám theo trung tâm chiến trường xuyên đi qua, chỉ có thể xa xa đường vòng. Cái này khẽ quấn lộ mặc dù an toàn, đảo dùng nhiều phí hết ba ngày thời gian, hắn thành công xuyên qua cái này một mảnh chiến trường. Cứ như vậy, Lục Ly điệu thấp tiến lên, thời khắc thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng bốn phía tình huống, tốc độ mặc dù chậm, nhưng thắng ở an toàn ẩn nấp. Chỉ cần vận khí không phải đặc biệt kém, dạng này tiến lên vẫn là an toàn lục ly vận khí còn có thể hắn dạng này một đường điệu thấp tiến lên mặc dù ngẫu nhiên có thể tao ngộ một chút võ giả nhưng không có tao ngộ qua cường giả chân chính hắn bình an đi về phía trước hơn một tháng vượt ngang vài ức vạn dặm lộ trình không bằng hắn vận khí tốt tại hôm nay rốt cuộc sử dụng hết hắn đi ngang qua một cái chiến trường lúc đầu hắn lặng lẽ theo bên cạnh phi hành nhưng bên kia chiến đấu một bên tan tác mà tan tác phía bên kia vừa vặn hướng hắn bên này bay tới. Đi, lục ly cảm ứng được có ngũ kiếp cường giả về sau, gần như không trần chờ chút nào, lập tức hư không hỏa trận, tại đám người kia còn không có sông lại trước đó phi thân tiến vào. Ông, chờ đám người kia sông lại, lục ly bên này kim sắc cửa nhỏ đã đóng lại, bay tới người còn có rất nhiều không hiểu thấu. Hiu, để lục ly phiền muộn vô cùng sự tình phát sinh hắn theo kim sắc trong cửa nhỏ bay ra ngoài về sau, phụ cận thế mà vừa lúc tại khai chiến, mà hắn từ giữa không trung ra, thoáng cái nhận lấy hai bên chú ý. Còn tốt, còn tốt, lục ly thần niệm quét qua, phát hiện hai bên đều không phải là quá mạnh, hai bên đều chỉ có một cái ngũ kiếp cường giả. Hắn nhìn thấy vô số người khóa chặt hắn, lập tức cười tùm tìm chắp tay nói, chư vị tiếp tục, ta chỉ là đi ngang qua, không quấy rầy các ngươi. Nói xong, lục ly hóa thành một đạo u phong hướng mặt phía bắc bay đi. Bên này người ngược lại là không có truy sát, chỉ có một người nhưng lại lộ ra nếu không có nụ cười cười nhạo, người này từ đâu xuất hiện bất quá dám đi mặt phía bắc, đây không phải là chính mình muốn chết sao mấy vị trưởng lão đều đều ở bên kia đâu. Chương 2472, băng ma quật. Lục Ly phi hành mười mấy tức thời gian cũng phát hiện không đúng, phía trước có 10 cái cường giả ngay tại khai chiến, hắn còn đến không kịp chạy đi bỗng chốc bị bên kia mười mấy người khóa chặt. Lục Ly thân thể lập tức ngừng lại, tiếp tục chắp tay cười nói, "Chư vị đại nhân, ta chỉ là đi ngang qua." Đi ngang qua, các ngươi tiếp tục ha. Xoẹt, trả lời Lục Ly chính là một đạo hắc quang, kia hắc quang trong nháy mắt chuồn tới, Lục Ly cũng không kịp phản ứng, đã bị hắc quang đánh trúng vào. Oanh, Lục Ly thân thể bị đánh bay, ngực áo bảo vỡ vụn, trên da tách ra một đóa huyết hồng hoa mai. Lục Ly mượn lực thân thể bay thấp mà xuống, nện vào một tòa trong núi lớn. Ầm, um, hắn rất nhanh theo sơn một đầu khác bay ra, hóa thành một đạo tàn ảnh về phía tây bên cạnh phóng đi bên này một cái lão giả thần niệm quét đi qua có chút kinh ngạc lục ly thụ hắn một lần công kích thế mà không có thu được quá nặng thương thế hắn nhưng là ngũ kiếp trung kỳ cường giả a à. hư hư thủy lão quỷ người được hay không a à một cái tam kiếp đỉnh phong đều giết không chết ha 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 chính là thủy thiên hóa không có thực lực cũng không cần ra mất mặt xấu hổ thành thành thật thật hồi trở lại các người thủy vân phong ổ lấy đi tam kiếp đỉnh phong đều giết không chết thủy lão quỷ quả nhiên không được phụ cận mấy cường giả la ầm lên Ông lão tóc xám kia Thủy Thiên Hóa lập tức giận tím mặt, hắn như một cái diều hâu lao đi, hướng Lục Ly truy sát mà đi. Lục Ly lúc đầu muốn lập tức phi độ hư không, xem đến phần sau một thân ảnh nhanh chóng đuổi theo hắn lập tức kêu khổ không chịu nổi. Nếu như bây giờ lại phi độ hư không bị đánh gãy, hắn khẳng định sẽ trọng thương, đến lúc đó giống như lại rơi vào một cái chiến trường, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Hắn chỉ có thể cấp tốc cuồng bay, đằng sau rất nhanh một đạo hắc quang lại bay vụt mà đến, đằng sau phía sau lưng bị đánh trúng thân thể thoáng cái lại bị đập bay. Không bằng hắn rất nhanh lại phóng lên tận trời, người này công kích từ sao uy lực còn chưa đủ, chỉ có thể để hắn ra thịt thụ thương, không cách nào làm cho hắn trọng thương. Tốc độ của hắn đạt đến cực hạn, chân đạp tiêu giao bộ, tốc độ so với bình thường ngũ kiếp sơ kỳ nhanh hơn một chút, bất quá cùng phía sau cái này ngũ kiếp trung kỳ so sánh vẫn là chậm một chút. Có chút ý tứ, Thủy Thiên hóa ngoài miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt cái này tam kiếp đỉnh phong thế mà có thể chống đỡ được hắn hai lần công kích, không có bị quá nặng thương thế. Hơn nữa còn có nhanh như vậy tốc độ người này đến cùng là nhà nào người. Mặc kệ là nhà nào người, Thủy Thiên Hóa đều quyết định sách theo lục ly đầu trở về, hắn cũng không muốn bị người thấy rõ. Một cái tam kiếp đỉnh phong đều giết không chết, hắn còn lăn lộn cái gì. Phanh phanh phanh, lục ly liên tục bối kích bên trong, long rực đều bị phá hủy mấy lần, hắn phía sau lưng đều là huyết, rất nhiều địa phương đều có thể nhìn thấy xương cốt, nhưng kỳ thật đều là bị thương ngoài ra, cũng không có bị trọng thương. Lục ly thả ra một chút hư không trùng, còn thả ra sát đế chân ý, cùng còn lại thần thông, bất quá đối với cái này ngũ kiếp cường giả tới nói không có ý nghĩa quá lớn. Hưu, Thủy Thiên Hóa hiển nhiên không muốn mang xuống, hắn sách theo trường thương tốc độ tiêu thăng, thoáng cái chỗ đã tới lục ly đằng sau, lục ly lấy ra thần thiết, hắn cũng không trốn, thân thể nhất chuyển, hướng người này vỗ tới. Xoẹt, Thủy Thiên Hóa chiến trường kinh nghiệm rất mạnh, thân thể thoáng cái hướng bên trái đi vòng quanh trường thương một cái quét ngang đập ầm ầm tại lục ly trên bờ vai dầm 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 thủy thiên hóa thân thể liên tục lấp lóe không ngừng luân động trường thương hướng lục ly đâm tới đập tới lục ly lần lượt bị đánh bay thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ vết thương trồng chất chỉ có thể đem thánh hoàng chi nữ phóng xuất lục ly cười khổ một tiếng thiên ly trâu lóe lên thánh hoàng chi nữ xuất hiện huyết linh nhi chỉ huy thánh hoàng chi nữ đối thủy thiên hóa phóng đi a à. Thủy Thiên Hóa nhìn thoáng qua Thánh Hoàng chi nữ lập tức bị hấp dẫn, một là Thánh Hoàng chi nữ rất xinh đẹp, một điểm nữa là Thánh Hoàng chi nữ khí tức rất quái dị. Vừa cảm giác giống như là người chết, lại cảm thấy có một ít sinh mệnh khí tức, nhất là cặp kia không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động con người, càng làm cho tâm hắn sợ. Ông, bên này Lục Ly hư không hòa trận, một cái kim sắc cửa nhỏ xuất hiện, Thủy Thiên Hóa phát hiện, vốn chuẩn bị đâm ra một thương, nhưng Thánh Hoàng chi nữ một trưởng vỗ tại trên bả vai hắn, thế mà để hắn chiến giáp bạo liệt thân thể bay rất ra ngoài. huyết linh nhi đi lục ly truyền âm quát khẽ một tiếng. huyết linh nhi là lục ly nô bộc, mặc dù rất không nỡ bỏ thánh hoàng chi nữ, nhưng cũng bất đắc dĩ theo thánh hoàng chi nữ trong thân thể bay ra, bay ra ngoài trước nó khống chế thánh hoàng chi nữ đối thủy thiên hóa tấn công mạnh. hưu vào thời khắc này phía đông bay tới ba chiếc cự đại chiến thuyền, chiến thuyền tiền phương điêu khắc một đầu màu bạc thần long, chiến thuyền bên trong từng đạo cường giả khí tức truyền đến, để lục ly cùng thủy thiên hóa đều linh hồn hồi hộp huyết linh nhi lục ly nhìn thấy thủy thiên hóa ánh mắt lộ ra sợ hãi sợ hãi chi sắc đang bay đi kim sắc cửa nhỏ trước đó hắn cắn răng quát khẽ một tiếng huyết linh nhi bay ra ngoài lần nữa tiến vào thánh hoàng chi nữ trong thân thể sau đó khống chế thánh hoàng chi nữ xông lại tiến vào lục ly thiên ly châu bên trong thủy thiên hóa vốn không có để ý lục ly bên này hắn một mặt kinh hãi lẩm bẩm nói nghịch long tộc nhân làm sao lại đến bên này trốn lục ly nghe được thủy thiên hóa thanh âm chỉ là hắn đã tiến vào kim sắc trong cửa nhỏ, nội tâm của hắn âm thầm hối hận, sớm biết tự không đi. Hắn nhưng là một mực tại tìm kiếm nghịch long tộc nhân, hiện tại thật vất vả gặp được, lại bỏ qua cơ hội. Oanh, trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại tay, đối lục ly sẽ biến mất kim sắc cửa nhỏ đánh tới, kim sắc cửa nhỏ thoáng cái sụp đổ. Phốc, lục ly tại hoành độ hư không, nửa đường bị chấn động ra, trên người hắn vốn là máu thịt be bét, giờ phút này càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, đã không có một khối thịt ngon. Hắn vừa ra tới, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể đập ầm ầm lạc mà xuống, hắn tại hôn mê trước đó chỉ tới kịp quét phụ cận một chút. Phát hiện hắn chính hướng một cái thâm uyên đuổi vào, hắn chỉ có âm thầm cầu nguyện, hy vọng trong vực sâu đừng có cường đại hung thú, bằng không hắn sẽ thành hung thú trong bụng bữa ăn. Không biết qua bao lâu, một ngày, vẫn là 10 ngày lục ly đều không có ý thức, hắn theo trong mê ngủ tỉnh lại. Hắn cảm giác là một cái rất dài mộng, hắn bị mơ tới chính mình biến thành một đứa bé, bị ném tại băng tuyết bên trong, hắn lạnh đến run lẩy bẩy, cóng đến tay chân đều di động không được nữa. Ách, à, sau khi tỉnh lại, Lục Ly thần niệm quét qua, lại là đầy mắt kinh ngạc. Hắn thế mà tại trong hầm băng, toàn thân hắn cũng bị đông kết, giống như là biến thành một cỗ băng thi. Không đúng, có gì đó quái lạ, Lục Ly muốn giấy dụa đến ngồi xuống lúc, hắn đột nhiên phát hiện vấn đề, toàn thân hắn thế mà không động được thân thể tựa hồ hoàn toàn không bị khống chế, thần lực cũng vô pháp vận chuyển một tia. Tựa hồ những này khối băng cùng phổ thông khối băng không giống, có một loại phi thường huyền bí năng lượng cầm giữ nhục thể của hắn. Lục Ly trầm ngâm một lát, lập tức truyền âm cho huyết linh nhi, cái sau theo thiên ly châu bên trong nhô ra xúc tu tại phụ cận dò xét. Trọn vẹn qua một canh giờ, huyết linh nhi truyền âm vang lên, chủ nhân cái này địa phương rất quỷ dị, rất có thể có được thiên địa thần văn. Nơi này khối băng bên trong có được rất năng lượng kỳ dị, không chỉ là ngươi, phụ cận còn có người đâu, đều giống như ngươi." Lục Ly thần niệm vội vàng quét tới, quả nhiên hiển hiện phụ cận còn có 16 người, 15 cái sớm đã biến thành thi thể, một người khác còn sống, bất quá đồng dạng không động được. "Ha ha, khác đừng dày vò." Lúc này một đạo truyền âm vang lên tại Lục Ly trong đầu, lão phu bị vây ở cái này băng ma quật cái này vạn năm, một mực không cách nào phá giải. "Ngươi một cái nho nhỏ tam kiếp đỉnh phong." vẫn là thành thành thật thật bồi tiếp lão phu tại cái này làm hòa tử nhân đi. chương 2473, Thiên Gia Tử Băng ma quật là tại phi hỏa đại lục rất nổi danh, bởi vì không chỉ chỉ có nơi này một cái băng ma quật, đã phát hiện băng ma quật hết thảy có 37. Tại phi hỏa đại lục kia là tuyệt địa, trừ phi đế cấp cùng siêu cấp cường đại lãnh chúa, những người còn lại một khi rơi vào, tự gần như lên không nổi. Băng ma quật bên trong có cực hàn ma băng, một khi rơi vào toàn thân sẽ bị đông cứng, nhục thân cùng linh hồn tách rời, căn bản là không có cách di động, chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Hoặc là điên mất, linh hồn bôn hội, hoặc là năng lượng hao hết sinh mệnh mất đi. Sinh hoạt tại phi hỏa đại lục người, từ nhỏ đã bị cáo giới, băng ma quật là tuyệt đối không thể tới gần. Sở dĩ phi hỏa đại lục người đều có chung nhận thức, kia 37 băng ma quật phụ cận là tuyệt địa, cũng không thể tới gần. Băng ma quật bên trong có kỳ dị thiên địa thần văn, bên trong hàn lưu đã không thể xem như lạnh. Bởi vì một rơi vào đi vào, Linh hồn của ngươi cùng nhục thân đều sẽ cóng đến tách rời, đều không có bất kỳ cái gì chi giác, cái kia còn nói cái gì có lạnh hay không? Lục Ly cũng không có hoảng, thần niệm tại toàn bộ băng ma quật bên trong đảo qua, hắn không chỉ phát mười mấy bộ thi thể, còn phát hiện càng sâu tầng còn có rất nhiều hài cốt, người sống duy nhất, trả lại xác thực chỉ có bên trái lão giả kia. Hắn thần niệm quét đi qua, khóa chặt người này truyền đạo, tiền bối, người bị nhốt vạn năm. Lão giả này trong thân thể thần lực hoàn toàn không động được trên thân không có nửa điểm khí tức, sở dĩ cảm ứng không giận nổi tức, nhưng xem lão giả này bộ dáng, hẳn không phải là kẻ yếu. Là một vạn năm, vẫn là một vạn mấy ngàn năm, chính ta đều không nhớ rõ. Lão giả nặng nề thở dài, truyền âm nói có mấy người cùng lão phu cùng một chỗ rơi vào vào đây, bọn hắn đều điên rồi, cuối cùng toàn bộ chết rồi, lão phu một người ở nơi này gần vạn năm. Đoán chừng lão phu cũng sắp điên rồi, còn tốt có tiểu tử ngươi vào đây, lão phu đoán chừng lại có thể trèo chống cái mấy trăm năm. Lục Ly truyền âm tiếp tục hỏi, xem tiền bối thực lực cũng không yếu a, à, vì cái gì đều không thể thoát khốn đâu tiền bối những năm này liền không có nghĩ tới biện pháp đâu. Lão phu thực lực, lão giả trầm ngâm một chút, tựa hồ có chút không nhớ nổi, một lát sau mới truyền âm nói, lão phu nhớ rõ bị nhốt trước đó vừa mới đột phá lục kiếp đi. Tại băng ma quật bên trong, đừng nói lục kiếp tiền kỳ, coi như bình thường lục kiếp hậu kỳ đều ra không được, băng ma quật đây chính là phi hỏa đại lục công nhận tử địa a. Tiểu huynh đệ, khác đừng dày vò cái này địa phương ra không được. Lục kiếp hậu kỳ đều ra không được, lục ly nội tâm trầm xuống, chẳng lẽ hắn thật muốn tại cái này cùng lão giả đồng dạng biến thành hoạt tử nhân mắt thấy là phải đến nghịch long cốc, giống như bị vây chết tại cái này, nội tâm của hắn khẳng định phi thường không cam lòng. Tiểu huynh đệ, lão giả kia trầm giọng nói ra, tâm của ngươi nhất định muốn chìm được, cái này băng ma quật kinh khủng nhất không phải băng, mà là ma âm. Mỗi lần 10 ngày nửa tháng lại có ma âm vang lên, ngươi nhất định muốn ổn định tâm linh, đừng như vậy đơn giản tự chết đi nếu không lão phu một cái người nói chuyện cũng không có ma âm lục ly linh hồn một sợ hắn không có truyền âm mà là trầm ngâm hắn truyền âm cho huyết linh nhi nói huyết linh nhi người cha xét rõ ràng thoáng cái nhìn xem có thể hay không phá giải băng ma quật thần văn không cầu phá giải chỉ cầu có thể làm cho ta thoát khốn là đủ được rồi chủ nhân huyết linh nhi truyền âm nói nơi này thiên địa thần văn quá huyền diệu ta cần thời gian chủ nhân an tâm chớ vội đoán chừng ít nhất có mấy tháng mới có thể có một điểm mạch suy nghĩ. Ừm, Lục Ly nhẹ gật đầu, cùng Lão Phu đưa tin, mục đích tự nhiên là tìm hiểu càng nhiều băng ma quật tình báo. Lão giả một người ở nơi này vạn năm, hoặc tử nhân đồng dạng, có người vào đây có thể cùng hắn nói chuyện phiếm, hắn tự nhiên mừng rỡ. Cũng mặc kệ Lục Ly thực lực thấp, tuổi tác cũng nhỏ, hắn nói liên miên lại nhảy cùng Lục Ly nói không ngừng. Người sắp chết lời nói cũng thiện, lão giả này biết mình sống không được, đã cuối cùng hắn cùng Lục Ly đều sẽ biến thành hài cốt, vậy liền không có quý tiện tôn ti phân chia, đều là nhân tộc, đều là đồng bào. Lão giả nói rất nhiều, nói lên hắn vì cái gì rơi vào nơi này, nói lên hắn đến từ cái gì gia tộc, nói lên trong gia tộc hậu bối, nói rất nói nhiều. Một người cơ khổ tại cái này vạn năm, không có người nào giao lưu, tại cái này không thể tu luyện, loại trừ ngủ say bên ngoài, chỉ có thể ngẩn người, chỉ có thể chờ đợi chết. Lão giả này đến bây giờ còn không điên mất đã là hàn ý chí phi thường cường đại. Đúng rồi, tiểu tử, lão giả nói liên miên lại nhảy nói nửa ngày, đột nhiên hiếu kỳ hỏi, người tiểu đến từ cái gì gia tộc A, tại sao lại rơi vào nơi này Người thật giống như đối băng ma quật không hiểu rõ chẳng lẽ không phải phi hỏa đại lục người. Không phải, lục ly cũng không có dấu diếm hắn nói ra ta thậm chí không phải tam trọng thiên người, ta đến từ nhân gian, ta đến tam trọng thiên là đến tìm người. A, à, lão giả có chút kinh ngạc nói, xem người rất trẻ A, thế mà theo nhân gian phi thăng tiểu tử ngươi cũng đừng lừa ta chúng ta đều ra không được lừa ta một cái lão đầu tử không có ý nghĩa gì a à. tiền bối nói đùa lục ly truyền âm nói chuyện thế này có cái gì tốt lừa dối ta phi thăng lên tới là tại tử dương đại lục đi theo sau lẫm đông đại lục lại đằng sau đi thần phong đại lục vượt ngang ngân viêm hải vực đến phi hỏa đại lục mới không bao lâu đâu lại không nghĩ rằng rơi vào cái này băng ma quật bên trong tử dương đại lục a à lẫm đông đại lục cùng thần phong đại lục lão phu đi qua tử dương đại lục ta còn chưa có đi qua. Lão giả có chút tin tưởng, hắn nghĩ lại hỏi, người đến phi hỏa đại lục tìm người bên này có thân nhân sao? Lục ly trầm ngâm một lát, nói ra tiền bối biết nghịch long tộc sao? Nghịch long tộc, lão giả kia có chút kinh ngạc, nói ra tự nhiên biết ha, à, đây chính là phi hỏa đại lục 27 thế lực lớn một trong, nói đến lão phu năm đó còn cùng nghịch long tộc một đại nhân vật có chút giao tình. Không đúng tiểu tử, nghịch long tộc bất hòa bên ngoài thông ra, người đã đến từ nhân gian mặt, làm sao có thể cùng nghịch long tộc có quan hệ ta có một cái tỉ tỉ nghe nói lão giả này cùng nghịch long tộc còn có giao tình lục ly cũng không che giấu nói ra phụ thân ta thu dưỡng một đứa bé nàng liền là nghịch long tộc tộc nhân mặc dù không biết tại sao lại lưu lạc nhân gian nhưng nàng là nghịch long tộc nhân điểm này có thể xác định ta chính là tới này tìm kiếm nàng nàng tại rất nhiều năm trước mất tích ta theo một chút thông tin bên trong biết được nàng bị tiếp trở về nghịch long tộc a à, còn có chuyện như thế lão giả có chút hứng thú cùng lục ly lại rảnh rỗi hàn huyên thật lâu lục ly cũng được biết lão giả này họ la ngoại hiệu thiên gia tử xuất sinh một cái siêu cấp đại gia tộc cái này gia tộc vẫn là hai bảy mươi thế lực lớn một trong hắn năm đó là ra ngoài du lịch không cẩn thận bị cừu gia truy sát rơi vào nơi này đã nhiều năm như vậy đoán chừng bọn hắn gia tộc đều cho là hắn chết rồi tiểu tử chứa nói chuyện cũng không biết qua bao lâu lão giả kia đột nhiên truyền âm nói dựa theo thời gian để tính mà âm lập tức sẽ tới Giống như ngươi chịu không được, linh hồn sẽ lập tức sụp đổ. Ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, bảo vệ chặt bản tâm, không nên bị ngoại giới quấy nhiễu, chỉ cần bảo trì linh hồn hỏa trùng bất diệt, ngươi liền có thể kháng trụ ma âm, nếu không linh hồn của ngươi sẽ sụp đổ, lập tức chết đi. Tốt, thiên gia tử trịnh trọng như vậy việc nói, Lục Ly không dám khinh thường, lập tức tiến vào mộng ảo chi cảnh trong trạng thái, hết sức chăm chú, nghênh đón ma âm đến. Chương 2474, ma âm thần âm. Băng ma quật bên trong kinh khủng nhất không phải băng, mà là ma âm. Đây là toàn bộ phi hỏa đại lục chung nhận thức, băng ma quật bên trong ma âm không chỉ ở bên trong vang lên, giống như người tại băng ma quật phụ cận trăm dặm, người cũng có thể nghe được một chút như có như không ma âm. Ma âm rất nhanh vang lên, thanh âm này ngay từ đầu rất trầm thấp, giống như là một cái cự thú tiếng tim đập, thanh âm vang lên một khắc này, lục ly cảm giác linh hồn của mình đều đi theo lấy sóng gió nổi lên. Ổn định tâm thần, một đạo truyền âm vang lên, Thiên gia tử truyền âm nói, tuyệt đối không nên đi theo ma âm tiết tấu đi, nếu không ngươi sẽ rơi vào vạn trượng thâm uyên. Thiên gia tử truyền âm như vào đầu uống gậy vang lên, Lục Ly vội vàng bảo vệ chặt bản tâm, để linh hồn không đi theo ba động, hắn phát hiện một điểm long hồn thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, điều này nói rõ nơi này ma âm rất quỷ dị, cũng không phải là trực tiếp công kích linh hồn, sở dĩ long hồn sẽ không hộ chủ. Đông đông đông, cự thú tiếng tim đập càng ngày càng gấp rút. Lục Ly linh hồn không thể tránh khỏi đi theo sóng gió nổi lên, còn tốt thiên gia tử nhắc nhở, Lục Ly mãnh liệt khắc chế, để cho mình bị muốn bị mang tiết tấu. Tiếng tim đập vang lên thời gian một nén nhang đình chỉ, sau đó một đạo như có như không tiếng khóc vang lên, giống như là quỷ âm, cái này tiếng khóc còn rất có vận luật, giống như là đang diễn tấu một bài bi thương nhạc khúc. Tiếng khóc vang lên một lát, lần nữa biến hóa, biến thành một đạo kỳ dị thanh âm, thanh âm kia giống như là một loại kỳ dị nhạc khí đang diễn tấu, vô cùng dễ nghe mà lại trong thanh âm này tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó thiên địa đạo vật, có thể bất trí bất giác để cho người ta yên lặng đi vào, đi tìm kiếm bên trong trí lý. Lục ly bất trí bất giác tự yên lặng đi vào, bất quá rất nhanh thiên gia tử truyền âm tự vang lên, tiểu lục tử, đừng đi lĩnh hội, đừng đi cảm ngộ, nếu không ngươi sẽ bị xa vào, tỉnh lại. Lục ly lần nữa thình lình tỉnh mộ lại, hắn hồi tưởng lại tình huống vừa rồi, giống như có thể chảy mồ hôi, đoán chừng giờ phút này hắn khẳng định toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh kia giai điệu thanh âm tiếp tục vang lên, giống như là một tia tiên âm, Du Dương uyển chuyển, Lục Ly cũng rốt cuộc không dám đi nghe, thời khắc bảo trì bản tâm. Bất quá cái này ma âm không phải ngươi không muốn nghe cũng không cần nghe, sẽ tự động vang lên tại linh hồn ngươi bên trong. Tỉnh lại, tiểu Lục Tử, tỉnh lại, Thiên gia tử rõ ràng không muốn để cho Lục Ly linh hồn sụp đổ, thỉnh thoảng nhắc nhở, Lục Ly rất nhiều lần đều yên lặng đi vào, may mắn Thiên gia tử nhắc nhở, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Ma âm đằng đẳng vang lên nửa canh giờ, rốt cuộc lắng xuống, lục ly như chút được gánh nặng. Xác định ma âm sau khi dừng lại, lục ly nghỉ ngơi một lát, mới truyền âm đi qua nói, thiên gia tử tiền bối, đa tạ. Giống như lần này không có ngươi, ta đoán chừng liền chết. Cùng là thiên nhai lưu lạc người A, người chết, lão phu không ai nói chuyện phiếm, đoán chừng không cần mấy trăm năm cũng sẽ chết đi. Thiên gia tử truyền âm tới, sau đó truyền âm nói cái này ma âm kỳ thật cũng có chỗ tốt, phi thường có thể rèn luyện linh hồn của con người, mỗi lần chống nổi một lần, linh hồn của ngươi liền hội tăng cường một chút. Lão phu tại cái này nhịn vạn năm, hiện tại linh hồn cường độ đều có thể so lục kiếp đỉnh phong. Lão phu còn tìm hiểu rất nhiều loại linh hồn bí thuật, đáng tiếc lại không dùng võ chi địa a. Thiên gia tử tiền bối không cần quá bi quan, Lục Ly truyền âm đi qua nói, ta có một cái mị linh, ngươi hẳn là có thể cảm ứng được, nó tại thần văn phương diện tạo nghệ rất mạch, nói không chừng nó dò xét một phen, có thể có biện pháp phá giải nơi này thiên địa thần văn đâu. A, à, thiên gia tử có chút kinh ngạc sau đó lại cười khổ truyền âm nói nơi này thiên địa thần văn phi thường huyền diệu phi hỏa đại lục rất nhiều thần văn cường giả đều ý đồ phá giải nhưng này a nhiều năm cũng không có phá giải ra qua tiểu lục tử ngươi vẫn là khác đừng làm chuyện vô ích thử một chút đi vạn nhất có thể thành đâu lục ly cười truyền âm nói đồng thời lục ly cảm ứng linh hồn phát hiện linh hồn quả nhiên bắt đầu mạnh lên có rõ ràng tăng trưởng cái này tăng trưởng vẫn là kéo dài Bên kia thiên gia tử nói chuyện phiếm một trận, ngừng lại. Lục Ly cũng nghỉ ngơi một trận, lặng lặng chờ đợi huyết linh nhi dò xét kết quả. Cái này chờ đợi dòng dã nửa năm, mà âm cách mỗi người mấy ngày sẽ vang lên một lần, mỗi lần đều dựa vào thiên gia tử hỗ trợ, nếu không Lục Ly mỗi lần đều muốn yên lặng đi vào, một khi mê thất ở bên trong, đoán chừng linh hồn hắn sẽ sụp đổ. Thời gian nửa năm, Lục Ly linh hồn ngược lại là tăng trưởng phi tốc, như thiên gia tử nói, giống như ở bên trong khốn trên vạn năm không chết, Linh hồn đoán chừng lại có bay vào tính tăng lên. Thiên gia tử đại khái là tịch mịch quá lâu, cùng Lục Ly nói liên nguyên lại nhảy trò chuyện không ngừng, Lục Ly cũng tính không nổi lĩnh hội pháp tắc, liền bồi hắn cùng một chỗ tán gẫu. Huyết Linh Nhi tại hôm nay rốt cuộc truyền âm, chủ nhân, ta tra xét rõ ràng rất nhiều lần, nơi này thiên địa thần văn đặc biệt huyền diệu, trước mắt ta không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá ta cảm giác hẳn là có một tuyến hy vọng, ta cần thời gian lĩnh hội. Bao lâu, Huyết Linh Nhi không nói khoác lác, nó nói có một tuyến hy vọng, cái này khiến Lục Ly không có triệt để tuyệt vọng. Huyết Linh Nhi có chút không xác định truyền âm nói, ngắn thì một hai năm, lâu là mười năm tám năm. Giống như mười năm cũng không có nắm chắc, kia đoán chừng tựu không phá nổi. Tốt, thời gian này ngược lại là cũng không lâu lắm, chờ mười năm Lục Ly còn chờ nổi, có chút tiếc nuối là nơi này không thể tu luyện thần lực, không thể luyện hóa thần dược, duy nhất có thể làm liền là lĩnh hội thần văn. Lục Ly đem Huyết Linh Nhi lời nói truyền cho thiên gia tử, cái sau xem thường, lục ly chỉ là một cái tam kiếp đỉnh phong cái kia mỹ linh cũng nhìn không ra chỗ đặc biệt mấu chốt nhất là lục ly là theo nhân gian từng bước một phi thăng đến tam trọng thiên cũng không có nhiều năm tam trọng thiên thiên địa thần văn hắn có thể phá vỡ thiên gia tử có phải hay không tin lục ly cùng thiên gia tử nói hắn trước bế quan một đoạn thời gian thiên gia tử nhẹ gật đầu cũng không nói cái gì ngày tháng sau đó còn dài mà nội tâm của hắn đã tuyệt vọng không có gì hơn nghĩ đến trước khi chết chẳng phải tịch mịch Lục Ly bồi tiếp có thể kéo thời gian dài hơn thôi. Lục Ly tiến vào mộng ảo chi cảnh trạng thái, tiếp tục tham mộ thần âm pháp tắc chân ý, cách mỗi mười mấy ngày hắn sẽ bị cắt ngang, mà âm sẽ vang lên. Tại thiên gia tử trợ giúp dưới, hắn nhiều lần vượt qua hiểm quan, sau đó tiếp tục lĩnh hội. Ma âm thần âm, có một ngày Lục Ly đột nhiên có chút một cái ý nghĩ, cái này ma âm phải trang đối với hắn lĩnh hội thần âm pháp tắc có trợ giúp đâu thần âm pháp tắc tìm hiểu rất nhiều năm, một mực kè tại cuối cùng mấy cái bình cảnh phía trên, Giống như có thể theo ma âm bên trong đạt được dẫn dắt, có lẽ thần âm pháp tắc có khả năng nhanh chóng đại thành. Vấn đề là, cái này ma âm thật là đáng sợ, Lục Ly không dám tùy tiện yên lặng đi vào, nếu không vạn nhất tỉnh không đến liền xong rồi. Thiên gia tử cảnh cáo nhiều lần, ma âm ngàn vạn không thể yên lặng đi vào, một khi bị mang theo tiết tấu, vậy hắn giúp thế nào công việc đều kêu không tỉnh. Ừm, chờ 2 3 năm đi, Lục Ly nghĩ đến, lại lĩnh hội mấy năm, mấy năm sau linh hồn hắn sẽ tăng trưởng rất nhiều đến lúc đó giống như thần âm pháp tắc còn không có lĩnh hội, vậy liền mạo hiểm thử một lần. Thời gian 2, 3 năm, đoán chừng huyết linh nhi cũng có tiến triển a à nàng thời khắc đều tại lĩnh hội thượng cổ thần văn, tại thần văn phương diện tạo nghệ tăng lên rất nhanh. Lục Ly tin tưởng huyết linh nhi chắc chắn sẽ không để hắn thất vọng, có thể dẫn hắn chạy thoát. PS, thư đến hậu kỳ, các loại mỏi mệt, ban đêm còn có một chương. Rất muốn xin phép nghỉ 10 ngày ra ngoài du lịch a. Chương 2475, thần âm pháp tác đại thành. Ngoại giới vẫn như quốc tứ bể báo hiệu bất ổn, chiến đấu không ngớt. Băng ma quật bên trong lại là hoàn toàn tĩnh mịch, không có người chú ý nơi này, coi như đi ngang qua cũng sẽ lập tức lách qua. Thời gian chảy qua nhanh chóng, chớp mắt liền là hai năm đi qua. Lục ly cùng thiên gia tử từ trước đến nay hoạt tử nhân ở phía dưới đợi, một ngón tay không động được, thậm chí con mắt đều không thể mở ra. Cũng may lục ly thần đan bên trong thần lực dâng trào, những cái kia thần lực sẽ không chủ động vận chuyển, nhưng ở thân thể suy yếu lúc lại chủ động tiêu tán ra một chút, bổ sung thân thể cần thiết năng lượng. Thiên gia tử đoán chừng chính là như vậy vượt qua tới, lãnh chúa cấp cường giả thần đan bên trong thần lực dị thường hùng hậu, duy trì thân thể mấy vạn năm không chết, vẫn là không có vấn đề. Thời gian 2 năm, Lục Ly không có tu luyện qua thần lực, cũng không có luyện hóa thần dược, duy nhất làm sự tình liền là lĩnh hội thần âm pháp tắc. Thời gian 2 năm, có một ít tiến triển, có hai cái bình cảnh bị Lục Ly tìm hiểu. Duy nhất còn có một cái điểm Lục Ly vẫn nghĩ không thông. Lục Ly có cảm giác, chỉ cần có thể lĩnh hội điểm này, thần âm pháp tắc cự ly đại thành tựu không xa. Thu hoạch duy nhất, liền là Lục Ly linh hồn cường đại hơn 10 lần. Mỗi lần ma âm vang lên về sau, Lục Ly linh hồn đều sẽ có tăng trưởng, vẫn là tiếp tục tăng trưởng 7-8 ngày. Mà ma âm mười mấy ngày sẽ vang lên một lần, sở dĩ Lục Ly 2 năm này thời gian, gần như từng có nửa giờ ở giữa linh hồn gần như tại liên tục tăng trưởng. Linh hồn hắn cường đại hơn 10 lần cũng đã rất dễ lý giải. Thời gian 2 năm, huyết linh nhi một mực không có truyền âm, lục ly nội tâm hơi có chút phiền não. Đổi lại là ai, thân thể cũng không thể động một cái 2 năm, đều sẽ cảm giác rất bực bội buồn bực. Lục Ly ý chí lực coi như cường đại, điểm ấy khốn cảnh còn không đến mức để hắn tẩu hỏa nhập ma, nội tâm của hắn bực bội có bộ phận nguyên nhân, nhưng thật ra là thần âm pháp tác chậm chạp không có đại thành. Hắn quyết định bí quá hóa liều, thông qua ma âm đi lĩnh hội thần âm pháp tác một là linh hồn hắn cường đại hơn nhiều có một chút lực lượng thứ hai là thiên gia tử tại cái này còn có giống như hắn yên lặng ở bên trong hắn có thể để huyết linh nhi đi công kích linh hồn của hắn từ đó để long hồn hộ chủ có lẽ có thể tỉnh lại thời gian hai năm hắn cùng thiên gia tử đã rất quen thuộc hắn cũng không khách khí truyền âm cùng thiên gia tử nói ra ý nghĩ của hắn thiên gia tử trầm ngâm một lát truyền âm nói ta có phải hay không đề nghị ngươi mạo hiểm nhưng giống như ngươi nhất định muốn kiên trì ta cũng chỉ có thể chúc phúc ngươi may mắn ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi đánh thức nhưng ngươi tỉnh không tới ta cũng không có biện pháp đa tạ lão đại ca lục ly trước đó gọi thiên gia tử tiền bối lăn lộn hai năm quan hệ phi thường tốt trực tiếp gọi lão đại ca lục ly cùng thiên gia tử nói xong về sau trực tiếp ngủ say đi qua ngủ hai ngày sau đó tỉnh lại ma âm sẽ đến hắn toàn lực ứng phó điều chỉnh tốt trạng thái nghênh đón ma âm đến đông đông, đông Cửa thú trái tim nhảy lên tiếng vang lên, thanh âm này Lục Ly không có hứng thú, hoàn toàn không đi nghe. Phía sau quỷ âm hắn cũng tận lượng bảo trì nội tâm bình tĩnh, chỉ ít cuối cùng loại kia như tiên âm thanh âm vang lên, Lục Ly mới tinh tế bắt đầu đi cảm ứng. Thanh âm này phi thường dễ nghe, giống như là một khúc mỹ diệu chương nhạc, mà lại trong thanh âm còn có một loại không hiểu vận luật ở bên trong, đều khiến người cảm giác vô cùng huyền diệu. Lục Ly trước đó một mực không dám đi lĩnh hội, lần này lại là không thèm đếm xỉa cẩn thận đi lĩnh hội ma âm bên trong kia huyền diệu vận luật. Vận luật phi thường dễ nghe, Lục Ly cũng từ bên trong cảm ứng được rất nhiều thứ, mơ mơ hồ hồ, có chút nhìn không thấu, nhưng luôn cảm giác phi thường huyền diệu. Cái này một cảm ngộ, Lục Ly lập tức yên lặng đi vào, cả người linh hồn đều tại tiên âm bên trong, cái gì đều quên, linh hồn bên trong chỉ còn lại kia lượn lờ tiên âm. Tiểu Lục Tử, tỉnh lại, Tiểu Lục Tử, nhanh tỉnh lại. Sau một lúc lâu, thiên gia tử cảm giác không được bình thường, vội vàng truyền âm đi qua, hơn nữa còn vận dụng linh hồn bí thuật, trực tiếp tại lục ly trong đầu nổ lên từng cái kinh lôi. Nhưng lục ly không có bất cứ động tính gì, linh hồn tựa hồ triệt để trầm luân, triệt để luân hãm. Huyết linh nhi bên này cũng quả quyết công kích lục ly linh hồn, lòng hồn quang mang lấp lánh, bảo hộ lục ly linh hồn. Chỉ là, lần này long hồn tựa hồ không quản dùng, lòng hồn quang mang lấp lánh, lục ly linh hồn bên trong một mảnh tĩnh di, không có bất kỳ cái gì ba động, tựa hồ biến thành một cái chân chính hòa tử nhân. Xong, tiểu tử này để hắn chớ làm loạn chớ làm loạn, hết lần này tới lần khác không tin. Ai lúc đầu cho là có người làm bạn, ta còn có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Tiểu lục tử chết rồi, sợ là ta cũng không kiên trì được quá nhiều năm. Thôi, thôi, không kiên trì được tụ không được đi, dù sao cuối cùng đều là chết, chậm một chút chết cùng chết sớm một chút, cũng không quan trọng. Thiên gia tử hô mấy ngày sau, gặp lục ly vẫn là không có bất luận cái gì động tính, hắn từ bỏ loại tình huống này lúc trước hắn đã thấy nhiều cùng hắn cùng một chỗ rơi vào người tiến vào rất nhiều đều là dạng này đắm chìm vào sau đó lại cũng không có tỉnh lại cuối cùng linh hồn vô thanh vô tức biến mất biến thành một cỗ thi thể thời gian một ngày một ngày đi qua tại đi qua nửa tháng sau lục ly vẫn là không có tỉnh lại lần thứ hai ma âm lại vang lên lục ly nhưng không có bất kỳ phản ứng nào thiên gia tử chờ ma âm biến mất về sau nội tâm khe khẽ thở dài không còn có đi quản lục ly Huyết Linh Nhi nội tâm có chút nóng nảy, nhưng nàng kêu hai lần, công kích Lục Ly linh hồn rất nhiều lần, cuối cùng đều bị Long hồn hộ chủ, nàng đều kém chút bị Long hồn thôn phệ. Đã dạng này gọi không dậy Lục Ly, nó cũng không có biện pháp, Thánh Hoàng chi nữ nhục thân tại Thiên Ly Châu bên trong, Lục Ly không thể vận dụng nửa điểm thần lực, sở dĩ Thiên Ly Châu không dùng đến, Thánh Hoàng chi nữ nhục thân cũng ra không được. Coi như ra, Huyết Linh Nhi cũng cảm giác Thánh Hoàng chi nữ nhục thân hẳn là cũng không động được, nơi này thần văn quá huyền diệu. Đợi nửa tháng, huyết linh nhi dứt khoát mặc kệ, tiếp tục tham ngộ thần văn, nó biết muốn cứu lục ly, bây giờ còn có một loại biện pháp, liền là phá giải thần văn, sau đó để thiên gia tử mang theo lục ly ra ngoài. Thời gian tiếp tục trôi qua, cách mỗi nửa tháng mà âm liền hội vang lên một lần, lục ly nhưng thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì. Linh hồn của hắn như một đầm nước động, không có bất kỳ cái gì ba động, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không có ba động. Trong chớp mắt lại đi qua ba năm, huyết linh nhi không có quá lớn đột phá, Lục Ly vẫn không có bất luận cái gì động tính, bất quá để thiên gia tử kinh nghi chính là thời gian 3 năm đi qua, Lục Ly linh hồn thế mà không có tiêu tán. Dựa theo lẽ thường tới nói, nhiều nhất thời gian một năm, Lục Ly linh hồn liền hội tiêu tán. Không chỉ không có tiêu tán, thời gian 3 năm Lục Ly linh hồn còn cường đại hơn nhiều, hồn lực hùng hậu dâng trào. Linh hồn cường đại có chút lý giải, dù sao ma âm sẽ để cho người linh hồn cường đại. Nhưng Lục Ly linh hồn một mực không có tiêu tán, cái này để cho người ta rất buồn bực hắc hắc, đột nhiên, thiên gia tử linh hồn bên trong vang lên một đạo tiếng cười, để thiên gia tử dọa đến thân thể run lên, coi là ban ngày thấy ma. Theo hậu thiên gia tử đột nhiên tỉnh ngộ lại, truyền âm nói tiểu lục tử, người thế mà sống lại. Ha ha ha, lục ly cười truyền âm tới nói, thiên gia tử lão ca, ta lại không chết, vì cái gì nói ta sống đến đây ta chỉ là chiều sâu bế quan thôi, ta tại thần âm phương diện có một ít lĩnh hội, cái này ma âm kỳ thật không tổn thương được của ta. Tìm hiểu ba năm, thần âm pháp tác rốt cục đại thành. Đáng tiếc chúng ta thân tử không có thể động, nếu không ta nhất định muốn cùng thiên gia tử đại ca hảo hảo uống vài chén. Ai, thiên gia tử khe khẽ thở dài nói, lĩnh hội pháp tác chân ý có làm được cái gì a à, những năm này ta tìm hiểu rất nhiều cường đại linh hồn bí thuật. Ta những linh hồn này bí thuật tăng thêm ta giờ phút này linh hồn cường độ, nếu như không có cửu phẩm yêu hồn, ta tin tưởng lục kiếp đỉnh phong đều muốn thụ thương, nhưng chúng ta đều ra không được, những này có ý nghĩa gì đâu chương 2476, 34 thành nắm chắc. Ra không được, cho dù là cả mộ mấy cái trí cường chân ý đều vô dụng. Những lời này là lời nói thật, Lục Ly lúc đầu vui sướng nội tâm, lập tức bị tạt một chậu nước lạnh, hắn trầm ngâm một lát truyền âm cho Huyết Linh Nhi hỏi thăm về tới. Chủ nhân, người rốt cuộc tình, Huyết Linh Nhi truyền âm tới, sau đó tiếp tục nói ra, nơi này thiên địa thần văn ta có một ít ý nghĩ, bất quá còn không có niềm tin tuyệt đối phá giải. Bất quá mặt khác có một tin tức tốt, cái kia hào giác bị ta luyện hóa, chủ nhân tùy thời có thể dùng dùng. Tùy thời có thể dùng dùng, lục ly nội tâm nở nụ cười khổ, hiện tại hắn một đầu ngón tay đều không động được, đừng nói hào giác luyện hóa, coi như bức kia cổ họa luyện hóa thì có ích lợi gì đâu. Đừng quản những cái kia thượng cổ bảo vật, nghĩ biện pháp phá giải thần văn, để cho ta ra ngoài. Lục ly truyền âm đi qua, huyết linh nhi trả lời một câu, tiếp tục đi lĩnh hội nơi này thiên địa thần văn. Huyết linh nhi điểm ấy phi thường tốt, vĩnh viễn không biết mệt mỏi, cũng sẽ không có cảm xúc, chỉ biết một thẳng lính hội thần văn xuống dưới. Thế giới của nó chỉ có thần văn, còn lại sự tình loại trừ lục Ly An bài nó bên ngoài, cái gì cũng sẽ không quản. Tuyệt đối chuyên chú phía dưới, làm bất cứ chuyện gì đều sẽ thật nhanh, huyết linh nhi không có nhân loại các loại loạn thất bát tao tâm tư, sẽ chỉ hết sức chăm chú đi lính hội thần văn. Dưới loại tình huống này, nó tại thần văn phương diện tạo nghệ có thể chậm sao? Lục Ly mặc kệ huyết linh nhi, nghỉ ngơi một lát cùng thiên gia tử nói chuyện phiếm. Bất luận như thế nào, thần âm pháp tắc lĩnh hội vẫn là để tâm tình của hắn rất không tệ, dù sao tìm hiểu nhiều năm như vậy, cuối cùng thành công, bất kỳ người nào đều sẽ có một loại đánh hạ cửa ải khó khăn cảm giác vui sướng. Có thể tìm hiểu thần âm pháp tắc, kỳ thật cùng nơi này Ma Âm có rất lớn quan hệ. Nơi này Ma Âm cho lục ly lớn vô cùng dẫn dắt, để hắn suy nghĩ rất nhiều không thấu địa phương, tại Ma Âm bên trong ẩn chứa huyền luật bên trong đều chiếm được đáp án. Nơi này Ma Âm hoàn toàn chính xác ẩn chứa rất nhiều thiên địa huyền lý băng ma quật là trong thiên địa phi thường huyền diệu một chỗ tồn tại nơi này ẩn chứa một chút thiên địa pháp tắc cùng áo nghĩa lục ly cũng không có tại ma âm bên trong mê thất hắn những năm này tìm hiểu nhiều như vậy thần âm pháp tắc để hắn tại âm luật phương diện có không tệ tạo nghệ cho nên có thể kháng trụ ma âm không cho bản tâm mê thất cùng thiên gia tử nói chuyện phiếm chỉ chốc lát lục ly tiếp tục bế quan đem thần âm pháp tắc vững chắc xuống cái này thần âm pháp tắc là công kích hình pháp tắc cụ thể uy lực như thế nào Lục ly tựu không được biết rồi, cái này cần ra ngoài thí nghiệm. Thần âm pháp tác là một loại công kích linh hồn, hơn nữa còn là một loại rất phức tạp công kích linh hồn. Tại phóng thích thần âm thời điểm, địch nhân không chỉ sẽ tiến vào trong ảo cảnh mê thất, sẽ còn bị linh hồn năng lượng tập kích, mặt khác thần âm sẽ còn âm bạo sinh ra, để màng nhĩ cùng linh hồn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đồng thời thần âm công kích vẫn là liên miên không dứt, tựa như là như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng cường đại cụ thể uy lực đoán chừng muốn về sau thả ra mới có thể biết. Tìm hiểu nửa tháng, Lục Ly xác định thần âm pháp tác đã đại thành, nội tâm của hắn đại định. Hắn trực tiếp ngủ say đi qua, ngủ hai ngày sau hắn trở nên không có việc gì, hắn bắt đầu truyền âm cùng thiên gia tử nói chuyện phiếm, lẫn nhau giao lưu. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là hắn tại lĩnh giáo, thiên gia tử thế nhưng là lãnh chúa cấp cường giả, hỗn thế lão ma, sống hơn 20 vạn năm, hắn tùy ý truyền thụ một loại bí thuật cũng có thể làm cho lục ly được ích lợi vô cùng. Người học những này có làm được cái gì a? À? Thiên gia tử có chút im lặng nói ra, chúng ta đều ra không được, người học những này có ý nghĩa gì khác đừng, dày vò, thành thành thật thật ở lại đi. Hắc hắc, lục ly cười cười truyền âm nói, lão đại ca, người chớ bi quan như vậy, ta ngược lại thật ra có ba bốn thành nắm chắc, chúng ta có thể đi ra. A, à, thiên gia tử khẽ giật mình, sau đó có chút mừng rỡ hỏi, tiểu lục tử, người xác định. Cùng lục ly tiếp xúc một đoạn thời gian, thiên gia tử đối với lục ly vẫn còn có chút tín nhiệm, hắn tin tưởng lục ly không phải thuận miệng khoác lác người mặc dù lục ly nói chỉ có ba bốn thành nắm chắc nhưng đây cũng là lớn vô cùng hy vọng tâm hắn nghĩ thoáng cái sinh động hẳn lên hơi có chút kích động hỏi người cái kia mỹ linh cứ như vậy lợi hại nơi này thần văn thế nhưng là rất nhiều lão già đều thúc thủ vô sách ha đó là bởi vì bọn hắn không có xuống tới không dám ở bên trong lĩnh hội lục ly rất lý trí phân tích ra lão đại ca ngươi suy nghĩ một chút bọn hắn không dám vào đến chỉ có thể ở bên ngoài dò xét làm sao có thể phá giống như bọn hắn vào đây kia thoáng cái sẽ bị đông kết cái gì đều không làm được lại thế nào phá trận tựa hồ có đạo lý thiên gia tử càng thêm hưng phấn cười truyền âm nói tiểu lục tử giống như ngươi có thể phá giải có thể mang ta đi ra ngoài đừng nói một hai cái bí thuật ta toàn bộ bí thuật truyền cho ngươi cũng không quan hệ ta còn thiếu ngươi một cái mạng đối tại một cái bị vây trên vạn năm tại cái này làm hòa tử nhân trên vạn năm người mà nói không có cái gì so tự do càng thêm quý giá chỉ cần Lục Ly có thể mang theo hắn ra ngoài, Lục Ly liền là hắn tái sinh phụ mẫu, ân tình này sau so cứu hắn một mạng càng trọng yếu hơn. Lão đại ca không nên gấp gáp, Lục Ly rồi đi qua một chậu nước lạnh nói, các người vạn năm, cũng không quan tâm một năm rưỡi này lại, nhiều nhất một năm đi, ta có thể cho người chính xác tin tức, đến cùng có thể hay không phá giải. Tốt, thiên gia tử yên tâm, thời gian một năm đối với hắn mà nói quá ngắn, hắn nghĩ nghĩ nói ra, tiểu lục tử, người đưa người có năng lực, cùng các loại thần thông thủ đoạn cùng ta nói một chút, ta giúp người phân tích một chút. Tốt, lần này đến phiên lục ly kích động lên, có lãnh chúa cấp cường giả giúp mình phân tích chỉ điểm, đây chính là thiên đại hảo sự A. Bình thường loại này cấp bậc cường giả xem cũng sẽ không xem lục ly một chút, chứ nói chi là kiên nhẫn chỉ điểm. Lục ly liền đối tại thiên gia tử phi thường tín nhiệm, mặc kệ trước đó người này phẩm hạnh như thế nào, giờ phút này hắn tuyệt đối sẽ không hại chính mình. Lục ly liền tranh thủ tình huống của mình nói rõ chi tiết một lần, một chút cũng không có bỏ sót, loại trừ trong thân thể đại đạo chi ngân, còn có một số tư ẩn, thậm chí hắn ngay cả mình có được thần thiết đều nói cho thiên gia tử. Thiên gia tử sau khi nghe xong trầm mặc, rõ ràng tại phân tích, trọn vẹn qua đại nửa ngày, hắn mới truyền âm nói nói, tiểu lục tử, người có thể tại ngắn như vậy thời gian, còn theo nhân gian đi tới tam trọng thiên, không thể không nói ngươi là một cái kỳ tài. Nhưng ngươi có một cái nhược điểm chí mạng, ngươi nội tình quá mỏng. Lão đại ca nói rất đúng, lục ly thâm biểu tán đồng, chính hắn cái dạng gì trong lòng của hắn còn có có chút bức số hắn thời gian tu luyện dù sao quá ngắn hắn khởi điểm quá thấp từ nhỏ cũng không phải xuất sinh hào môn nội tình quá yếu hắn có thể đi đến hôm nay đối với rất nhiều người mà nói đích thật là kỳ tích vô thượng thần thể ngươi có thể tu luyện tiểu thành vẫn là bằng chính ngươi sức một mình cái này phi thường khó được thiên gia tử nghĩ nghĩ dùng rất kiên định ngữ khí nói ra nhưng ta còn là không để nghị ngươi tiếp tục đi vô thượng thần thể chi lộ nói thật chúng ta gia tộc còn có rất nhiều đại gia tộc, kỳ thật đều thử qua. Lợi dụng gia tộc hải lượng tài nguyên, ý đồ tích tụ ra một cái vô thượng thần thể, nhưng cuối cùng sở hữu gia tộc đều thất bại. Tử đế chỉ có một cái, đây là không thể phục chế, người suy nghĩ thật kỹ, chúng ta 27 thế lực lớn có tài nguyên là bực nào đáng sợ nhưng chúng ta hao tốn mấy chục vạn năm đi xác minh, đều bồi dưỡng không ra một cái vô thượng thần thể, dựa vào người tự mình một người có thể làm sao. Trường 2477, Thoát Khốn một cái siêu cấp thế lực có năng lượng là đáng sợ cỡ nào. Lục ly tại Doãn gia đợi qua, Doãn gia cùng nghịch long tộc những này so ra vẫn còn có chút tranh lệch, nhưng Doãn gia có địa bàn cùng tài nguyên lại là rất đáng sợ. Tùy ý ban cho cho lục ly thần dược đều là giá trị mấy ngàn tỷ thần thạch, tăng thêm còn đưa lục ly trăm tỷ thần thạch. Muốn biết Doãn gia có bao nhiêu người hàng năm tiêu hao tài nguyên là nhiều ít vô pháp tính toán. 27 thế lực lớn so Doãn gia đều mạnh hơn bọn hắn rất nhiều thế lực chiếm cứ tại phiến đại địa này phía trên trăm vạn năm mà tính, bọn hắn gia tộc tích lũy xuống tài nguyên cùng tài phú vô cùng đáng sợ. Nhiều như vậy đại gia tộc, hao tốn mấy chục vạn năm đi xác minh, hao phí hải lượng tài nguyên, bọn hắn đều đống không ra một cái vô thượng thần thể, có thể nghĩ cái này thần thể tu luyện chi gian nan. Ừm, ta biết, lục ly nặng nề trả lời, hắn kỳ thật cũng biết, thần thể tiểu thành đều khó như vậy, hắn đây là giai đoạn thứ hai, đều không biết lúc nào có thể đạt tới giai đoạn thứ ba. Muốn đại thành khẳng định phải trả giá so trước đó vạn lần, 10 vạn lần đại giới. Thiên gia tử trầm ngâm một lát, tiếp tục nói ra, cảnh giới của ngươi quá thấp, phổ thông bí thuật đối ngươi không có ý nghĩa quá lớn, phóng thích không ra uy lực. Đã ngươi tại thần âm phương diện có tiến bộ, vậy ngươi trước có thể thử đi một chút công kích linh hồn phương hướng đường đi. Ta truyền cho ngươi một loại tu luyện linh hồn bí thuật đi, loại bí thuật này có thể để ngươi hồn lực càng có tính công kích, lúc đầu hồn lực tính công kích có phải hay không mạnh, ngươi tu luyện loại bí thuật này về sau hồn lực có thể biến thành hồn châm mỗi một tia hồn lực đều mang cực mạnh tính công kích tốt đa tạ lão đại ca lục ly mừng rỡ nói thiên gia tử bản thân liền là lãnh chúa cấp cường giả cái này vạn năm qua không có việc gì chỉ có thể suy nghĩ công kích linh hồn chắc hẳn hắn suy nghĩ ra được linh hồn bí thuật chắc chắn sẽ không cấp qua thấp thiên gia tử đem linh hồn bí thuật truyền cho lục ly cái này bí thuật so sánh phức tạp lục ly nhớ nửa canh giờ mới toàn bộ ghi xuống hắn lập tức bế quan nghiên cứu lên loại bí thuật này cái này vừa chui nghiên, Lục Ly cũng cảm giác dừng lại không được, cái này bí thuật quá huyền diệu, mà lại vô cùng mới lạ, Lục Ly giống như là mở ra một cái thế giới mới. Cái này vừa bế quan liền là hai tháng, Lục Ly rốt cục đem cái này bí thuật cho tìm hiểu, hắn cùng thiên gia tử Hàn Huyên một hồi, cũng xác định ý nghĩ của hắn là đúng. Bí thuật mặc dù tìm hiểu, nhưng muốn đem hồn lực tu luyện thành hồn châm, cái này cần thời gian rất dài. Linh hồn là phi thường trọng yếu địa phương, hồn lực là linh hồn lực lượng cội nguồn, linh hồn không thể làm loạn, hồn lực cũng không thể làm loạn, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Huyết Linh Nhi không có truyền âm, Lục Ly cũng liền an tâm bắt đầu tu luyện linh hồn bí thuật, muốn đem hồn lực đều biến thành hồn châm, đoán chừng ít nhất phải 1 2 năm thời gian đi. Giống như tu luyện được chậm, đoán chừng 3 năm năm đều muốn. Băng ma quật bên trong yên tĩnh tới cực điểm, Lục Ly cùng Thiên Gia Tử giống như hoạt tử nhân nằm tại dưới đáy, toàn thân bị đông cứng, bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm. Cách mỗi 13 14 ngày, lại có ma âm truyền ra, cái này ma âm đối với thiên gia tử tới nói không có hiệu quả. Hiện tại đối với Lục Ly tới nói cũng vô hiệu, sở dĩ Lục Ly bế quan rất an nhàn. Chớp mắt liền là nửa năm đi qua, Lục Ly tiến triển coi như thuận lợi, chủ yếu nhất là bên cạnh có một cái danh sư chỉ đạo, tăng thêm chính hắn mộ tính không tệ, tu luyện tốc độ rất nhanh. Một năm về sau, Lục Ly hồn lực đã lớn bộ phận chuyển hóa làm hồn châm, cái này hồn châm tại công kích lúc, hồn lực lại biến thành một sợi châm vô khổng bất nhập chỗ nào cũng có công kích linh hồn cường độ chỉ ít sẽ cường đại mấy lần. Một năm rưỡi về sau, lục ly toàn bộ hồn lực chuyển biến thành hồn châm. Đương nhiên linh hồn không ngừng tăng cường, hồn lực cũng sẽ không ngừng tăng lên, đến lúc đó còn cần tiếp tục chuyển hóa. Hơn một năm nay thời gian, lục ly linh hồn tăng lên không ít, tại cái này đợi giống như thân thể có thể động, có thể tu luyện, nơi này nhưng thật ra là một chỗ bảo địa. Chỉ có thể có thể chống đỡ được ma âm, linh hồn sẽ liên tục không ngừng tăng lên, so luyện hóa thần dược nhanh hơn. Thời gian lần nữa đi qua nửa tháng sau, huyết linh nhi truyền âm vang lên, chủ nhân, có ý nghĩ, ta có bảy thành nắm chắc để các ngươi thoát khốn, cho ta thời gian nửa năm. Huyết linh nhi truyền âm giống như là tiên âm, để lục ly cuồng nghỉ không thôi. Tại lục ly truyền âm cho thiên gia tử về sau, cái sau cũng hưng phấn đến cực hạn, nói liên nguyên lại nhảy lôi kéo lục ly nói đại nửa ngày. Tiểu tử, người phòng ngự không tệ vậy ta mới truyền cho ngươi một loại siêu cấp phòng ngự ngự thần thuật, chỉ cần ngươi có thể tu luyện thành công, đoán chừng ngũ kiếp trung kỳ đều giết không chết ngươi, ngũ kiếp hậu kỳ cũng vô pháp miểu sát ngươi. Thiên gia tử một cao hứng, tự lại truyền cho Lục Ly một loại thần thuật, đây là hắn tự sáng tạo thần thuật, tên là Ngày Giáp Thuật. Cái này thần thuật phi thường bá đạo, giống như không phải Lục Ly, coi như thiên gia tử hậu nhân hắn đều không nhất định truyền thụ. Tại loại này thần thuật truyền đến về sau, Lục Ly tùy ý tìm hiểu thoáng cái, lập tức đại hỉ. Cái này thần thuật Bá đạo không dùng hết toàn bộ lĩnh hội hắn liền có thể trải nghiệm đạt được. Tu luyện thành công về sau, lực phòng ngự ít nhất cường đại gấp 10. Mấu chốt nhất là, cái này thần thuật không phải tại bên ngoài cơ thể hình thành vòng phòng ngự, mà là tại thể nội, thể nội còn không phải một tầng phòng ngự, mà là hình thành tầng 3 phòng ngự, cái này có thể để hắn nhục thân phòng ngự tăng cường rất nhiều. Lục Ly vội vàng bắt đầu tìm hiểu đến, bất quá cái này thần thuật so sánh phức tạp, muốn tại thể nội hình thành tầng 3 mạng lưới phòng ngự lợi dụng thần lực tạo dựng thành tam trọng cường đại phòng ngự đại trận, bắt đầu tìm hiểu đến độ khó rất lớn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thiên gia tử gấp không được, nhưng lục ly đang bế quan hắn cũng không tốt đi thêm hỏi, chỉ có thể lòng như lửa đốt chờ lấy. Thời gian nửa năm một cái trước mắt tựu đi qua, lục ly còn không có xuất quan, tại hôm nay lại xuất hiện dị biến, băng ma quật đột nhiên nhiệt độ biến cao. Thiên gia tử thần niệm cỡ nào cường đại băng ma quật bất luận cái gì gió thổi cỏ lay hắn đều có thể cảm giác được. Hắn có thể cảm thụ được băng ma quật bên trong biến hóa, hắn cảm thấy băng ma quật bên trong nhiệt độ tại tăng lên. Nhiệt độ tăng lên đại biểu cái gì? Đại biểu bọn hắn có thể không bị đóng băng, cũng đại biểu bọn hắn nhục thân có lẽ có thể động. Chỉ cần nhục thân có thể động một ngón tay, chỉ cần thần lực có thể vận chuyển một tia, Thiên gia tử liền có thể có nắm chắc lao ra. Thiên gia tử nội tâm càng ngày càng kích động, hắn thời khắc quan sát đến tình huống chung quanh. Tại nửa ngày sau, nhiệt độ còn tại tăng lên về sau, Linh hồn hắn ba động càng ngày càng lợi hại. Ầm, um, lần nữa qua nửa ngày sau, thiên gia tử trên người khối băng đột nhiên từng khúc bạo liệt, hắn thân thể bay vụt mà lên, ngửa mặt lên trời một tiếng hét giận dữ, thanh âm tại băng ma quật bên trong quanh quẩn không ngớt. Ách, Lục Ly bị giật mình tỉnh lại, hắn còn đến không kịp phản ứng, huyết linh nhi chui vào bên trong thân thể của hắn, sau đó một cái cự thủ bắt lại thân thể của hắn, mang theo hướng trên không trung phóng đi. Lục Ly tại lúc này cảm giác thân thể biến thành chính mình huyết dịch của hắn bắt đầu chậm chậm lưu động, thần lực cũng tiếp theo trong nội đan tuôn ra, trong nháy mắt đó Lục Ly cảm giác chính mình sống lại. Ha 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 ha, sông ra băng ma quật về sau, nhìn thấy phía ngoài hoang sơn, Thiên gia tử cất tiếng cười to, tiếng cười truyền khắp phương viên mấy ngàn dặm. Thiên gia tử mặc dù tại cười to, trong mắt lại có chút mông lung, cười bên trong mang nước mắt, thân thể của hắn vô cùng suy yếu, hô hấp lại gấp vô cùng gấp rút, ngực chập trùng bất định. Rốt cuộc ra, huyết linh nhi, làm tốt lắm. Lục Ly cảm xúc không có thiên gia tử sâu như vậy, bất quá có thể thoát khốn hắn vẫn là vô cùng vui vẻ. Nhất là lần này còn có thể nhân họa đắc phúc, cái này khiến tâm tình của hắn rất không tệ. chương 2478, Hàng Ma Cung Tiểu lục tử A, người đã cứu ta một mạng A. Tiểu lục tử, cái này nhiều dựa vào người A, ta thiên gia tử thế mà còn nặng thấy mặt trời cái này một ngày A. Tiểu lục tử, đi một chút, chúng ta đi tìm địa phương ăn uống thả cửa một trận, hảo hảo chúc mừng một phen thiên gia tử sau khi đi ra giống như là một cái bị trói buộc nhiều ngày dã thú hưng phấn đến giống như một đứa bé lục ly cười khổ vài tiếng nói ra lão đại ca thân thể ngươi bị đóng băng hơn một vạn năm vẫn là không cần vội vã đi ăn uống chúng ta tại cái này trước an dưỡng mấy ngày cái này bên ngoài thế nhưng là tại đại chiến đâu nếu là gặp được cường giả lại có phiền phức a cường giả thiên gia tử cười nhạo nói ra lão phu những năm này cảnh giới mặc dù không có quá lớn tăng lên nhưng công kích linh hồn lại là phi thường bá đạo ai dám tìm đến phiền toái cái kia chính là chính mình muốn chết bất quá người nói đúng chúng ta an dưỡng mấy ngày cũng không kém cái này mấy ngày lục ly cùng thiên gia tử đều lấy ra thần dược riêng phần mình luyện hóa khôi phục lục ly bị băng phong mấy năm thân thể phi thường suy yếu muốn hoàn toàn khôi phục không có mấy tháng là khôi phục không được bất quá an dưỡng mấy ngày hai người chiến lược vẫn là có thể khôi phục không ít mấy ngày sau thiên gia tử mở mắt trong con người đều là dạng dỡ thần quang, trên thân cũng đều là minh mông khí tức. Nếu như nói trước đó hắn giống như là một cái đói bụng mấy ngày lão hổ, giờ phút này lại giống như là một đầu thức tỉnh cự long. Đi, tại lục ly trợn mở trong mắt về sau, thiên gia tử một tay bắt lấy lục ly, hóa thành một đạo lưu quang hướng phương bắc phóng đi. Thiên gia tử bị vây hơn một vạn năm, thật vất vả thoát khốn, tự nhiên muốn đi uống một trận rượu ngon, đồng thời cũng là nghĩ tìm hiểu một chút tin tức. Dầm dầm dầm, hai người phi hành nửa canh giờ, tiền phương truyền đến từng đợt tiếng nổ, lục ly cùng thiên gia tử thần niệm đều quét đi qua, hai người rất nhanh không có quá để ý. Bởi vì bên kia chiến đấu mặc dù có mấy trăm người, hai bên chỉ có một cái ngũ kiếp sơ kỳ, đừng nói thiên gia tử, coi như lục ly giờ phút này ứng phó hẳn là đều không có quá đại nạn độ. Hiu, hai người không muốn gây chuyện, bên kia lại có người bay tới, thiên gia tử thu liếm khí thức, lục ly khí thức không mạnh, bên kia bay tới hai cái tứ kiếp cường giả tối đỉnh, một người quát lạnh nói các ngươi là ai lăn đi. Xoẹt, thiên gia tử bản thân không phải cái gì thiện nhân, tăng thêm bị đóng băng hơn một vạn năm, nội tâm đã sớm tích lũy liên tục lệ khí, hắn một cái đại thủ vỗ tới, hai người kia cũng không kịp phản ứng, trực tiếp bị đập thành huyết vụ. Hừ hừ, thiên gia tử hừ lạnh hai tiếng, nơi xa một cái ngũ kiếp cường giả dò xét đến bên này tình huống, lập tức mang theo mấy người bay tới. Một cái ngũ kiếp cường giả thần niệm khóa chặt thiên gia tử nói, ngươi là người phương nào dám can đảm đồ sát chúng ta hàng ma cung người. Hàng ma cung thứ đồ gì, Thiên gia tử cười lạnh một tiếng, một tay phất lên, một cái bàn tay khổng lồ xuất hiện, đối những người kia vỗ tới. Cái kia ngũ kiếp cường giả đôi mắt co rụt lại đang muốn tránh né, thiên gia tử trong mắt dị mang lóe lên, hắn tự không động được. Oanh, thiên diêu địa động, dưới mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, cái kia ngũ kiếp cường giả cùng mấy người còn lại bị vỗ ra thịt nát, lại bị miểu sát. Cái này, bên kia khai chiến vài trăm người thần niệm quét tới, toàn bộ sắc mặt đại biến, sau đó mọi người không trần chờ chút nào, cũng không khai chiến, đều hóa thành một đám chim thú hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Thiên gia tử cùng Lục Ly lười nhắc truy sát, hai người tiếp tục hướng nơi xa bay đi, sau nửa canh giờ hai người tìm được một tòa thành nhỏ. Hai người tiến vào thành nội, nhìn xem thành nội rộn rộn ràng ràng đám người, phi thường náo nhiệt thành trì, hai người đều có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đến người đàn rượu ngon nhất, tốt nhất đồ ăn đều lên đi lên. Thiên gia tử cùng Lục Ly tiến vào thành nội tốt nhất từ lâu, Thiên gia tử thu liếm khí tức nếu không lục kiếp cường giả đoán chừng người người đều sẽ ghé mắt. Lục ly ném ra một bao lớn thần thạch, trong khách sạn tiểu nhị lập tức ân cần, rượu ngon thức ăn ngon lần lượt tốt nhất đến, lục ly cùng thiên gia tử hai người uống từng ngụm lớn rượu ngoạm miếng thịt lớn. Thống khoái, thống khoái, thiên gia tử một bên ăn một bên cười ha hả, thanh âm rất lớn, dẫn tới phụ cận người nhao nhao ghé mắt. Thiên gia tử lại không quan tâm, một người ăn uống thả cửa, cùng lục ly đối ẩm. Thiên gia tử tiếng cười to rốt cục đưa tới người khác bất mãn, Bên cạnh một cái rực rỡ y công tử hừ lạnh một tiếng nói ra, ở đâu ra nhà quê không hiểu quy củ lăn ra ngoài. Ba, thiên gia tử tiện tay quét qua, bên này một bàn người cũng bay ra ngoài, không bằng hắn vẫn là chú ý thoáng cái, đám người này không có đụng nát tường, mà là theo cửa sổ bay ra ngoài. Thiên gia tử không có giết người, chỉ là lộ một tay, tự nhiên là không muốn đám người này quấy rầy nhã hứng. Lục ly cũng không quan tâm những chuyện đó, một cái thành nhỏ người mạnh nhất cũng liền ngũ kiếp, có sợ gì chi. Hiu hiu hiu. Bên ngoài rất nhanh có quân sĩ bay tới, bên trong thành là không thể động võ, xem người công tử kia trong thành hẳn là có một ít địa vị. Công tử kia nói vài câu, bên này quân sĩ phát ra một tiếng tiếng hét lớn, vô số quân sĩ lập tức hướng cái này biên vân tập. Thiên gia tử không quan tâm, tiếp tục ăn uống thả cửa, lục ly cũng không có phản ứng, hai người đối ẩm. Bên này quân sĩ thấy cảnh này đều không dám động thủ, chờ đợi viện quân tới. Hưu, một cái ngũ kiếp cường giả bay tới, sừng sững giữa không trung, khóa chặt thiên gia tử, hắn quát khẽ nói, các hạ là người nào tại hạ hàng ma cung thuật lại công, trong thành nháo sự, các hạ là muốn cùng chúng ta hàng ma cung là địch sao? Cùng các ngươi hàng ma cung là địch các ngươi cũng xứng. Thiên gia tử quát lạnh một tiếng nói, ra ra hôm nay tâm tình tốt, khác đừng trêu chọc ta, nếu không các ngươi cung chủ tới, ta một trưởng đều có thể chụp chết hắn. Thiên gia tử thái độ, để người kia nổi giận đến cực hạn, người kia thân thể lóe lên liền muốn lao ra. Thiên gia tử nhìn lướt qua đi qua, người kia thân thể nhất thời như bị sét đánh, siêu siêu vẹo vẹo ngã chồng vó xuống. Trần gia, người xung quanh lập tức kinh hãi, nhao nhao vây quanh đi qua, lại phát hiện cái này trần gia thế mà không còn khí tức. Chỉ là nhìn thoáng qua, không có phóng thích bất luận cái gì công kích, thế mà để một cái ngũ kiếp trung kỳ chết đi. Toàn thành chú ý bên này người đều hít một hơi lãnh khí, một người thống lĩnh lập tức mang theo thuật lại công thi thể lui ra, đồng thời nhanh chóng đi đưa tin, bất quá lại là rốt cuộc không ai dám đi tìm Lục Ly cùng thiên gia tử phiền toái. Ăn ngon uống ngon, Lục Ly gọi đến một cái tiểu nhị, hỏi thăm một phen gần nhất phụ cận thế cục. Tiểu nhị kia nơm nớp lo sợ đáp trả, cũng may Lục Ly chỉ là hỏi một chút rất đơn giản vấn đề, những chuyện này mọi người đều biết, nếu không cái này tiểu nhị cũng không dám trả lời. Tứ đại thế lực chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nhất là nghịch long có cùng Thủy Vân Điện gần nhất chiến đấu kịch liệt nhất, Thủy Vân Điện là 27 thế lực lớn một trong, cũng là nghịch long cốc đối thủ một mất một còn, hàng ma cung liền là thủy vân điện kỳ hạ thế lực lớn một trong. Mặt phía bắc kỳ liền phong là nghịch long cốc cùng thủy vân điện chiến trường chính một trong. Lục ly đạt được tin tức này về sau, lập tức hưng phấn lên. Hắn đang muốn cùng tìm nghịch long tộc nhân, phụ cận có nghịch long tộc tại khai chiến, vậy liền không còn gì tốt hơn. Tiểu lục tử, người muốn đi tìm nghịch long tộc nhân. Thiên gia tử đoán được lục ly tâm tư, hắn nghĩ nghĩ nói ra, như vậy đi, Ta dẫn ngươi đi tìm Nghịch Long tộc nhân. Tìm tới sau ngươi đi trước Nghịch Long cốc làm việc, ta về trước gia tộc nhìn xem, quay đầu ngươi làm xong việc đến ta gia tộc tìm ta. Tốt, Lục Ly cũng biết, Thiên gia tử mất tích nhiều năm như vậy, khẳng định vội vã về trước gia tộc giải một chút tình huống. Hắn cứu được Thiên gia tử một mạng, Thiên gia tử ban cho hắn hai loại bí thuật, Lục Ly cũng không cho rằng Thiên gia tử thiếu hắn cái gì. Đi, hai người phóng lên tận trời, căn bản không quản thành bên trong tình huống hóa thành hai đạo lưu quang hướng mặt phía bắc phóng đi, thành nội quân sĩ rất nhiều, tứ kiếp võ giả cũng không ít, nhưng không ai dám ngăn cản hai người. chương 2479, Đại Phật Sơn Hai người rời đi, hàng ma cung nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì. Hàng ma cung chỉ là thủy vân điện thủ hạ một cái thế lực lớn, bản thân bọn hắn lãnh chúa cấp cường giả chỉ có mấy cái, đoạn thời gian trước huyết chiến còn chết một cái. Gần nhất trong khoảng thời gian này còn tại đại chiến bên trong, không đáng cùng một cái thần bí lãnh chúa cấp cường giả khai chiến. Có thể nhẹ nhõm nhiều sát ngũ kiếp cường giả, chỉ có lãnh chúa cấp cường giả, chứ nói chi là người này còn vận dụng công kích linh hồn, đây là nhất làm cho người đau đầu công kích. Kỳ liền phong cự ly tòa thành nhỏ này không tính quá xa, đương nhiên cũng không tính quá gần, dùng thiên gia tử tốc độ toàn lực phi hành cũng liền 2-3 ngày lộ trình. Thiên gia tử mang theo lục ly phi hành, bay nửa nén hương về sau, lục ly nghĩ nghĩ hỏi ý kiến hỏi, lão đại ca, thực lực ngươi bây giờ, giống như tao ngộ lãnh chúa cấp cường giả, có nắm chắc hay không thoát thân. Hỏi cái này làm cái gì? Thiên gia tử có chút kinh ngạc, sau đó giải thích nói cái này muốn nhìn là lục kiếp cái gì cấp bậc cường giả, phổ thông lục kiếp đối với ta không có bất kỳ cái gì áp lực, chọc giận ta có thể nhẹ nhõm diệt sát. Ta hiện tại chiến lực còn không có triệt để khôi phục, lục kiếp hậu kỳ hẳn là miễn cưỡng có thể ứng phó, lục kiếp đỉnh phong chuẩn đế cái này cấp bậc, hẳn là có giết chết ta khả năng kia chuẩn đế nhiều không thủy vân điện có bao nhiêu cái chuẩn đế cấp bậc lục ly hỏi không rõ lắm thiên gia tử lắc đầu nói hơn một vạn năm trước giống như bọn hắn có ba bốn cái a hơn một vạn năm đi qua ai biết có hay không mới chuẩn đế sinh ra mà lại bọn hắn không phải tại hỗn chiến có lẽ lại chuẩn đế vẫn là cũng không nhất định cái kia chính là không nhiều lắm lục ly nhếch miệng cười nhạt một cái nói lão đại ca ta có một chiếc thần hành chu không bằng chúng ta cưỡi thần hành chu đi qua như thế tốc độ càng nhanh một chút chỉ là có chút chiêu dao ha ha ha, thiên gia tử cười ha hả lườm lục ly một cái nói, tiểu tử ngươi thế mà còn có loại bảo vật này lấy ra đi, có cái gì chiêu giao chúng ta gia tộc và tứ đại gia tộc không có ân oán lão phu lộ ra thân phận không ai dám động. Coi như không sáng thân phận, Thủy Vân Điện trừ phi xuất động chuẩn đế, nếu không có sợ gì chi. Tốt, lục ly lập tức lấy ra thần hành chu, hai người tiến vào bên trong đi, thiên gia tử đi vào nhìn lướt qua, khoát tay nói, ta tu luyện thoáng cái, khôi phục một chút chiến lực, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn, người không muốn bay quá nhanh, có biến gọi ta. Được rồi, lục ly khống chế thần hành chu một bên phi hành, đồng thời luyện hóa vài cọng thần dược, hắn hiện tại cũng mặc kệ lãng phí không lãng phí, tận lực trước khôi phục chiến lược lại nói. Thần hành chu phá không mà đi, lục ly khống chế thần hành chu tốc độ hơi chậm một chút, nguyên bản thần hành chu đoán chừng chỉ cần nửa ngày thời gian, lục ly tận lực khống chế tại một ngày thời gian bên trong, để thiên gia tử hào hào khôi phục. Lục ly thúc giục đại đạo chi ngân, cảm ứng bốn phía không gian ba động, giống như phụ cận có người khai chiến, hắn sẽ lập tức khống chế thần hành chu lách qua. Dùng thần hành chu tốc độ, bình thường võ giả còn đuổi không kịp, chỉ cần hàng ma cung không phải tận lực nhằm vào liền không sao. Chỉ là nửa canh giờ, lục ly tự tao ngộ mấy đoàn người, bất quá lục ly sớm khống chế thần hành chu lách qua, thần hành chu một khi ra tốc, bình thường võ giả căn bản đuổi không kịp. Phi hành sau ba canh giờ, lục ly lần nữa luyện hóa vài cọng thần dược, trên người hắn thần dược dù sao nhiều, lãng phí một chút không quan trọng, chỉ cần có thể mau chóng khôi phục thực lực liền tốt. Ba canh giờ, tao ngộ rất nhiều người, bên này to to nhỏ nhỏ chiến đấu rất nhiều, thường xuyên có thể gặp được vài trăm người khai chiến, còn gặp được một lần mấy ngàn người hỗn chiến, cùng gặp mấy cái ngũ kiếp cường giả, nhưng đều không có công kích thần hành chu. Một là lục ly kịp thời khống chế thần hành chu rời đi, thứ hai là thần hành chu tốc độ quá nhanh. Còn có một nguyên nhân, phổ thông võ giả đuổi không kịp thần hành chu, cường giả gần như nhận biết thần hành chu, có thể cưới thần hành chu đều là đại nhân vật, bọn hắn không dám làm loạn. Người đến người nào, lần nữa đi về phía trước hơn một canh giờ, tiền phương xuất hiện hai cái ngũ kiếp cường giả, xa xa tựu bay vụt mà đến, trong tay còn có binh khí, tùy thời chuẩn bị công kích. Hai cái ngũ kiếp cường giả, lục ly không dám làm loạn, đem thiên gia tử đánh thức. Cái sau thần niệm quét đi qua, trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói, lăn đi. Thiên gia tử nói lời thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét nổ vang tại hai người trong đầu, hai người cảm giác linh hồn một trận nhói nhói kém chút mới ngã xuống trốn hai người này dọa đến thân thể run lên gần như không có chút gì do dự lập tức chạy trốn mà đi thiên gia tử nhắm mắt lại tiếp tục bế quan lục ly có chút cảm khái cường giả chính là cường giả a quát lạnh một tiếng liền có thể dọa chạy hai cái ngũ kiếp mặc dù hai người đều là ngũ kiếp trung kỳ lục ly kỳ thật vừa rồi một người ra ngoài cũng có thể ứng phó hào giác hắn còn chưa có thử qua đây thần âm pháp tắc cũng chưa dùng qua không bằng hắn vẫn là lựa chọn ổn thỏa một điểm, hắn không phải đến giết người, mà là đi tìm kiếm nghịch long tộc. Thần hành chu tiếp tục tiến lên, một đường hữu kinh vô hiểm, đương nhiên là có thiên gia tử tại cái này, cũng không tồn tại nguy hiểm gì. Vị này chính là hơn một vạn năm trước đã đột phá lục kiếp lãnh chúa tồn tại A, hơn 10.000 năm qua một mực tại lĩnh hội linh hồn bí thuật, linh hồn phương diện tạo nghệ đã không phải thường kinh khủng. Tại trời tối thời gian, lục ly đã tới kỳ liền phong, bên này không phải một ngọn núi, mà là một mảnh cự đại dãy núi. Bên này cũng là Thủy Vân Điện cùng nghịch long tộc phạm vi thế lực chỗ giao giới, bên này một mực là một chỗ đại chiến trường. Âm 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 âm, còn không có tới gần, liền có thể nghe được bên kia liên tiếp tiếng nổ, xa xa nhìn lại, khu vực trung tâm dãy núi bầu trời không ngừng bị xé nứt. Đầy trời lưu quang tung hoành phiêu tán rơi rụng, khí thức một ngạt tràn ngập mà đến, trong gió đều truyền đến nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Đến, thiên gia tử cảm ứng được, thần hành chu ngừng lại, hắn thần niệm lập tức phúc tán mà đi. Lục ly giờ phút này thôi động đại đạo chi ngân, có thể cảm ứng được thiên gia tử thần niệm như một tia u phong, mà lại cùng phổ thông gió cảm giác không có khác nhau, có chút phản phát quy chân ý tứ. Lục ly lặng lặng chờ đợi, một lát chi hậu thiên gia tử gật đầu nói, bên này thật có nghịch long tộc nhân, bất quá không có cái gì đại nhân vật, ngược lại căn bản là một chút người tuổi trẻ. Thủy vân điện bên này giống như cũng là thế hệ trẻ tuổi, bất quá hai bên đều điều tập rất nhiều phụ thuộc thế lực cường giả quân sĩ đi, hai bên phân biệt có lãnh chúa cấp cường giả tỏa chấn. hô hô lục ly thở ra một hơi thật dài hắn theo nhị trọng thiên mà đến vượt qua thiên sơn vạn thủy rốt cục đã tới bên này cũng lập tức sẽ tìm tới nghịch long tộc nhân bên kia rất nhiều người trẻ tuổi có lẽ lục linh chính ở đằng kia. ừm thiên gia tử lão đại ca chúng ta ngay tại vậy tạm thời tách rời a à. lục ly chắp tay nói quay lại sự tình xong xuôi ta lại đi bái phỏng ngươi đối cái này thần hành chu lão đại ca trước dùng đến ta hiện tại dùng đến quá chiêu diêu. Không cần ta giúp ngươi đi qua, thiên gia tử hỏi một câu, hắn cũng không có nói thẳng mang lục ly đi qua, cái này kỳ thật biểu lộ một loại nào đó hàm nghĩa. Dù sao bên kia là hai đại siêu cấp thế lực người tại khai chiến, giống như mang theo lục ly đi qua tìm nghịch long tộc nhân, cái này rất dễ dàng để thủy vân điện người hiểu lầm. Vạn nhất gây nên chiến đấu, vậy sẽ liên lụy thiên gia tử gia tộc. Lục ly kỳ thật cũng là loại ý tứ này hắn đã tới nơi này đi gặp Nghịch Long tộc nhân tựu rất đơn giản coi như đối phương không xem ở lục Linh trên mặt mũi chỉ ít hắn xuất ra đại ma Vương tín vật Nghịch Long tộc nhân hẳn là sẽ chào đón hắn A à đại ma Vương không có khả năng nói láo nàng thế nhưng là nói chỉ cần lục ly xuất ra tín vật Nghịch Long tộc nhân liền hội cùng hắn giao dịch không cần không có chuyện gì lục ly chắp tay thiên gia tử nghĩ nghĩ gật đầu nói vậy được người đi đi ta tại cái này thủ một hồi nếu có vấn đề ta lại ra mặt cái này thần hành chu ta trước dùng đến, quay đầu ngươi đi Đại Phật Sơn ta sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, làm xong việc liền đến Đại Phật Sơn, cách nơi này không phải đặc biệt xa, truyền tống cũng chính là thời gian một năm, mở ra vực môn, trực tiếp có thể đi qua.